Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Lôi mộ đều hiểu rõ, cần một ít khảo thí A Khảo thí đương nhiên có, hơn nữa, nếu như có đạo văn, còn muốn lấy lực chứng đạo liền tương đối khó khăn Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, bất quá là muốn khó khăn hơn rất nhiều mà thôi Sau đó, vị đạo tôn này dẫn theo lôi đạo đi tới một nơi rộng rãi Lôi đạo nhìn thoáng qua, có khoảng 8-9 đạo tôn, chỉ là một cứ điểm, lại có 89 đạo tôn, điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán của Lôi đạo, dù sao, cho dù là toàn bộ thành Thiên Sơn, có 89 đạo tôn hay không cũng rất khó nói. Lôi đạo Tôn, không cần kinh ngạc, hôm nay là ngày cứ điểm chúng ta tụ tập một năm một lần. Hàng năm đều sẽ chọn một thời gian, rất nhiều thông đạo đi tới cứ điểm trao đổi tâm đắc tu hành. Cho nên, đạo tôn tới nhiều hơn một chút. Sau đó, còn có một số đạo tôn đến đây? Thì ra là thế, Lôi đạo bừng tỉnh đại ngộ, nếu không cũng không cách nào giải thích một cứ điểm nho nhỏ vì sao có nhiều đạo tôn như vậy thanh sơn đạo tôn vị này là ai hiển nhiên những đạo tôn khác không biết thân phận của lôi đạo đạo tôn mang theo lôi đạo tiến vào thì ra tên là thanh sơn đạo tôn hắn vừa cười vừa nói vị này chính là không huyền đạo tôn đề cử lôi đạo tôn muốn gia nhập lực minh chúng ta đang muốn kiểm tra một phen không biết mấy vị các ngươi ai tới kiểm tra cho lôi đạo tôn lại là không huyền đạo tôn đề cử không huyền đạo tôn này không muốn gia nhập lực minh lại đề cử đạo tôn khác đến đây gia nhập lực minh, có chút ý tứ. Khí tức trên người vị đạo tôn này có chút kỳ lạ, cũng không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chúng ta tu hành thời gian dài như vậy, cũng trao đổi thời gian dài như vậy, ta rốt cuộc thoát khỏi đạo văn, đi lên quỹ đạo dùng lực chứng đạo, chỉ là còn chưa thử qua hiệu quả như thế nào, không bằng để cho ta tới thử một chút đi. Một vị đạo tôn trong đó bước ra một bước, đi tới đối diện lôi đạo. Được, vậy thì có cửu chỉ đạo tôn tới đi. Thanh Sơn đạo tôn gật đầu, cửu chỉ đạo tôn cái kia ta có thể hỏi một chút người ngừng tụ bao nhiêu đạo văn không đạo văn ta là đạo tôn thành tựu ở kiếp này đương nhiên chỉ có một đạo hơn nữa ta đã vứt bỏ đạo văn một lần nữa đi lên con đường lấy lực chứng đạo đã không còn đạo văn ách vậy chúng ta kiểm tra lại là kiểm tra cái gì lúc này thanh sơn đạo tôn khẽ cười nói lôi đạo tôn người không cần băn khoăn chỉ cần toàn lực ra tay là được chúng ta chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản sẽ không làm người bị thương hơn nữa cửu chỉ đạo tôn rất mạnh đúng rồi người cũng ngưng tụ ra một đạo thần văn đi ta không ngưng tụ thần văn còn chưa có thần văn sao xem ra là vừa mới thành tựu đạo tôn còn chưa kịp ngưng tụ thần văn thật sự là quá tốt chưa ngưng tụ thần văn vậy là còn chưa có đánh dấu đi con đường lấy lực chứng đạo cũng dễ dàng hơn nhưng quy củ không thể bỏ trước tiên phải khảo nghiệm mới được lôi đạo há tò miệng muốn nói lại thôi thanh sơn đạo tôn tựa hồ hiểu lầm cái gì lôi đạo không phải chưa kịp ngưng tụ một đạo thần văn mà căn bản không có thần văn chỉ là để hắn toàn lực xuất thủ lôi đạo cảm thấy cho dù có mê giới chỉ lực che lấp trên thực tế cũng rất có thể sẽ bị những đạo tôn này phát hiện dị thương lực lượng vực giới là tuyệt đối không thể vận dụng lôi đạo có thể vận dụng cũng chỉ có bốn thành thủy tổ thân thể thanh sơn đạo tôn thật sự muốn lôi mỗ toàn lực ứng phó không sai ngươi liền toàn lực ứng phó đi nhớ kỹ nhất định phải dốc hết toàn lực được rồi cửu chỉ đạo tôn vậy thì cẩn thận mua lôi đạo hít một hơi thật sâu Thanh Sơn đạo Tôn vẫn luôn để cho hắn toàn lực ứng phó, chắc hẳn cửu chỉ đạo Tôn trước mắt nhất định vô cùng cường đại, Thanh Sơn đạo Tôn căn bản cũng không có chút nào lo lắng. Bởi vậy, Lôi đạo cũng không dám lưu thủ, phải biết, hắn hiện tại cũng không dám thi triển lực lượng vực giới trong cơ thể, liền tương đương với thực lực của bản thân hắn, thoáng cái suy yếu một nửa, hắn chỉ có thể thi triển bốn thành thủy tổ thần thể. Chỉ dựa vào thủy tổ thần thể, thực lực Lôi đạo bị suy yếu rất lớn, hắn cũng không nhất định là đối thủ của vị cửu chỉ đạo Tôn trước mắt này bởi vậy nhất định phải toàn lực ứng phó lôi đạo không nên cân nhắc cử chỉ đạo tôn mà nên cân nhắc làm sao trong luận bàn không bị trọng thương nghĩ tới đây lôi đạo trầm giọng nói cử chỉ đạo tôn đắc tội sau một khắc lôi đạo không chút do dự trong nháy mắt đã hiển hóa ra thủy tổ thân thể âm um, thủy tổ thân thể trùng trùng điệp điệp hiển hóa ra khí thế khủng bố một vòng lại một vòng như là sóng nhiệt cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương tám hướng càng quan trọng hơn là hai con đường thủy tổ trên đỉnh đầu lôi đạo hỗ trợ lẫn nhau, vì không để cho đạo tôn khác hoài nghi, lôi đạo đem hai con đường thủy tổ này ẩn vào phía trên thủy tổ thần thể, thoạt nhìn thật giống như cùng thủy tổ thần thể nối liền thành một thể. Tuy thoạt nhìn vẫn có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không cổ quái như vậy. Chỉ là, thủy tổ thần thể của lôi đạo, đối với đạo tôn nơi này vẫn là trùng kích khá lớn. Nhất là loại khí tức rời non lấp biển kia, phảng phất như khiến người ta hít thở không thông. Trên mặt cửu chỉ đạo tôn vốn lộ ra vẻ rất nhẹ nhõm, cũng rất chờ mong, nhưng sau khi lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thần thể loại khí tức khủng bố đập vào mặt kia gần như khiến hắn có loại cảm giác toàn thân run dày. hắn mở to hai mắt nhìn không được thốt lên mẹ nó đây là đạo tôn không có đạo văn sao thậm chí lôi đạo còn cảm thấy không an toàn tùy thời đều chuẩn bị vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể cùng cửu tinh quan nếu thật bại lộ hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều phải trấn áp tất cả đạo tôn ở nơi này không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì thế là lôi đạo đánh thẳng một quyền về phía cửu chỉ đạo tôn đây thuần túy là lực lượng của thủy tổ thần thể nhưng ở dưới hai con đường thủy tổ tăng phúc cho dù là bốn thành thủy tổ thần thể uy năng cũng sánh ngang thủy tổ chân chính thậm chí nhất kiếp thủy tổ cũng không làm gì được huống chi là đối mặt với những đạo tôn này lúc này trong lòng cửu chỉ đạo tôn vô cùng phiền muộn đây là mãnh nhân từ đâu tới mẹ nó còn cần gia nhập lực minh đây mới thực sự là đạo tôn cường đại dùng lực chứng đạo hắn đã từng thấy những đạo tôn cường đại đã đi rất xa trên con đường lấy lực chứng đạo của lực minh khí tức như vậy cũng là đặc thù như vậy. Chỉ là, đạo Tôn lấy lực chứng đạo, thân thể hiển hóa ra ngoài dường như càng lớn hơn. Cho dù không mượn lực lượng đạo văn, cũng vô cùng cường đại. Ông, ngay sau đó, Cửu Chỉ đạo Tôn cũng hiển hóa ra thân thể đạo Tôn. Mỗi một vị đạo Tôn đều dựa vào thân thể của mình để tác chiến, chỉ là đạo Tôn càng dựa vào đạo văn hơn, mà đạo Tôn dùng lực chứng đạo lại không có đạo văn, nhưng thân thể lại mạnh hơn nhiều so với những đạo Tôn có đạo văn kia. Cửu Chỉ đạo Tôn vừa mới ma diệt đạo văn, không ngưng tụ đạo văn nữa, chỉ là thân thể của hắn tất nhiên rất mạnh, so với trước kia mạnh ít nhất gấp đôi, nhưng giờ phút này so với Lôi Đạo, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, hiện tại Cửu Chỉ đạo Tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được mà thôi. Bành, một quyền của Lôi Đạo hung hăng đánh vào trên người Cửu Chỉ đạo Tôn. Thân thể Cửu Chỉ đạo Tôn trầm đục, run rẩy kịch liệt, thậm chí bên ngoài có máu đỏ chảy ra, xem ra không còn xa nữa. Đan dược, đan dược chữa thương, nhanh, Cửu Chỉ đạo Tôn sắp không chịu nổi. Thanh Sơn đạo, Tôn giống to một tiếng gần như là trước tiên mạnh mẽ đỡ lấy cửu chỉ đạo tôn đem một thanh đan dược chữa thương trực tiếp rót vào trong miệng cửu chỉ đạo tôn phốp phốp rốt cục ở thanh sơn đạo tôn bắt một bó lớn đan dược rót vào trong miệng cửu chỉ đạo tôn lại là xoa bóp lại là chữa thương lúc này thanh sơn đạo tôn mới phun ra một búng máu cuối cùng rốt cục cũng tỉnh táo lại thân thể nứt toác đang khôi phục từng chút một đây là sống lại ách thanh sơn đạo tôn nói lôi mỗ toàn lực ứng phó ai biết cửu chỉ đạo tôn yếu như vậy ta quá yếu phốp phốp cửu chỉ đạo tôn nghe vậy lại phun ra một ngụm máu sắc mặt càng thêm tái nhợt tựa hồ vừa mới khôi phục thân thể thương thế lại bắt đầu chuyển biến xấu ngừng lôi đạo tôn ngươi đừng kích thích cửu chỉ đạo tôn nữa thanh sơn đạo tôn có chút buồn bực đúng vậy là hắn để lôi đạo dốc toàn lực ứng phó nhưng không phải lôi đạo nói không có ngưng tụ đạo văn sao bây giờ nghĩ lại lôi đạo nói không sai hắn thật sự không ngưng tụ đạo văn nhưng không phải đạo tôn vừa mới thành tựu mà không có thời gian ngưng tụ đạo văn mà là Hủy diệt đạo văn, giống với Cửu Chỉ đạo Tôn, căn bản không có đạo văn, mà là đi lên con đường lấy lực chứng đạo chân chính. Đây mới là dùng lực chứng đạo chân chính, vừa rồi tất cả đạo Tôn đều nhìn rất rõ ràng, thủy tổ thần thể của Lôi đạo, loại lực lượng khủng bố kia, hoàn toàn là lực lượng của chính Lôi đạo, mà không phải lực lượng của đạo văn, không có vận dụng bất kỳ lực lượng cổ giới nào. Vĩ lực quy về bản thân, đây mới là lấy lực chứng đạo chân chính. Thì ra, vị Lôi đạo Tôn trước mắt này mới là thâm tàng bất lộ cường giả chân chính lấy lực chứng đạo, mà không giống như là bọn họ, nửa đường xuất ra, thuộc về nửa vơi. Ma diệt đạo văn cần thời gian rất lâu, lôi đạo tôn, không ngờ ngươi thâm tàng bất lộ, người đã sớm đi lên con đường lấy lực chứng đạo. Ta đã sớm đi lên con đường lấy lực chứng đạo, ta đây là lấy lực chứng đạo, lôi đạo có chút ngơ ngác, đúng vậy, ngài đây không phải dùng lực chứng đạo, vậy ai mới là dùng lực chứng đạo, ngài không dùng đạo văn, thứ sử dụng chính là sức mạnh của thân thể, sức mạnh quy về bản thân, đây chính là dùng lực chứng đạo chân chính hơn nữa nếu như lão phu không nhìn lầm lôi đạo tôn hẳn là từ trước đến nay chưa từng ngưng tụ ra đạo văn mà vẫn luôn đi con đường lấy lực chứng đạo cho nên mới cường đại như thế quả nhiên chỉ có cường giả chân chính dùng lực chứng đạo trong truyền thuyết thực lực mới có thể càng cường đại hơn đồn đại quả nhiên không phải hư chúng ta đều là nửa thùng nước chỉ riêng việc mài mòn đạo văn đã hao phí không ít tinh lực hơn nữa từng ngưng tụ ra đạo văn trung quy vẫn không viên mãn lại xa xa không bằng lôi đạo tôn thanh sơn đạo tôn thở dài một tiếng tựa hồ rất hâm mộ lôi đạo lôi đạo như có điều suy nghĩ bọn họ coi lực lượng của thủy tổ thần thể trở thành con đường lấy lực chứng đạo hoặc là nói ở một mức độ nào đó lôi đạo kỳ thật chính là lấy lực chứng đạo nói như vậy ta đây xem như dung nhập cổ giới chỉ dựa vào lực lượng thủy tổ thần thể liền có thể dung nhập cổ giới đứng vững gót chân sau đó từ từ mưu đồ nghĩ tới đây lôi đạo lập tức gật đầu nói trước kia ta cũng tự mình tu hành cái gì ngưng tụ đạo văn cái gì lấy lực chứng đạo cũng không rõ ràng. Chỉ là sau đó mơ mơ hồ hồ, liền thành đạo tôn, sau khi gặp không huyền đạo tôn, mới được không huyền đạo tôn đề cử đến lực minh. Xem ra, là không huyền đạo tôn nhìn ra đặc thù trên người ngươi, cho nên mới đề cử ngươi tới lực minh chúng ta. Không huyền đạo tôn tuy không muốn gia nhập lực minh, nhưng đối với lý niệm của chúng ta có chút tán đồng. Tốt rồi, từ giờ trở đi, lôi đạo tôn chính là thành viên lực minh chúng ta. Đây là lệnh bài của lôi đạo tôn, lôi đạo tôn chỉ cần khắc xuống tinh thần ấn ký là được thanh sơn đạo tôn trực tiếp đưa ra một tấm lệnh bài lôi đạo nhận lấy lệnh bài khắc tinh thần ấn ký lên trên đây chính là tín vật của lực minh lôi đạo tôn lực minh chúng ta tuy rằng thế lực khổng lồ nhưng lý niệm khác với đạo tôn khác tuy không phải người người kêu đánh nhưng rất nhiều đạo tôn đều không thích lý niệm lực minh chúng ta cho nên chúng ta vẫn phải khiêm tốn tình thế cẩn thận một chút ta hiểu, lôi đạo nhìn thấy tòa địa cung này liền biết, lực minh sợ là phải cục đuôi làm người, thuộc về thế lực ngầm, đương nhiên phải cẩn thận. Có điều, lôi đạo tôn cũng không cần quá mức ủy khuất cầu toàn, lực minh chúng ta chỉ là lý niệm không được các đạo tôn khác yêu thích mà thôi, nhưng thế tôn bệ hạ lại chưa bao giờ nói muốn thủ tiêu lực minh chúng ta. Nhiều nhất chính là một số đạo tôn đang chèn ép lực minh chúng ta mà thôi, chúng ta vẫn là đạo tôn của cổ giới, không phải địch nhân của cổ giới. Bởi vậy, nếu thật sự chọc tới trên đầu chúng ta, cùng lắm thì đánh một trận là được luận sức chiến đấu lực minh đạo tôn chúng ta vượt xa những đạo tôn truyền thống kia thanh sơn đạo tôn đối với điểm này vẫn là phi thường tự hào chiến lực vượt xa đạo tôn truyền thống trên thực tế đây cũng là nguyên nhân lực minh tuy rằng chuyển xuống dưới đất nhưng vẫn trưởng thịnh không suy trung quy là có rất nhiều đạo tôn vì truy cầu lực lượng mà gia nhập lực minh nhưng mà lôi đạo lại không cảm thấy hứng thú đối với những thứ này hắn có chút nghi hoặc hỏi hết rồi đúng vậy hết rồi Ách, thành viên mới gia nhập Lực Minh không có chút phúc lợi. Phúc lợi? Thanh Sơn đạo Tôn dở khóc dở cười, hắn còn tưởng rằng Lôi đạo muốn cái gì thì ra là muốn chỗ tốt. Chỉ là Lực Minh chỉ là một tổ chức lỏng lẻo, cũng không phải thế lực cường thế gì, cho dù hôm nay gia nhập ngày mai rời khỏi cũng được, nào còn phúc lợi gì? Nhưng Thanh Sơn đạo Tôn cảm thấy Lôi đạo nhân mới khó được, do dự một chút, vẫn trầm giọng nói, "Lôi đạo Tôn muốn cái gì?" Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức nói, "Duyên Thọ Hoàn." lôi mỗ chỉ cần duyên thọ hoàn càng nhiều càng tốt càng chân quý càng tốt lôi mỗ không ngại tuổi thọ quá nhiều duyên thọ hoàn lôi đạo tôn đã là đạo tôn cho dù chỉ sống một đời vậy cũng có một ngàn ức năm thọ mệnh còn cần kéo dài tuổi thọ đúng cần kéo dài tuổi thọ thanh sơn đạo tôn người cũng biết không có ngưng tụ đạo văn đạo tôn chúng ta dùng lực chứng đạo chỉ có thể sống một thế một khi chết vậy liền thật chết rồi sẽ không thức tỉnh trí nhớ cho nên một thế này chính là cơ hội duy nhất của chúng ta ta đã từng bị thương, hao tổn đại lượng tuổi thọ, cho nên cần duyên thọ hoàn bổ sung. Thì ra là thế, Thanh Sơn đạo tôn bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng biết rõ, đạo tôn lấy lực chứng đạo, coi trọng đối với kiếp này đến cỡ nào. Dù sao, đạo tôn lấy lực chứng đạo, chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là tuổi thọ, tuy thế tôn không lấy sáng lực minh, nhưng lại khiến đạo tôn dùng lực chứng đạo sau khi chuyển thế không thể thức tỉnh ký ức, nói cách khác, đạo tôn không có ngưng tụ đạo văn, một khi đại nạn đến chuyển thế, vậy thật sự là ngã xuống, không có khả năng lại thức tỉnh ký ức. Nói cách khác, trong đạo Tôn dùng lực chứng đạo không có đạo Tôn trên nhị thế. Chỉ có một đời này, 100 tỷ năm, hoặc là thành tựu thế Tôn, như vậy liền hoàn toàn ngã xuống, hoàn toàn chôn vùi. Đây cũng là lý do vì sao đạo Tôn dùng sức mạnh chứng đạo, rõ ràng thực lực mạnh hơn đạo Tôn truyền thống nhiều như vậy, nhưng vẫn không phải chủ lưu. Chính là vì nhược điểm này, chỉ có thể sống một đời. Bởi vậy, đạo Tôn nguyện ý đạp lên lấy lực chứng đạo, đó đều là người có nghị lực lớn. Đại trí tuệ, Lực Minh không có duyên thọ hoàn, nhưng mà, lão phu có một thương hội, ngay tại Thiên Sơn thành có không ít duyên thọ hoàn bán. Lão phu làm chủ, giảm giá cho Lôi đạo Tôn 8 phần như thế nào? Chia 8 phần, Lôi Mỗ tạ ơn Thanh Sơn đạo Tôn, mặc dù Lôi đạo có chút thất vọng, Lực Minh không có chút phúc lợi của duyên thọ hoàn, dù sao, bình thường tiến vào một ít thế lực đều sẽ cho một ít chỗ tốt. Bất quá, Thanh Sơn đạo Tôn nguyện ý giảm giá ưu đãi cho 80%, trên thực tế đã coi như không tệ. Vì vậy lôi đạo gật đầu đáp ứng đồng thời đem bảo vật hắn vơ vét ở trên không huyền sơn đều lấy ra giao cho thanh sơn đạo tôn thanh sơn đạo tôn những bảo vật này đều cho ngươi ngươi nhìn xem có thể mua bao nhiêu duyên thọ hoàn liền mua bấy nhiêu duyên thọ hoàn đi sau khi thanh sơn đạo tôn nhìn một đống bảo vật mà lôi đạo lấy ra không nhịn được lại đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đạo không ngừng đánh giá trên người lôi đạo nhìn những bảo vật này loạn thất bát tao đây là lôi đạo đánh cướp động phủ của vị đạo tôn nào sao nếu không làm sao ngay cả một ít bảo vật bình thường nhất rõ ràng là đồ trang trí trong động phủ cũng lấy ra đương nhiên thanh sơn đạo tôn hoài nghi thì hoài nghi vẫn là nhận lấy mặc kệ những bảo vật này tới như thế nào nhưng chỉ cần đến trong tay lôi đạo vậy thì thuộc về lôi đạo dùng để giao dịch mua sắm duyên thọ hoàn không có vấn đề gì được những bảo vật này lão phu thu trước lôi đạo tôn người có thể ở lại nơi này trước chờ lão phu đưa duyên thọ hoàn tới vậy làm phiền thanh sơn đạo tôn lôi đạo cũng không khách khí Hiện tại hắn cũng không có nơi nào để đi, chỉ ở trong cung điện dưới lòng đất này cũng rất tốt. Phù, qua thời gian dài như vậy, Cửu Chỉ đạo Tôn rốt cục khôi phục lại, mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa, nhưng cuối cùng có thể hoạt động tự nhiên. Cửu Chỉ đạo Tôn nhìn Lôi nói với vẻ phức tạp, "Lôi đạo Tôn, không nghĩ ngươi mới là đạo Tôn dùng lực chứng đạo chân chính. Sức mạnh này mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi, xem ra Lôi đạo Tôn tu hành chưa được bao lâu, lại có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Thật khó tin." tuy cử chỉ đạo tôn bị lôi đạo đánh trọng thương bị thương nhưng trên thực tế cử chỉ đạo tôn không ghi hận lôi đạo ngược lại vô cùng hưng phấn nhìn thấy lực lượng lôi đạo cử chỉ đạo tôn đã thấy được hy vọng con đường lấy lực chứng đạo quả nhiên có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mà không cần giống như đạo tôn truyền thống cần một thế một thế chậm rãi tích lũy hơn nữa không chừng một thế nào đó không cách nào thức tỉnh trí nhớ vậy cũng liền triệt để chết đi nào giống con đường lấy lực chứng đạo chỉ cần tu có thành tựu như vậy đạo tôn lấy lực chứng đạo không kém hơn bất cứ đạo tôn truyền thống nào nghe đồn trương lực minh có một đạo tôn vô cùng cường đại thậm chí còn mạnh hơn đạo tôn truyền thống của cửu thế hơn nữa mạnh không phải một hai điểm mà là vô cùng mạnh đây cũng là nguyên nhân vì sao lực minh bị chèn ép nhưng vẫn tồn tại như cũ không phải bởi vì lực minh thật sự cường đại mà là bởi vì trong lực minh có cường giả lấy lực chứng đạo thậm chí ngoại trừ thế tôn căn bản cũng không có ai có thể áp chế chèn ép là thật chèn ép nhưng nếu muốn tiêu diệt Lực Minh, vậy căn bản không có khả năng. Dù chỉ có thể sống một đời, vậy cũng có thể che chở Lực Minh một đời. Huống chi, Lực Minh tồn tại thời gian dài như vậy, đâu chỉ 100 triệu năm, cũng không biết mấy chục tỷ năm, nhưng Lực Minh vẫn tồn tại, cái này nói rõ, những đạo tôn cường đại lấy lực chứng đạo trong Lực Minh kia, dù là một thế có thể tu thành đạo tôn cửu thế, thậm chí lực áp cửu thế đạo tôn. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của việc chứng đạo bằng sức mạnh. Trong Thanh Sơn Thương hội, mấy vị đạo tôn hội tụ cùng một chỗ, trong đó có đám người Thanh Sơn đạo tôn, Cửu Chỉ đạo tôn. Giờ phút này, những đạo tôn này đều rất ngưng trọng. Thanh Sơn đạo tôn, vị Lôi đạo tôn kia, thật sự không có vấn đề sao? Thủ đoạn hắn thi triển có một chút quái dị, hơn nữa trước đó vô danh lại đánh bại Cửu Chỉ đạo tôn, không thể tưởng tượng nổi. Không sai, Lôi đạo tôn này không rõ lai lịch, mặc dù nói là do Không Huyền đạo tôn đề cử, nhưng chúng ta đã điều tra qua không huyền sơn không có một bóng người gần như bị lấy sạch ngay cả không huyền đạo tôn cũng không biết tung tích chỉ sợ là gặp độc thủ vô cùng có khả năng là vị lôi đạo tôn này làm đây là một người rất nguy hiểm ta đã giao thủ với lôi đạo tôn người này thực lực sâu không lường được loại lực lượng đó quả thật là lấy lực lượng chứng đạo lấy sức mạnh to lớn của bản thân quy về bản thân cái này không có vấn đề nhưng lai lịch của hắn quả thật có chút thành bí ẩn thanh sơn đạo tôn người thấy thế nào những người này đều là đạo tôn của lực minh tuy rằng thoạt nhìn bọn họ đều tiếp nhận lôi đạo trở thành thành viên lực minh nhưng trên thực tế trong lòng vẫn còn nghi ngờ mọi người cũng không ngu xuẩn cái gọi là lai lịch của lôi đạo bọn họ đều đã đi điều tra qua bất quá là không huyền sơn mà thôi chạy một chuyến là được chỉ tiếc núi không huyền trống rỗng dường như đã bị cướp sạch ngay cả không huyền đạo tôn cũng không biết tung tích ai còn không thể biết xảy ra vấn đề mà vấn đề chỉ sợ sẽ xuất hiện trên người tái lôi đạo lúc này thanh sơn đạo tôn chậm rãi mở miệng được rồi mặc kệ lôi đạo tôn là lai lịch gì hắn cũng đã là thành viên lực minh mà lực minh chúng ta sẽ để ý quá khứ thành viên sao bất luận lai lịch gì đều có thể gia nhập lực minh chúng ta huống hồ lấy tình trạng lực minh chúng ta bây giờ các ngươi cảm thấy đạo tôn xuôi gió xuôi nước sẽ gia nhập lực minh chúng ta sao bao gồm cả các ngươi người nào không phải là mình có bí mật hoặc là bất đắc dĩ mọi người trầm mặc quả thực lực minh vốn là thế lực ngầm có thể gia nhập lực minh sẽ là lai lịch tốt gì căn bản không có khả năng bởi vậy chỉ cần xác nhận lôi đạo đi con đường lấy lực chứng đạo là được về phần cái khác không để ý tới các ngươi phải thân cận với lôi đạo tôn hắn là lấy lực chứng đạo chân chính chưa từng ngưng tụ đạo văn thực lực của hắn các ngươi cũng đều thấy được thậm chí tương lai lực áp cửu thế đạo tôn ta cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ cái gì lực áp cửu thế đạo tôn căn bản không có khả năng vậy kinh tài tuyệt diễm cỡ nào tuy lực minh chúng ta có người như vậy nhưng không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một tồn tại vĩ đại như vậy, sao có thể là Lôi đạo Tôn này? Thanh Sơn đạo Tôn thấy vậy, lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Những người này, khó thành đại khí, ngược lại là Lôi đạo, một đạo Tôn xa lạ, chân chính lấy lực chứng đạo, tiềm lực vô tận, ngược lại là có thể giao hảo một phen. Được rồi, trở về đi, về sau Lôi đạo Tôn cũng giống như các ngươi, đều là thành viên Lực Minh. Hiểu rồi, thế là, những đạo Tôn này liền nhau nhau rời đi. Thanh Sơn đạo Tôn nghĩ nghĩ, liền phân phó xuống để thương hội điều ra thuốc kéo thọ chân quý hắn coi trọng lôi đạo muốn giao hảo lôi đạo tự nhiên phải bắt tay vào làm từ thứ lôi đạo cần duyên thọ hoàn không thể nghi ngờ là thứ lôi đạo cần nhất lực minh trong địa cung lôi đạo liền ở trong mật thất của địa cung mà trước mặt hắn là từng bình duyên thọ hoàn đều là thanh sơn đạo tôn phái người đưa tới nói là lấy giá trị bảo vật của hắn mua nhưng lôi đạo nhìn kỹ một chút lại lắc đầu cho dù hắn không chú ý tới bảo vật của không huyền đạo tôn nhưng giá trị của những bảo vật kia có thể mua được nhiều duyên thọ hoàn như vậy căn bản không có khả năng trong này khẳng định có dụng ý thanh sơn đạo tôn cố ý giao hào lôi đạo hồi nhớ lại lời thanh sơn đạo tôn nói hôm nay trong lòng của hắn cũng có loại xúc động không hiểu dùng sức mạnh chứng đạo chẳng lẽ hệ thống thủy tổ của minh giới trên thực tế chính là dùng sức mạnh chứng đạo mà hệ thống thánh thể thực tế chính là hệ thống đạo tôn truyền thống lôi đạo cẩn thận suy nghĩ càng suy nghĩ lại càng cảm thấy tương tự mặc dù minh giới cùng cổ giới là hai tòa nguyên thế giới nhưng hệ thống tu hành trên thực tế cũng có chỗ tương thông đây là quy luật của thế giới bất luận là hệ thống thánh thể hay là hệ thống thủy tổ đều là căn cứ hoàn cảnh từ từ diễn biến phát triển mà đến song phương có điểm chung cũng không ngoài ý muốn nhưng mà kỳ thật bất kể là lấy lực chứng đạo hay là cảm ngộ quy tắc trên thực tế đều chỉ có một mục đích đó chính là thành tựu thế tôn từ trên mục đích mà nói kỳ thật đều giống nhau khác nhau là quá trình và thủ đoạn không giống nhau mà thôi đối với lôi đạo mà nói cái gọi là lấy lực chứng đạo không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ta trước mắt thân ở cổ giới hơn nữa thủy tổ thần thể cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy đi chính là con đường lấy lực chứng đạo có thể trợ giúp ta dung nhập vào cổ giới bởi vậy vực giới chi lực trong cơ thể không thể đơn giản vận dụng như vậy ở cổ giới liền toàn lực tăng lên thủy tổ thần thể trong lòng lôi đạo nhanh chóng chế định kế hoạch không sử dụng lực lượng vực giới không thể nghi ngờ sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực lôi đạo dù sao có lực lượng vực giới mới có thể ngăn cách liên hệ giữa những đạo tôn kia cùng cổ giới để thực lực của các đạo tôn giảm bớt đi nhiều một tới một đi này lôi đạo có thể chiếm cứ ưu thế quá lớn nếu như không sử dụng lực lượng vực giới vậy thì không có những ưu thế này vẻn vẹn chỉ dựa vào thủy tổ thân thể ưu thế của lôi đạo cũng không lớn cho nên vẫn là phải mau chóng tăng lên thủy tổ thân thể mới được chỉ có thực lực của thủy tổ thân thể cường đại Lôi đạo có thể triệt tiêu thế yếu không thể vận dụng lực lượng vực giới, nhưng mà, muốn tăng lên thủy tổ thần thể, vẫn cần đại lượng thọ mệnh. Ăn vào diên thọ hoàn trước đi, nhìn xem có thể gia tăng bao nhiêu tuổi thọ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, cũng không quan tâm những viên diên thọ hoàn này có phẩm chất gì, trực tiếp đổ hết vào trong miệng. Âm, um, lượng lớn diên thọ hoàn đều bị Lôi đạo đổ vào trong miệng. Lập tức, thủy tổ thần thể của Lôi đạo giống như muốn nổ tung, lượng lớn diên thọ hoàn hóa thành nhiệt lưu, lập tức nổ tung đương nhiên chút lực xung kích này đối với lôi đạo có được thủy tổ thần thể mà nói căn bản không đáng nhắc tới nhưng những dòng nước ấm này lại nhanh chóng chảy về các nơi trên thần thể của lôi đạo đồng thời trong dị năng của lôi đạo lại chuyển thành số liệu tuổi thọ một tỷ năm hai tỷ năm ba tỷ năm bốn tỷ năm năm tỷ năm lôi đạo không ngờ bảo khố của không huyền đạo tôn có thể giao dịch nhiều duyên thọ hoàn như vậy hơn nữa mỗi một viên duyên thọ hoàn thanh sơn đạo tôn đưa tới đều tuyệt đối vô cùng chân quý phần nhân tình này, lôi đạo đã thiếu rất nhiều. Một ngàn ức năm, cuối cùng, lôi đạo mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Lại có thể gia tăng 100 tỷ năm thọ mệnh, thanh sơn đạo tôn này, chỉ sợ cũng là càng nhiều càng tốt, không nghĩ tới ta có thể đánh vỡ quy tắc đại nạn thọ mệnh do thế tôn định ra. Trong lòng lôi đạo rất hài lòng, thoáng cái gia tăng ngàn ức tuổi thọ, vậy cũng có nghĩa là tuổi thọ của hắn vượt qua 2.000 ức năm, đạt đến kinh người 220 ức năm. Hơn 2.000 ức năm thọ mệnh, tăng lên huyết mạch thủy tổ là đủ rồi trong lòng lôi đạo đã bình tĩnh lại tay hắn lật một cái trong lòng bàn tay xuất hiện hai giọt tinh huyết hai giọt tinh huyết này không giống bình thường chính là tinh huyết của thủy tổ cực cùng với thủy tổ thái hai giọt thủy tổ tinh huyết này ẩn chứa hai loại thủy tổ huyết mạch mỗi một loại thủy tổ huyết mạch có thể tăng lên lôi đạo thủy tổ thần thể 5%. gộp lại cái kia chính là 10%, vừa vặn có thể làm cho thủy tổ thần thể của lôi đạo đạt tới năm thành thủy tổ thân thể đây chính là năm thành thủy tổ thần thể, đây chính là 5 thành thủy tổ thần thể không sai biệt lắm so với một nửa thủy tổ thần thể chân chính, hơn nữa, lại tăng lên một thành thủy tổ thần thể, khẳng định sẽ thức tỉnh một bộ phận đặc tính thủy tổ. Không biết, lần này thủy tổ thần sẽ thức tỉnh đặc tính của thủy tổ như thế nào. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng không do dự nữa, hắn đã quyết định tăng lên huyết mạch thủy tổ, lúc này, lập tức bắt đầu luyện hóa hai giọt tinh huyết thủy tổ. Ông, sau một khắc, Lôi đạo đồng thời luyện hóa hai giọt tinh huyết thủy tổ, cùng lúc đó, Lôi đạo cũng bắt đầu tiêu hao tuổi thọ, tăng lên huyết mạch thủy tổ. Um, sau một khắc, thủy tổ thân thể của lôi đạo bắt đầu chấn động kịch liệt. 45%, 42%, 43%, 45%. Theo lôi đạo thủy tổ huyết mạch tăng lên, mỗi tăng lên 1%, lôi đạo thủy tổ thần thể đều sẽ thuế biến, gây dựng lại một lần. Mà khí tức trên người hắn cũng đang kịch liệt thuế biến. Nguyên bản bốn thành thủy tổ thần thể, hiện tại nhanh chóng tăng cường, cỗ khí tức kinh khủng kia, thậm chí lôi đạo cũng cảm thấy rất kinh người. Đây không phải là tăng lên thủy tổ thần thể sao? cho dù tăng lên lớn hơn nữa, cũng chỉ tăng lên tới 50% mà thôi, tương đương với năm thành thần thể. Năm phần thần thể có thể mạnh đến mức nào? Chỉ sợ còn không bằng thủy tổ chân chính, nhưng cảm nhận được khí tức thủy tổ thần thể phát ra, trong lòng lôi đạo có chút khiếp đảm. Đây tuyệt đối không phải là thủy tổ thần thể bình thường. Dù chỉ có 5 phần, trên thực tế, lôi đạo luôn luôn rất có lòng tin đối với xuất phẩm dị năng. Con đường huyết mạch thủy tổ trên thực tế chính là, xuất phẩm dị năng chỉ là trước kia vẫn luôn bị danh tiếng vực giới trong cơ thể che lại, thủy tổ thần thể tự hồ vẫn luôn chỉ là đủ loại đặc tính cường đại của thủy tổ, cũng không có địa phương quá kinh diễm gì. Mà bây giờ, theo thủy tổ thần thể dần dần hướng phía 50% giảo bước tiến lên. Thủy tổ thần thể của Lôi đạo cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kịch liệt. 46%, 47%, 48%, 49%, 50%. Ừm, uhm, cuối cùng huyết mạch của thủy tổ lôi đạo đạt đến 50%. Giờ khắc này, tuổi thọ của lôi đạo không còn tiêu hao, nhưng thủy tổ thần thể của hắn lại đang sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất kinh người. Lôi đạo cảm giác được mỗi một tấc huyết nhục của hắn, mỗi một tấc thủy tổ thần thể đều đang biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí, trong đầu của hắn còn hiện ra đủ loại huyết mạch hắn dung hợp. Răng rắc, không biết từ đâu phát ra một tiếng giòn vang, lôi đạo loáng thoáng cảm thấy vô số hình ảnh huyết mạch trong đầu hắn thoáng cái đều vỡ vụn, giống như thủy tinh, trong nháy mắt vỡ vụn sau đó nhanh chóng hòa làm một thể. Đây là triệt triệt để để hòa thành một thể, không phân khác biệt. Giống, thậm chí thủy tổ thần thể của lôi đạo còn không nhịn được hưng vấn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Giờ khắc này, lôi đạo rõ ràng cảm nhận được đặc tính của thủy tổ thức tỉnh, có lẽ cũng là đặc tính mạnh nhất của thủy tổ thôn phê. Đặc tính thôn phê, trong lòng lôi đạo vô cùng chấn động và kích động. Thủy tổ thần thể của hắn đạt tới 50%, cũng chính là sau khi đạt tới năm thành thần thể, liền tự động xuất hiện cái đặc tính thôn phê này, Thuộc về một trong đặc tính của thủy tổ, nhưng loại thôn vệ đặc tính này lại vô cùng khủng bố, vượt xa đặc tính của thủy tổ bình thường. Cũng không phải nó thật sự có thể cái gì cũng cắn nuốt, mà là có đặc tính cắn nuốt, thủy tổ thần thể của lôi đạo mặc kệ gặp phải công kích gì, hoặc là bảo vật gì, chỉ cần không có vượt qua cực hạn mà thủy tổ thần thể hắn có khả năng thừa nhận, như vậy hắn có thể trực tiếp cắn nuốt, đem nó chuyển hóa thành năng lượng thủy tổ thần thể cần, thậm chí bao gồm các loại huyết mạch. Lúc trước lôi đạo vì tăng lên huyết mạch thủy tổ trên thực tế là dung hợp đủ loại huyết mạch, đến nay đã có 48 loại huyết mạch. 48 loại huyết mạch này, nhìn như đã cùng huyết mạch thủy tổ của lôi đạo triệt để hòa làm một thể, nhưng trên thực tế, vẫn là tương đối độc lập, cũng không có triệt để hòa làm một thể, tuy hai mà một. Mà lần này, lôi đạo đã thức tỉnh đặc tính thôn phệ, tất cả huyết mạch, dòng dã 48 loại huyết mạch, liền triệt để hòa làm một thể, không còn phân biệt lẫn nhau. Từ đó về sau, năng lực của các loại huyết mạch cũng đều hỗn hợp thành một thể đây mới thực sự là dung hợp mà tất cả những thứ này đều là công lao thôn phệ đặc tính có đặc tính thôn phệ lôi đạo mới có thể đem huyết mạch trong cơ thể đều chỉnh hợp làm một thể bởi vậy sau khi đạt đến năm thành thủy tổ thần thể thực lực của thủy tổ thần thể của lôi đạo tăng vọt không biết bao nhiêu lần cũng là bởi vì đặc tính thôn phệ hơn nữa trên thực chiến chỉ cần không có vượt qua cực hạn mà lôi đạo thủy tổ thần thể tiếp nhận như vậy lôi đạo thủy tổ thần thể liền có thể đem tất cả công kích thôn phệ hơn nữa nhanh chóng chuyển hóa thành lực lượng bản thân thủy tổ thần thể Điều này có nghĩa là gì? Lôi Đạo hiểu rất rõ. Điều này có nghĩa là chỉ cần không đối mặt với cường giả tuyệt đối nghiền ép mình, như vậy Lôi Đạo gần như đã đứng ở thế bất bại, cho dù không cần lực lượng vực giới trong cơ thể, chỉ riêng thủy tổ thần thể. Lôi Đạo cũng đứng ở thế bất bại, đây chính là chỗ cường hãn của đặc tính thôn phệ. Tâm trạng Lôi Đạo chậm rãi bình phục lại, sau đó hắn điều động dị năng, kiểm tra số liệu của mình. Họ tên: Lôi Đạo, 36, hình thái sinh mệnh: thủy tổ thần thể, tuổi thọ: 200 ức 1.000 vạn năm, thể nội thế giới, 415 lần vực giới, có thể khuếch trương. Huyết mạch thủy tổ, 50%, 48 loại huyết mạch viên mãn. Thủy tổ thần thể của lôi đạo đã đạt đến 50%, cũng chính là 5 phần 10 thủy tổ thần thể, hơn nữa còn thức tỉnh đặc tính thôn phệ, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu lần. Hiện tại thực lực của lôi đạo đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ ngay cả chính lôi đạo cũng không biết. Nhưng khẳng định mạnh hơn nhiều so với bốn thành thủy tổ thần thể trước đó. Đúng vậy, thời gian đi vào cổ giới ngắn như vậy. Thủy tổ thần thể có thể tăng lên tới 50%, lại cố gắng một phen, ở cổ giới thành tựu thủy tổ, có lẽ cũng không phải khó khăn như vậy. Lôi đạo cảm thấy rất hài lòng, ở cổ giới không thể vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể, bởi vậy, cơm này cũng làm cho lôi đạo hạ quyết tâm, trước tiên tăng lên huyết mạch thủy tổ cùng thủy tổ thần thể. Dù sao, ở cổ giới, thủy tổ thần thể có thể quang minh chính đại vận dụng, nên đi ra ngoài, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp hay không, tiếp tục thu thập đan dược kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo bây giờ rất hài lòng với cổ giới. Ở cổ giới, đan dược kéo dài tuổi thọ nhiều vô số kể, không cần lôi đạo trăm phương ngàn kế đi cướp đoạt, chỉ cần có phương pháp thích hợp là có thể mua được đại lượng đan dược kéo dài tuổi thọ. Đương nhiên, đan dược kéo dài tuổi thọ cũng không phải dễ dàng mua như vậy. Cần đại lượng bảo vật, lúc này đây có kho tàng của huyền đạo tôn vô số năm qua, càng có ý kết giao lôi kéo của thanh sơn đạo tôn. Cho nên lôi đạo tài có thể một lần đạt được nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ như vậy. Nếu muốn thu được nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ như vậy, vậy cũng không dễ dàng, phải dựa vào lôi đạo tự mình nghĩ biện pháp. Lôi đạo rời khỏi mật thất, đi tới đại sảnh địa cung. Trong đại sảnh, vẻn vẹn chỉ có hai ba tên đạo tôn. Lần giao lưu hội này đã kết thúc, bởi vậy, phần lớn đạo tôn đều rời đi. Lôi đạo tôn, người tu luyện xong rồi, ừm, khí tức trên người tựa hồ lại cường đại, chẳng lẽ lại có đột phá trong ánh mắt thanh sơn đạo tôn lóe lên một tia dị sắc hắn là người phụ trách cứ điểm lực minh đương nhiên sẽ thường trú ở địa cung may mắn mà thôi có một chút xíu đột phá lôi đạo cười nói vậy cũng không dễ dàng chúng ta lấy lực chứng đạo tuy rằng chỉ có tuổi thọ một đời nhưng thời gian tương đối mà nói thật ra cũng coi như đầy đủ dưới tình huống như vậy chỉ là thời gian mấy ngày muốn tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy thanh sơn đạo tôn không ngờ lôi đạo tùy tiện bế quan một lần là có thể có thu hoạch Đúng rồi, Thanh Sơn Đạo Tôn, các ngươi là đang thương nghị chuyện gì sao? Lôi đạo nhìn thấy bộ dáng của Thanh Sơn Đạo Tôn, cao mày, tựa hồ có chuyện phiền toái gì? Lôi đạo nhận ân tình của Thanh Sơn Đạo Tôn, tự nhiên cũng muốn trả. Chuyện này, Thanh Sơn Đạo Tôn do dự một chút, nhưng vẫn trầm giọng nói, nếu nói phiền toái, thật đúng là có một chút phiền toái, bất quá, là phiền toái của thương hội Lão Phu. Phiền phức của thương hội, có phiền toái gì, Thanh Sơn Đạo Tôn cứ nói đừng ngại. Chỉ cần lôi mỗ có thể giúp đỡ, nhất định định sẽ không chối từ. Lôi đạo nói như chém đinh chặt sắt, Thanh Sơn đạo Tôn vừa đến đã đưa cho Lôi đạo một phần đại lễ, Lôi đạo há lại là người chỉ chiếm tiện nghi không trả giá. Hắn cũng muốn trả lại nhân tình của Thanh Sơn đạo Tôn. Nói là thương hội phiền phức, nhưng xét đến cùng, thật ra vẫn là nguyên nhân Lực Minh. Lôi đạo Tôn hẳn biết, Lực Minh không được những đạo Tôn truyền thống kia chào đón. Lực Minh ta lại Thiên Sơn Thành đã đủ khiêm tốn, hầu như không gây ra động tĩnh gì. Nhưng các đạo Tôn Thiên Sơn Thành đã không chứa được chúng ta, muốn nhổ tận gốc lực minh chúng ta, đuổi ra khỏi Thiên Sơn thành. Bọn họ kiêng kỵ lực minh chúng ta phản công, cũng không trực tiếp động thủ, vì thế liền gây chút phiền toái cho thương hội của lão phu, thận trọng từng bước, cuối cùng vẫn bức bách chúng ta từ bỏ cứ điểm của thành Thiên Sơn. Nhưng điều này sao có thể? Thành Thiên Sơn chính là một trong những thành trì lớn nhất, phồn vinh nhất của phủ Hoàng Long, lực minh chúng ta là tuyệt đối không chịu từ bỏ. Lôi đạo nhíu mày nói, áp lực từ thành Thiên Sơn. Điều này đúng là có chút phiền phức lôi đạo cũng rất rõ ràng tính chất của lực minh chỉ là một tổ chức lỏng lẻo mà thôi thật sự đối mặt áp lực đến từ thành thiên sơn lực minh rất khó chống đỡ được nhìn đạo tôn trong cứ điểm lực minh đi mấy ngày trước còn có mười mấy vị hiện tại thì sao chỉ còn lại có ít ỏi hai ba vị cộng thêm lôi đạo tài chỉ có bốn vị đạo tôn các đạo tôn còn lại đều đã rời đi nói là hội giao lưu kết thúc mà rời đi nhưng trên thực tế thì sao chỉ sợ cũng không muốn cùng lực minh chịu đựng áp lực của thành thiên sơn Thanh Sơn đạo tôn nói đi, Thương Hội gặp phải phiền toái gì? Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn đã biểu lộ thái độ. Trong mắt Thanh Sơn đạo tôn lóe lên tinh mang nói, Thương Hội của lão phu có một mỏ quạng cực lớn, còn có một căn cứ dược liệu, chỉ dựa vào những thứ này cũng đủ để chỉnh thành hoạt động bình thường của Thương Hội. Nhưng gần đây xuất hiện một ít đạo tôn thần bí, chuyên môn tập kích quấy rối mỏ quạng cùng căn cứ dược liệu của Thương Hội, dẫn đến Thương Hội tổn thất thảm trọng. Thậm chí nếu tiếp tục nữa cả mỏ quặng cùng căn cứ dược liệu đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát lão phu đã từng đi tọa trấn một đoạn thời gian nhưng chỉ cần lão phu đi tọa trấn không có bất cứ vấn đề gì một khi lão phu rời đi những đạo tôn thần bí kia sẽ xuất hiện lão phu thân kiêm chức vị quan trọng cần tọa trấn ở thiên sơn thành cũng không thể luôn luôn trông coi căn cứ mỏ quặng cho nên trước mắt lão phu đang muốn mời mấy vị đạo tôn tiến về căn cứ thương hội tọa trấn nhưng mấy vị đạo tôn này cũng đều có chức vị quan trọng rất khó phân thân đi tọa trấn thì ra là thế, đây là thủ đoạn của đạo tôn thành thiên sơn sao? Lôi đạo hỏi, có thể là không, lão phu cũng không dám khẳng định. Nhưng nếu thật sự là đạo tôn thành thiên sơn gây nên, vậy có nghĩa là thành thiên sơn sẽ ra tay với lực minh chúng ta. Đủ loại động tác, cũng chỉ là vì phân hóa, thử lực minh chúng ta mà thôi. Lôi đạo trầm ngâm một lát, nói thẳng, chuyện nhỏ, nếu như thanh sơn đạo tôn tin được lôi mỗ, vậy thì để lôi mỗ đi căn cứ thương hội tọa chấn một đoạn thời gian, như thế nào? Ha ha, lão phu cầu còn không được có lôi đạo tôn đi căn cứ thương hội tọa chấn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, thậm chí so với lão phu đi tọa chấn còn muốn an toàn hơn. Lão phu tự nhiên tin tưởng lôi đạo tôn, hơn nữa, lôi đạo tôn yên tâm, tọa chấn ở căn cứ thương hội, đan dược kéo dài tuổi thọ tự nhiên là có. Lôi đạo cũng cười gật đầu nói, vậy đa tạ thanh sơn đạo tôn, lôi mỗ tùy thời đều có thể xuất phát. Được, đây là bản đồ căn cứ thương hội, lôi đạo tôn có thể tùy thời đến tọa chấn, lão phu sẽ truyền tin cho căn cứ thương hội, sau này căn cứ thường hội do lôi đạo tôn toàn quyền phụ trách. Lôi mỗ cáo tử, lôi đạo nhận lấy bản đồ rồi trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng lôi đạo rời đi, mấy vị đạo tôn trong đại sảnh đều lâm vào trầm tư. Thanh Sơn đạo tôn, vị lôi đạo tôn này, đến cùng có đáng tin hay không? Một vị đạo tôn trong đó hỏi, nhưng không đáng tin thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ các ngươi không rõ tình huống bây giờ? Hiện tại toàn bộ Hoàng Long Phủ đều có thể lâm vào trong hỗn loạn bất cứ lúc nào. Mỗi một vị đạo tôn lấy lực chứng đạo, đều là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của các đạo tôn truyền thống. Mặc kệ hắn trước kia có đáng tin hay không, như vậy bây giờ, hắn nhất định là đáng tin cậy, cũng phải có thể tin cậy. Hiểu rồi, nhưng thực lực của vị lôi đạo tôn này có thể tọa chấn căn cứ khoáng mạch hay không? Đây chính là căn cứ quan trọng của lực minh chúng ta, nhất định không thể để mất. Vị lôi đạo tôn này có thể đánh bại cửu chỉ đạo tôn, thực lực hẳn là tương đối khá, tọa chấn căn cứ thương hội, không có vấn đề gì. Thiên Sơn Thành cho dù muốn động thủ, mục tiêu chủ yếu nhất cũng sẽ chỉ là chúng ta mà không phải căn cứ thương hội cho nên căn cứ thương hội hẳn là sẽ không có quá nhiều đạo tôn cường đại thanh sơn đạo tôn người tiết lộ một chút phía trên có phải thật sự muốn động thủ hay không hai vị đạo tôn đều nhìn chòng chọc vào thanh sơn đạo tôn trên mặt vừa có trở mong lại có vẻ hưng phấn bọn họ chờ ngày này đã quá lâu quá lâu rồi có lẽ vậy lực minh ta yên lặng thời gian quá dài cũng nên bạo phát thanh sơn đạo tôn thấp giọng lẩm bẩm nhưng mà Thanh Sơn đạo tôn rất rõ ràng, loại chuyện này không phải hắn có thể quyết định. Hắn chỉ hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy ngày Lực Minh bộc phát. Lực Minh có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Thiên Sơn thành, thậm chí là Hoàng Long phủ. Thậm chí, hắn còn chờ mong một ngày kia, Lực Minh có thể giống như thế lực đạo tôn truyền thống, chấp trưởng một phủ chi địa, đó mới là chờ mong lớn nhất của hắn. Một cung điện nguy nga cao ngất, từng thân hình vĩ ngạn hiện lên trong cung điện, mơ hồ kèm theo từng tiếng giống giận. Cô Minh, người biết người đang làm gì không? thế tôn bệ hạ trở về, ngươi làm sao còn mạng? Thậm chí, ngay cả lực minh các ngươi, cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một thân hình vĩ ngạn, lớn tiếng giống giận, nơi này có 9 thân thể khổng lồ, mỗi một thân thể đều vô cùng khổng lồ, khí thế càng là hừng hực như mặt trời sáng chói, vượt xa bất kỳ đạo tôn nào, những người này đều là đạo tôn cửu thế cao cao tại thương. Chỉ là, 9 vị đạo tôn cửu thế, bây giờ lại bị một đạo thân ảnh áp chế đến gắt gao, căn bản là không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể phát ra tiếng giống giận dữ thật sao thế tôn bệ hạ đã ba ngàn vạn năm không có bất kỳ tin tức gì có lẽ vẫn như cũ đang ngao du nguyên hải còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể trở về cổ giới có lẽ còn cần một ngàn vạn năm thậm chí một trăm triệu năm hoặc là càng lâu hơn nhưng ta đã không đợi được thời gian lâu như vậy ta không có nhiều thời gian như vậy mà lực minh ta hôm nay đã đứt tầng không ai có thể kế thừa y bát của ta đạt tới cấp độ của ta một khi ta chết các ngươi sẽ nhổ tận gốc lực minh có phải hay không phải thì sao vậy là đúng rồi các ngươi nếu đã nhổ tận gốc lực minh, vậy ta còn băn khoăn gì nữa? Dù sao ta cũng là người sắp chết, trước khi chết, cũng kéo các ngươi chôn cùng đi. Ngươi, chín vị đạo tôn cửu thế này, mỗi một người đều vô cùng kinh sợ. Tuy bọn họ là đạo tôn cửu thế cao cao tại thượng, tồn tại đứng đầu trong mắt vô số người, cường giả chỉ đứng sau thế tôn, nhưng trên thực tế thì sao? Trong lòng bọn họ hiện tại rất hoảng, cô minh đạo tôn trước mắt, có lẽ ở trong rất nhiều đạo tôn truyền thống thanh danh không hiện, nhưng trên thực tế, ở trong giới đạo tôn đỉnh tiêm, Cô Minh Đạo Tôn lại là đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì cô Minh Đạo Tôn là minh chủ lực minh nhiệm kỳ này. Thậm chí, trong các đời minh chủ lực minh, đều có thể xếp vào ba hạng đầu, thuộc về cường giả đỉnh cao phi thường kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại bị cô Minh Đạo Tôn một người giết tới, đối mặt với chín vị cửu thế đạo tôn, lại ngay cả một chút sức chống cự cũng không có. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là sự thật, bọn họ rất rõ ràng, nếu như cô Minh Đạo Tôn nguyện ý, có thể giết sạch chín vị cửu thế đạo tôn bọn họ. Đây không phải là trò đùa gì cường giả vốn dĩ lấy lực chứng đạo đã mạnh hơn xa cường giả cùng dai huống chi cô minh đạo tôn còn là tồn tại đỉnh tiêm lấy lực chứng đạo cô minh đạo tôn bây giờ ngươi giết chúng ta một khi thế tôn bệ hạ trở về tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi ha ha tha cho ta bây giờ ta chỉ còn lại có vạn năm người dùng lực chứng đạo chỉ có thể sống một đời sau vạn năm ta sẽ hóa thành một nắm đất vàng cho dù thế tôn bệ hạ trở về thì có thể làm gì được chứ chẳng lẽ còn có thể làm gì được một người chết như ta sao cửu tôn đạo tôn cửu thế toàn thân đều đang run rẩy bọn họ đã phẫn nộ tới cực điểm nhưng vậy thì tính sao cô minh đạo tôn quả thực có thực lực một lưới bắt hết bọn họ nói đi cô minh đạo tôn rốt cuộc ngươi muốn cái gì nói ra điều kiện của ngươi một vị đạo tôn trong đó trầm giọng nói cô minh đạo tôn tới thời gian dài như vậy nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy vậy có nghĩa là sự tình còn có chuyển cơ cô minh đạo tôn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cá chết lưới rách trung quy là có mục đích bọn họ đã thừa nhận, không làm gì được cô Minh Đạo Tôn. Như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của cô Minh Đạo Tôn. Nhưng rốt cuộc cô Minh Đạo Tôn có điều kiện gì? Khóe bệnh cô Minh Đạo Tôn lộ ra một nụ cười mỉm, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng giữa hư không, ánh mắt như bể ngễ trung sinh. Không thể nghi ngờ, yêu cầu của ta rất đơn giản, lực minh ta cần đất đai của một phù. Ừm, vậy thì Hoàng Long Phủ đi, ta cảm thấy nơi đó không tệ. Cái gì, ngươi muốn Hoàng Long Phủ? Không được, tuyệt đối không được không sai, một phủ minh mông cỡ nào. Hơn nữa, lực minh các ngươi muốn chấp trưởng Hoàng Long Phủ, vậy người tu hành khác của cổ giới nhìn chúng ta như thế nào? Chẳng lẽ muốn phân liệt cổ giới, thế tôn bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Cô Minh Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, hừ, cổ giới chín vực 18 giới. 36 động thiên 72 phủ, lực minh ta vẻn vẹn chỉ muốn một phủ mà thôi, các ngươi còn chiếm cứ chín thành chín địa phương. Sao, thật sự cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Cô Minh Đạo Tôn hiện tại rõ ràng là uy hiếp. Hơn nữa, còn là uy hiếp cửu thế đạo tôn, không đồng ý, hắn liền đại khai sát giới, hắn còn có thời gian vạn năm có thể sống, đại khai sát giới, cửu thế đạo tôn. Bát thế đạo tôn, ai có thể tránh được hắn truy sát? Thế Tôn bệ hạ không có ở đây, ai cũng không làm gì được cô Minh đạo tôn. Nhưng mà, nếu bọn họ không đồng ý, nói không chừng thật sự sẽ ép cô Minh đạo tôn điên. Một đạo tôn đã sắp chết, hơn nữa còn không có đạo tôn đời thứ hai, rốt cuộc sẽ làm ra chuyện gì, ai cũng không biết. Có lẽ Cô Minh Đạo Tôn của Bách Vô Cấm Kỵ thật sự sẽ đại khai sát giới. Bọn họ không dám đánh cược. Cô Minh Đạo Tôn, chúng ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi muốn tranh thủ thời gian một vạn năm cho lực minh, để trong lực minh có thể sinh ra đạo tôn cửu thế, thậm chí so với cửu thế đạo tôn càng thêm đạo tôn, để kế thừa y bát của ngươi. Được, chúng ta cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi muốn trực tiếp chiếm cứ Hoàng Long Phủ, không có khả năng. Chúng ta cũng không đại biểu được Hoàng Long Phủ, tự nhiên có đạo tôn của Hoàng Long Phủ làm ra quyết định. Nhưng, chúng ta còn có biện pháp thứ hai, không bằng chúng ta ước định, 10 ngày thời gian, chúng ta không phái bất luận kẻ nào nhúng tay, lực minh các ngươi có thể phái ra bất luận kẻ nào trừ ngươi ra, đi Hoàng Long Phủ. 10 ngày thời gian, lực minh các ngươi có thể chiếm cứ bao nhiêu địa phương, vậy những địa phương cuối cùng kia liền để cho người lực minh các ngươi chấp trường. Nếu 10 ngày thời gian, các ngươi có thể đem Hoàng Long Phủ toàn bộ nắm giữ trong tay, vậy toàn bộ Hoàng Long Phủ liền tùy ý lực minh các ngươi nắm giữ, như thế nào? Đây đã là nhượng bộ cuối cùng chúng ta có thể làm ra. Chín vị cửu thế đạo Tôn nhìn chằm chằm cô Minh đạo Tôn. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của bọn họ, trong này khẳng định có một chút tính toán, không phải đơn giản như vậy. Nhưng điều kiện này đối với Song Phương mà nói, đều là một điều kiện có thể tiếp nhận. Cô Minh đạo Tôn cũng rất rõ ràng, trong vòng 10 ngày muốn đánh hạ Hoàng Long phủ, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng đối phương đã nhượng bộ lớn nhất, hắn cũng nên nhượng bộ. Huống chi, ai nói Lực Minh bọn họ không có cường giả ẩn tàng? Không thể ra cửu thế đạo Tôn, bổn tọa đồng ý. Được, cứ làm như thế đi. Chín vị đạo tôn liếc mắt nhìn nhau, cũng đáp ứng điều kiện của cô Minh đạo tôn. Vô luận như thế nào, cửu thế đạo tôn không thể xuất hiện, liền để cường giả dưới cửu thế đạo tôn, cùng lực minh chém giết. Chỉ có thời gian 10 ngày, cuối cùng như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Bản tọa ở chỗ này chờ, 10 ngày sau lại rời đi. Nói xong, cô Minh đạo tôn dứt khoát khoanh chân ngồi trên đại điện. Chín vị đạo tôn cũng không thể làm gì, bọn họ chỉ có thể cắn răng một cái, đem tin tức này thông báo cho Hoàng Long Phù, còn lại, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào Hoàng Long Phủ. Bái kiến lôi đạo tôn, lôi đạo đi tới căn cứ của Thanh Sơn Thương Hội, nơi này đã có một vị đạo tôn tọa chấn. Chỉ là, vị đạo tôn này chỉ là đạo tôn một thế rất bình thường, căn bản không làm gì được những đạo tôn thần bí quấy rối căn cứ kia. Tin tức của Thanh Sơn Đạo Tôn, các ngươi đều nhận được rồi chứ? Đã nhận được, Thanh Sơn Đạo Tôn ra lệnh cho chúng ta, từ hôm nay trở đi, hết thảy công việc trong căn cứ đều nghe theo phân phó của lôi đạo tôn, không được cãi lời rất tốt vậy các ngươi mang lôi mỗ đi xem một chút mạch khoáng cùng căn cứ dược liệu vâng đạo tôn đại nhân vì vậy lôi đạo đi xem khoáng mạch lúc này khoáng mạch đã đình công có đạo tôn thần bí quấy rối căn bản không cách nào khai thác về phần căn cứ dược liệu càng tổn thất nặng nề phần lớn dược liệu đều bị phá hủy điều này đối với thương hội mà nói là vô cùng chí mạng nếu cứ tiếp tục dày vỏ như vậy thương hội thanh sơn đều sẽ sụp đổ không có nguồn cung cấp vậy thanh sơn thương hội còn sinh tồn thế nào khởi công lôi đạo hạ lệnh đầu tiên lôi đạo tôn một khi khởi công đạo tôn thần bí kia lại đến chỉ sợ sẽ phiền toái thần bí đạo tôn lôi mỗ sẽ giải quyết yên tâm nếu hôm nay hắn dám đến lôi mỗ nhất định sẽ khiến hắn có đến mà không có về lôi đạo nói như chém đinh chặt sắt hắn có đầy đủ tự tin dù sao thanh sơn đạo tôn tọa trấn ở chỗ này đối phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí cũng không dám lộ diện đối phương sẽ chỉ thừa dịp sau khi thanh sơn đạo tôn rời đi ở chỗ này gây sóng gió, điều này nói rõ thực lực của đối phương khẳng định không bằng Thanh Sơn Đạo Tôn. Còn Lôi Đạo thì sao? Hắn thậm chí đều cảm thấy Thanh Sơn Đạo Tôn có chút yếu. Nếu đối phương thật sự dám đến, ngược lại là một chuyện tốt. Căn cứ bắt đầu khởi công lại, Lôi Đạo thị sát căn cứ dược liệu một lần lại một lần, thậm chí còn đi tới nơi luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ. Nhìn từng luyện đan đại sư bắt đầu luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ, ánh mắt Lôi Đạo đều là màu xanh nhìn chằm chằm vào những luyện đan đại sư kia mà trong lòng sợ hãi. Lôi đạo thèm thuông, nhiều đan dược như vậy, toàn bộ đều là đan dược kéo dài tuổi thọ, cái này cần gia tăng bao nhiêu tuổi thọ đây? Lôi đạo chân thật sự muốn mặc kệ mọi thứ, trước tiên, cướp, một cái rồi nói sau. Tuy nhiên, lôi đạo vẫn nhịn được, hắn không phải là người không có giới hạn, cho tới bây giờ hắn đều là một người tu hành có phẩm đức chân thiện mỹ hảo, là người tu hành lòng mang đại ái, tuyệt sẽ không làm chuyện vô sỉ bực này. Trách nhiệm của hắn là tọa chấn căn cứ, thủ hộ căn cứ mà không phải đem đan dược duyên thọ của căn cứ một mẻ hốt gọn huống chi lôi đạo cũng đã hiểu một chút những đan dược duyên thọ kia cũng chỉ là đan dược duyên thọ cấp thấp cho dù lôi đạo toàn bộ đều cướp sạch cũng không gia tăng được bao nhiêu tuổi thọ đan dược cao đẳng chân chính toàn bộ đều bí mật luyện chế ở trong thiên sơn thành đây là tuyệt mật của thương hội nhưng khoáng mạch không rời đi được cho nên lôi đạo nhất định phải bảo đảm khoáng mạch an toàn rất nhanh một ngày thời gian trôi qua ngày này gió êm sóng lặng chuyện gì cũng không có phát sinh, bất quá, lôi đạo lại cảm thấy, đây là bình tĩnh trước bão táp. Đạo tôn thần bí trong bóng tối kia chắc chắn đang âm thầm quan sát lôi đạo. Một khi thời cơ thích hợp, đạo tôn thần bí nhất định sẽ ra tay. Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, có lôi đạo tọa chấn, tựa hồ hết thảy đều rất an bình, căn cứ thương hội cũng khôi phục vận chuyển bình thường. Hà, rốt cuộc nhịn không được, tới rồi sao? Lôi đạo mở bừng mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang suốt ba ngày lôi đạo đợi dòng dã ba ngày rốt cục chờ được đạo tôn thần bí bên trên có tin tức bảo chúng ta không tiếc bất cứ giá nào phá hủy khoáng mạch phá hủy căn cứ của thanh sơn thương hội tốt nhất là hấp dẫn thanh sơn đạo tôn đến đây hấp dẫn thanh sơn đạo tôn đến đây chẳng lẽ chúng ta muốn động thủ với thanh sơn đạo tôn hoặc là nói động thủ đối với cứ điểm lực minh đúng vậy bên trên muốn chúng ta nhổ tận gốc cứ điểm liên minh trong thành thiên sơn không tiếc bất cứ giá nào cái này, đây là khai chiến toàn diện với lực minh, sao lại cấp tiến như vậy? Nguyên nhân cụ thể, ta cũng không rõ lắm, bất quá, ta từ con đường khác đạt được một chút tin tức. Tựa hồ phía trên cùng lực minh đã có hiệp nghị, lực minh cùng chúng ta sẽ tiến hành tranh đoạt chính diện tại Hoàng Long Phủ. Cho nên, hiện tại tiên hạ thủ vi cường, trước thanh lý cứ điểm lực minh Thiên Sơn Thành. Hiểu rồi, trong căn cứ Thanh Sơn Thương Hội, vẻn vẹn chỉ có hai tên đạo tôn. Một cái trong đó chỉ là đạo tôn một đời, không đáng giá nhắc tới mà một đạo tôn xa lạ khác, tựa hồ là trợ thủ Thanh Sơn đạo tôn mời tới. Tọa trấn ở trong căn cứ, chỉ sợ cũng là thành viên lực minh, thực lực không rõ, chúng ta có phải hay không cẩn thận một chút. Cho dù là thành viên lực minh thì như thế nào? Chúng ta lần này thế nhưng là có khoảng 4 đại đạo tôn, chẳng lẽ còn chưa đủ đối phó một thành viên lực minh sao? Tốt, đã như vậy, cũng không cần che giấu, trực tiếp động thủ đi. Trong bóng tối, bốn đạo tôn thần bí đi ra từ trong bóng tối. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho khủng hoảng, toàn bộ căn cứ thương hội đều ở trong sợ hãi. Tới rồi, bọn họ lại tới rồi, trốn, mau trốn, lần này lại là bốn đạo tôn thần bí, căn cứ xong rồi. Mau đi mời lôi đạo tôn, rất nhiều người trong căn cứ thương hội đều vô cùng hoảng sợ. Bốn vị, lại là bốn đạo tôn, phải biết, trước đó tuy rằng căn cứ cũng bị quấy rối, nhưng chỉ có một đạo tôn thần bí. Mà bây giờ, trực tiếp liền xuất hiện bốn vị, hơn nữa, lần này không còn là lén lút, xuất quỷ nhập thần mà là quang minh chính đại xuất hiện ở trong căn cứ. Ý nghĩa trong đó là gì, rất nhiều người đều biết rõ. Vù, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trong hư không, ngăn ở trước mặt bốn đại đạo tôn. Lôi đạo tới rồi, đôi mắt lôi đạo khẽ híp lại, hắn nhìn lướt qua bốn vị đại đạo tôn, thế là... Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, các ngươi cũng khinh thường giấu đầu lòi đuôi sao. Nói như vậy, các ngươi dự định phá hủy toàn bộ căn cứ này rồi. Những đạo tôn này không tiếp tục che giấu tung tích, mục đích kia đã quá rõ ràng đây là muốn phá hủy cả căn cứ. Không sai, ngươi chính là lôi đạo tôn được Thanh Sơn đạo tôn mời đến tọa trấn căn cứ thương hội. Khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, lần vũng nước đục này, ngươi không tranh được. Thật sao? Nhưng lôi mỗ đã đáp ứng Thanh Sơn đạo tôn, tọa trấn căn cứ thương hội, không cho căn cứ thương hội xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cho nên, các ngươi muốn phá hủy căn cứ, trước tiên phải qua cửa ải lôi mỗ này. Hà, đối mặt với bốn đại đạo tôn chúng ta mà còn bình tĩnh như thế, đây là có sức mạnh sao? Tứ đại đạo Tôn cười lạnh một tiếng. Âm, um, sau một khắc, bốn đại đạo Tôn cũng không tiếp tục ẩn tàng, từng cái đều phóng xuất ra khí tức, đồng thời, trên trán xuất hiện từng đạo đạo văn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, trong bốn đại đạo Tôn, người mạnh nhất lại có bốn đạo thần văn. Điều này cho thấy, đối phương là đạo Tôn bốn thế. Hơn nữa, đối phương không chỉ là một đạo Tôn bốn thế, mà là hai đạo Tôn bốn thế, còn có hai đạo Tôn hai thế. Đội hình như vậy, đã đủ để phá hủy căn cứ thương hội vô số lần đừng nói là ngươi coi như là thanh sơn đạo tôn tự mình đến đây cũng không bảo vệ được căn cứ lôi đạo biết thanh sơn đạo tôn có lẽ liền sánh ngang đạo tôn tứ thế mà thôi có lẽ so sánh đạo tôn tứ thế đỉnh phong nhưng tại dưới một đội hình như vậy thanh sơn đạo tôn xác thực không có biện pháp gì tứ thế đạo tôn lôi đạo hít một hơi thật sâu áp lực gác lực cực lớn ập tới lôi đạo cho tới bây giờ đều không nghĩ tới hắn muốn thoáng cái đối mặt với đạo tôn cường đại như vậy hơn nữa còn không phải là một vị phải biết rằng trong đạo tôn mỗi lần gia tăng một đạo văn, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí không phải tăng lên gấp đôi, mà là tăng lên gấp 10, mấy chục lần. Nhất là đạo tôn bốn đời, mạnh hơn nhiều so với đạo tôn ba thế. Cứ điểm lực minh ở Thiên Sơn Thành, người mạnh nhất chính là Thanh Sơn Đạo Tôn, cũng chỉ là sánh ngang đạo tôn đỉnh phong tứ thế mà thôi. Mà bây giờ, lôi đạo lập tức liền muốn đối mặt hai vị đạo tôn tứ thế, cùng với hai vị đạo tôn nhị thế. Đội hình như vậy, có thể nói là khủng bố. Chỉ là đội hình như vậy không nên là đến phá hủy một cái căn cứ rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì lôi đạo không rõ ràng lắm nhưng mà hắn biết nhiệm vụ của hắn đó chính là bảo trụ căn cứ thương hội kỳ thật vừa rồi khi bốn đại đạo tôn này xuất hiện lôi đạo đã cảm nhận được sự cường đại của nó hắn vốn có thể rời đi nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn ở lại là vì hắn rất cường đại sao là vì hắn rất tự tin sao là bởi vì hắn chướng mắt bốn đại đạo tôn này sao không đều không phải nguyên nhân chỉ có một lôi đạo là người có ơn tất báo nói lời giữ lời đã đáp ứng thanh sơn đạo tôn vậy hắn nhất định sẽ làm được há có thể bỏ dở nửa chừng thậm chí nửa đường buông tay mặc kệ lôi đạo là người lòng mang thiện mỹ như vậy tuyệt đối sẽ không làm như vậy cho nên hắn nhất định phải ngăn cản bốn đại đạo tôn này cho dù các ngươi người đông thế mạnh cho dù các ngươi rất mạnh thậm chí có đạo tôn bốn đời nhưng lôi mỗ sẽ không khuất phục càng sẽ không trốn có lôi mỗ ở đây các ngươi đừng mơ tưởng phá hủy căn cứ vẻ mặt lôi đạo kiên định chém đinh chặt sắt ngu xuẩn mất khôn, giết. Sau một khắc, bốn đại đạo tôn cũng không nói nhảm nữa, từng cái thúc dục thần văn, trực tiếp đánh tới Lôi Đạo. Bốn đạo tôn, lúc này lại không có một chút bộ dáng nương tay, hơn nữa vừa ra tay liền hoàn toàn là vây công. Đâu giống như là đối phó với một đạo tôn của Lôi Đạo. Lôi Đạo mở to hai mắt, trong lòng có câu, ngọa tao, không biết có nên nói hay không. Không phải nên từng bước từng bước tới sao? Làm sao lại trực tiếp ra tay toàn bộ, hơn nữa toàn bộ đều không có một chút nương tay đây là một chút cơ hội cũng không cho lôi đạo a thủy tổ thần thể sau một khắc lôi đạo lập tức thi triển ra thủy tổ thần thể âm âm năm phần thủy tổ thần thể khiến thủy tổ thần thể của lôi đạo vô cùng khổng lồ khí tức vô cùng bá đạo thủy tổ thần thể vừa mới hiển hóa ra đã bị bốn đạo tôn công kích đánh vào trên người thậm chí còn có một bộ phận lực lượng của cổ giới bọn họ điều động lực lượng của cổ giới bởi vì lôi đạo không sử dụng lực lượng vực giới trong cơ thể vì vậy cũng không cách nào ngăn cách liên hệ giữa đạo tôn và cổ giới thực lực của bọn họ gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Lúc này, bốn đại đạo tôn liên thủ, có thể phát huy ra uy năng vượt quá tưởng tượng của Lôi đạo. Cho dù là Lôi đạo, dường như đều có loại cảm giác bị xé rách. Cuối cùng, sức mạnh cuồn cuộn trong nháy mắt đã bao phủ lấy Lôi đạo, cả người Lôi đạo đều bị sức mạnh do tứ đại đạo tôn điều động bao phủ. Dường như trong nháy mắt đã không còn bất kỳ khí tức gì. Chỉ là một đạo tôn, cũng dám ngăn cản bốn đạo tôn chúng ta? chỉ một kích này cho dù là đạo tôn đỉnh phong tứ thế cũng phải nhượng bộ lui binh huống chi là một đạo tôn bình thường như hắn không sai hắn chết chắc rồi bốn đại đạo tôn ngoài miệng hình như rất tự đại cao ngạo nhưng trên thực tế khi động thủ lại vô cùng nghiêm túc một chút cơ hội cũng không cho đối thủ hoàn toàn là toàn lực ứng phó chờ một chút hắn còn chưa có chết bỗng nhiên một đạo tôn trong đó trầm giọng nói cái gì tứ đại đạo tôn đều nhìn về phía phương hướng lôi đạo biến mất trước đó Lôi đạo bị sức mạnh của bốn đại đạo tôn đánh cho choáng váng, đúng vậy, đánh đến mức choáng váng, sức mạnh bốn phương tám hướng khiến hắn không thể tránh khỏi, hắn muốn phản kích, nhưng lập tức bị bốn luồng sức mạnh bao vây. Mỗi một cỗ lực lượng đều vô cùng cường đại, tựa hồ muốn xé rách Lôi đạo. Vì vậy, Lôi đạo gần như không tự chủ được, tự nhiên thi triển ra đặc tính thôn phệ của thủy tổ thần thể. Cho ta nuốt, theo Lôi đạo quát khẽ một tiếng, lập tức, thủy tổ thần thể của hắn phảng phất như hóa thân thành một cái lỗ đen trong nháy mắt bắt đầu thôn phệ lực lượng bốn phía lực lượng của bốn đại đạo tôn tuy rất mạnh nhưng nếu muốn tiêu diệt lôi đạo trong nháy mắt vậy căn bản là không có khả năng dù sao lôi đạo cũng có đặc tính bất tử giống như thủy tổ chân chính nếu không thể ma diệt lôi đạo như vậy lôi đạo thi triển ra đặc tính thôn phệ cũng thuận lý thành trương thôn phệ đặc tính chỉ cần không có vượt qua cực hạn mà lôi đạo thủy tổ thần thể có thể chịu tải như vậy liền có thể thôn phệ bất cứ lực lượng nào cũng có thể thôn phệ ông theo lôi đạo thi triển ra đặc tính thôn vệ lập tức thủy tổ thần thể của hắn liền tựa như lỗ đen phảng phất như cá voi hút nước trực tiếp đem các loại lực lượng bao phủ ở bên cạnh thủy tổ thần thể của hắn hết thảy đều nuốt vào trong thủy tổ thần thể cùng lúc đó nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần tẩm bổ thủy tổ thần thể của lôi đạo nhanh chóng khôi phục lại thủy tổ thần thể vừa mới bị hao tồn thủy tổ thần thể có đặc tính bất tử tuy nói không chết nhưng cũng không phải nói là không bị hao tồn sau khi bị hao tổn, lực lượng thủy tổ thần thể cũng giảm bớt đi nhiều. Có đặc tính thôn phệ, có thể nhanh chóng thôn phệ lực lượng địch nhân do đó để cho mình sử dụng, chuyển hóa thành lực lượng thủy tổ thần thể, bù đắp một ít tổn thương nhỏ của thủy tổ thần thể, do đó vẫn để thủy tổ thần thể bảo trì ở trạng thái chiến lực đỉnh phong. Đây quả thực là chiến thần càng đánh càng hăng, đánh không chết. Ha ha ha, bốn đại đạo tôn cũng chỉ như vậy. Huy thế trên người thủy tổ thần thể của Lôi đạo không hề suy yếu, hắn lại xuất hiện trở lại, thoạt nhìn không có chút tổn thương nào điều này khiến tứ đại đạo tôn vô cùng khiếp sợ phải biết rằng vừa rồi bọn họ đã dốc hết toàn lực dốc hết toàn lực không hề nương tay cho dù lôi đạo không chết cũng sẽ bị thương nặng cho dù là đạo tôn tứ thế đỉnh phong cứng rắn thừa nhận công kích của bọn họ cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì chẳng lẽ lôi đạo còn mạnh hơn đạo tôn đỉnh phong bốn thế không không có khả năng hắn nhất định là dùng một loại biện pháp hoặc là cấm thuật nào đó mới có thể khôi phục thương thế thân thể chúng ta tiếp tục động thủ hắn có thể khôi phục một lần, chẳng lẽ còn có thể khôi phục hai lần? Ba lần hay sao? Tứ đại đạo tôn lại chuẩn bị động thủ, có điều lôi đạo cũng không cho bọn họ cơ hội. Thần thể của thủy tổ lôi đạo đột nhiên bành trướng, sau đó một trường che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ tứ đại đạo tôn, đây là muốn một mẻ hốt gọn tứ đại đạo tôn. Lúc này, uy thế của lôi đạo đã đạt đến đỉnh phong. Hắn bộc phát ra lực lượng, phần lớn đều là lực lượng vừa mới thủy tổ thần thể thôn phệ. Bây giờ lại có thể một hơi toàn bộ đều bộc phát ra, lại thêm lực lượng thủy tổ thần thể thế mà không kém gì công kích của bốn đại đạo tôn thậm chí uy thế còn mạnh hơn bành tứ đại đạo tôn dốc hết toàn lực ngăn cản chỉ là cho dù là tứ đại đạo tôn toàn lực ngăn cản vẫn cảm thấy một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản hung hăng bộc phát ra ở trên người hắn cho dù thân thể của bọn họ trên thực tế đã rất mạnh sau khi thi triển ra đạo văn càng mạnh hơn nhưng giờ phút này từng người lại toàn thân chấn động mãnh liệt thậm chí thân thể cũng bắt đầu nứt toác một đám người bị thương nặng đạo tôn khác với thủy tổ thánh nhân bọn họ không có đặc tính bất tử cho dù phòng ngự của bọn họ thực tế rất mạnh nhưng tính dẻo dai và sức khôi phục của thân thể lại kém xa tít tắp thủy tổ thánh nhân bởi vậy một khi bị thương đó chính là thật bị thương rất khó khôi phục trong thời gian ngắn làm sao có thể ta chúng ta bị thương lôi đạo tôn lấy sức một mình thế mà có thể áp chế bốn đạo tôn chúng ta thậm chí còn có hai vị đạo tôn tứ thế cho dù là thanh sơn đạo tôn cũng không làm được điểm này âm mưu đây là âm mưu của thanh sơn đạo tôn lôi đạo tôn trước mắt rõ ràng so với thanh sơn đạo tôn cường đại hơn nhiều hẳn là hắn mời cường viện lại cố ý bày ra một bộ dạng bình thường để cho chúng ta mắc lừa sự thật chứng minh thanh sơn đạo tôn âm mưu thành công đáng chết sao chúng ta không nghĩ tới đây là âm mưu trên thực tế chúng ta đã đủ cẩn thận không có một chút khinh thường lôi đạo này không nghĩ tới vẫn là thua trong lòng tứ đại đạo tôn vô cùng bi phấn bọn họ đã đủ cẩn thận thậm chí vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ khinh thường lôi đạo bọn họ tin tưởng lật thuyền trong mương cho nên không cho lôi đạo bất cứ cơ hội nào nhưng sự thật lại khiến bọn họ như gặp phải trọng kích bại rồi bại rất thê thảm gần như không có bất kỳ sức đánh trả nào công kích của bọn họ đánh lên người lôi đạo căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với lôi đạo ngược lại lôi đạo chỉ một đòn đã khiến bọn họ trọng thương về phần trốn hiện tại bọn họ từng người đều bị thương nặng Trốn cũng trốn không thoát. Lôi Mỗ có đức hiếu sinh, niệm tình các ngươi tu hành không dễ, cho các ngươi một cơ hội sống sót. Cơ hội sống sót? Ngươi sẽ thả chúng ta đi? Bốn đại đạo tôn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể tin được, đã đến mức này rồi, Lôi đạo sẽ thả bọn họ rời đi sao? Đương nhiên, Lôi Mỗ không phải người thích giết chóc. Trên thực tế, Lôi Mỗ lòng mang thiện niệm, vốn muốn một lòng cảm hóa các ngươi, tự nhiên sẽ cho các ngươi cơ hội sống sót. Phải xem các ngươi có thể giữ ta ở cơ hội này hay không phải biết rằng vật ngoài thân kỳ thật không có bất kỳ tác dụng gì người đã chết mang không đi một vật ngoài thân lôi đạo đứng chắp tay giọng điệu bình tĩnh nói chỉ là một lát sau nhìn thấy bốn đại đạo tôn thờ ơ vẻ mặt lôi đạo có chút cứng ngắc không nghe hiểu lôi đạo nhìn dáng vẻ ngơ ngác của bốn đại đạo tôn không khỏi khẽ lắc đầu hắn cảm thấy đã nói rất rõ ràng sao bốn đại đạo tôn này lại không hiểu vật ngoài thân vô dụng hiểu không không hiểu bảo vật Tất cả bảo vật trên người các ngươi, nhất là đan dược kéo dài tuổi thọ, thậm chí dược liệu kéo dài tuổi thọ, một cái cũng không để lại. Cho càng nhiều, càng dễ dàng sống sót, cái này hiểu chưa? Lôi đạo có chút cạn lời, hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, sao bốn đại đạo tôn này vẫn không khai khiếu? Nhất định phải khiến hắn nói rõ ràng như vậy, nói như vậy, chúng ta có thể bỏ tiền mua mạng. Hai mắt bốn vị đại đạo tôn tỏa sáng, "Ách, tạm thời xem như vậy đi." Lôi đạo chẳng biết nói gì, dùng tiền mua mạng có cần thiết nói khó nghe như vậy không? Bây giờ bọn họ là kẻ địch đấy, nhưng lôi đạo đúng là tính toán như vậy, hắn giết tứ đại đạo tôn có ý nghĩa gì? Không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, mục đích hiện tại của hắn là thu thập đan dược, kéo dài tuổi thọ, càng nhiều càng tốt. Dù sao chỉ cần đánh bại bốn đại đạo tôn này, bọn họ cũng không dám gây sóng gió nữa, lại có thể được lượng lớn đan dược kéo dài tuổi thọ, cớ sao mà không làm? Ha ha ha, dùng tiền mua mạng, cái này chúng ta quen. Tứ đại đạo tôn đều thở phào nhẹ nhõm chẳng qua chỉ là dùng tiền mua mạng mà thôi, bọn họ quá quen thuộc, bọn họ đã từng làm như vậy, dù sao ở Hoàng Long Phủ, không phải thật sự thâm cửu đại hận, trên thực tế có thể dùng loại phương thức này. Dù sao tu hành không dễ, không phải thù sinh tử, ai sẽ thật sự không chết không thôi với đạo tôn. Huống chi, bọn họ cũng là có người ở sau lưng. Sau đó, bốn đại đạo tôn này lấy tốc độ nhanh nhất, giao ra tất cả bảo vật trên người mình, không để lại một món bảo vật nào. Bọn họ rất rõ ràng, bảo mệnh trọng yếu lúc này mà còn giữ bảo vật thì có ích lợi gì? Nếu chọc giận lôi đạo thì được không bù mất. Ô, trên người các ngươi có không ít bảo vật, lôi đạo có chút ngạc nhiên, bảo vật của bốn đại đạo tôn này nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây là tích lũy nhiều năm của chúng ta, thế nào, bây giờ có thể đi chưa? Đi thôi, nhớ kỹ, đừng lại tới nữa, nếu các ngươi lại đến, tiếp theo cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta hiểu, dứt lời, bốn đại đạo tôn này liền lập tức chuẩn bị rời khỏi căn cứ thương hội, lần này trở về từ cõi chết, bọn họ nào còn dám trở về. Nhưng trước khi rời khỏi căn cứ thương hội, một vị đạo tôn do dự một chút, vẫn truyền âm cho lôi đạo, lôi đạo tôn, người tha cho chúng ta mạng, vậy chúng ta cũng cho người một tin tức. Lần này là Thiên Sơn Thành chuẩn bị động thủ với cứ điểm lực minh, có lẽ hiện tại cứ điểm lực minh trong Thiên Sơn Thành đã bị nhổ sạch, người vẫn nên tranh thủ thời gian nghĩ cách tự bảo vệ mình đi. Nói đến đây thôi, cáo tư, dứt lời, bốn đại đạo tôn này lập tức rời khỏi căn cứ. Biến mất không thấy bóng dáng thành thiên sơn động thủ với cứ điểm lực minh lôi đạo hơi sững sờ không nghĩ tới thả bốn đại đạo tôn này còn miễn phí được tặng một tin tức mà tin tức này vô cùng mấu chốt thành thiên sơn muốn động thủ với cứ điểm lực minh đây là kế điệu hổ ly sơn sao đầu tiên là quấy rối căn cứ thương hội dù sao để lực minh có thể điều ra bao nhiêu đạo tôn thì cũng được sau đó lại động thủ ở thiên sơn thành đây là vì bảo đảm không có sơ hở nào nói cách khác thành thiên sơn đã quyết tâm muốn nhổ cứ điểm lực minh của thành thiên sơn điều này đối với thành viên lực minh mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì nhưng mạch não của lôi đạo lại không giống hắn năm chiêu suy nghĩ cùng những người khác không giống nhau những người khác chỉ thấy được nguy cơ mà lôi đạo lại thấy được kỳ ngộ đó là một kỳ ngộ ngàn năm có một thành thiên sơn muốn đối phó lực minh vậy lực minh có thể phản kháng hay không một khi phản kháng vậy có phải hai bên sẽ hoàn toàn xé rách ra mặt sau đó đại chiến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hay không một khi đại chiến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào vậy có phải cho dù vơ vét đan dược kéo dài tuổi thọ trong thiên sơn thành cũng không thành vấn đề? Lôi đạo hiện tại thiếu cái gì? Đan dược kéo dài tuổi thọ, chỉ cần có đan dược kéo dài tuổi thọ, hắn không sợ hãi. Cho nên, đối với lôi đạo mà nói, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn không sợ thành thiên sơn đối phó lực minh, chỉ sợ thành thiên sơn không có hành động. Như vậy lôi đạo muốn cướp đoạt đan dược kéo dài tuổi thọ của thành thiên sơn, thật đúng là có chút khó khăn, dù sao cũng là sư xuất vô danh. Mà bây giờ, có lý do có cơ hội, vậy còn sợ cái gì? Còn nguy hiểm, hiện tại thủy tổ thần thể của lôi đạo đạt tới năm thành thủy tổ thần thể, thậm chí còn có đặc tính thôn phệ, thủy tổ thần thể cũng có đặc tính bất tử, ai có thể giết hắn? Chỉ cần không đụng phải cường đại vô cùng, có ưu thế nghiền ép lôi đạo, vậy lôi đạo sẽ không chết được. Huống chi, cho dù đụng phải cửu thế đạo tôn thì như thế nào? Lôi đạo có quan tài chín sao, còn có lực lượng vực giới trong cơ thể, chung quy là có con bài chưa lật, trốn là khẳng định có thể trốn huống chi một tòa thành thiên sơn nho nhỏ làm sao có thể có cửu thế đạo tôn thậm chí toàn bộ hoàng long phủ có cửu thế đạo tôn hay không cũng rất khó nói ít nhất là không có bên ngoài đi phải nhanh chóng trở về thiên sơn thành lôi đạo hít một hơi thật sâu không do dự nữa lập tức bay về phía thành thiên sơn với tốc độ nhanh nhất hắn thật sợ chậm lực minh không chịu được đến lúc đó một mình hắn phải đối mặt với toàn bộ đạo tôn của thành thiên sơn vẫn có chút áp lực hy vọng lực minh có thể chống đỡ thanh sơn đạo tôn có thể chống đỡ thành thiên sơn cứ điểm lực minh trong địa cung địa cung lực minh lúc này có rất nhiều đạo tôn nhưng lại chia làm hai phái phân biệt rõ ràng lực minh cầm đầu rõ ràng chính là thanh sơn đạo tôn hắn nhìn chằm chằm vào rất nhiều đạo tôn ở đối diện trầm giọng nói thành chủ thế nào cũng phải như vậy sao đối diện thanh sơn đạo tôn là thành chủ thành thiên sơn dẫn đầu đông đảo đạo tôn gần như vây quanh toàn bộ địa cung hiển nhiên là khí thế hùng hổ người tới không thiên. Thành chủ là một vị đạo tôn năm thế cao cao tại thượng. Hắn có lực lượng tuyệt đối áp chế tất cả đạo tôn trong cứ điểm lực minh, nhưng dù vậy, thành chủ vẫn dùng tới các loại thủ đoạn, phân hóa, chèn ép, cuối cùng lại tập trung tất cả lực lượng, lao thẳng tới địa cung lực minh. Làm đến vạn vô nhất thất, thanh sơn đạo tôn, ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức của lực minh các ngươi nhỉ. Hoàng Long phủ đại chiến, hiện tại không động thủ thanh lý các ngươi. Chẳng lẽ chờ viện quân của địa cung các ngươi phái tới mới động thủ? vậy cũng đã muộn phủ chủ đã hạ êm lệnh lập tức thanh trừ tất cả thành viên lực minh trong thiên sơn thành giết không tha thành chủ thành thiên sơn nghiêm nghị nói trong giọng nói đều ẩn chứa một tia sát ý nghiêm nghị giết vô xá thành chủ cho dù ngươi giết chúng ta đợi đến khi viện quân của lực minh chúng ta tới thiên sơn thành làm sao có thể may mắn sống sót may mắn sống sót không may là chuyện thiên sơn thành chúng ta trước đó các ngươi đã chết thanh sơn đạo tôn không cần kéo dài thời gian nữa thời điểm này người lực minh các ngươi vô luận như thế nào cũng không tới được. Thành chủ Thiên Sơn Thành vung tay lên, lập tức, phía sau hắn tổng cộng có hơn 10 vị đạo tôn, lập tức vây quanh mấy tên lực minh đạo tôn trong địa cung. Đây chính là Thanh Sơn đạo tôn nghĩ hết tất cả biện pháp, triệu đến mấy vị lực minh đạo tôn. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, vẻn vẹn chỉ có mấy vị. Hơn nữa, đạo tôn bốn đời, vẹn vẹn chỉ có một mình Thanh Sơn đạo tôn so sánh thôi, thực lực như vậy, đội hình như vậy, làm sao chống lại thành chủ thành Thiên Sơn. Thanh Sơn đạo tôn hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Bá, sau một khắc, Thanh Sơn đạo tôn cả người chiến ý hiên ngang. Phóng lên tận trời, chiến đi, lực minh đạo tôn chúng ta, đều là đi con đường lấy lực chứng đạo. Chúng ta chỉ có thể sống ở kiếp này, vậy thì để cho kiếp này oanh oanh liệt liệt đi, coi như là chết, cũng phải là chết trận. Khí thế trên người Thanh Sơn đạo tôn bộc phát, giống như một ngọn núi khổng lồ thật sự vắt ngang trước mặt đông đảo đạo tôn của Thành Thiên Sơn. Đại chiến, hết sức căng thẳng, âm um thanh sơn đạo tôn động thủ hắn ra tay trước ra tay trước mục tiêu của hắn rõ ràng là thành chủ thiên sơn thành vị đạo tôn năm đời kia về phần các đạo tôn khác cũng động thủ đạo tôn của lực minh đều là đạo tôn lấy lực chứng đạo đi là con đường lấy lực chứng đạo vĩ lực quy về bản thân chỉ nhìn khí tức là không cảm ứng ra thực lực thật sự chỉ có một khắc động thủ mới biết được thực lực chân chính bởi vậy mặc dù số lượng đạo tôn lực minh ít nhưng một khi bộc phát loại khí thế khủng bố kia vẫn như cũ vô cùng khủng bố lay động nhân tâm. Thanh Sơn đạo tôn, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn Nam đạo thần văn của bổn tọa trấn áp sao? Thành chủ Thành Thiên Sơn ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Thanh Sơn đạo tôn. Theo Thanh Sơn đạo tôn động thủ, trong thân thể to lớn kia, lực lượng vô tận tựa hồ cũng hội tụ đến cùng một chỗ, một quyền oanh ra, hư không đều sụp đổ. Ông, Thành chủ Thành Thiên Sơn, trên người đột nhiên hiện ra từng đạo đạo văn. Những đạo văn này giống như vòng tròn được buộc chặt, bay về phía Thanh Sơn đạo tôn một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Khi năm đạo đạo văn thoáng cái rơi vào trên người Thanh Sơn Đạo Tôn, Thanh Sơn Đạo Tôn toàn thân trầm xuống. Sau đó thế mà đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể ra sức giấy rựa. Năm đạo thần văn, vậy có thể điều động lực lượng cổ giới trên thực tế đã tương đối khủng bố. Dù là Thanh Sơn Đạo Tôn sánh ngang với Đạo Tôn đỉnh phong bốn thế, nhưng đối mặt năm đạo văn này, vẫn lực bất tòng tâm, không cách nào giấy rựa đạo văn trói buộc. Nhìn Thanh Sơn Đạo Tôn không ngừng giấy rựa khóe miệng thành chủ thiên sơn thành lại lộ ra vẻ tươi cười. Thanh sơn đạo tôn, không cần phải dãy rủa vô ích nữa, vô dụng thôi. Con đường lấy lực chứng đạo, tuy có thể khiến thực lực đạo tôn tăng nhiều, cho dù chỉ có một thế, cũng có thể có lực lượng cường đại, thậm chí sánh ngang với cửu thế đạo tôn. Nhưng thanh sơn đạo tôn, người hiển nhiên còn xa mới đạt tới trình độ sánh ngang với cửu thế đạo tôn, cho dù là ngũ thế đạo tôn, người cũng không gánh nổi. Xác thực, thanh sơn đạo tôn vô pháp ngăn trở ngũ thế đạo tôn, chỉ có thể ra sức giấy ruộng thậm chí không tiếc bất cứ giá nào chỉ là thanh sơn đạo tôn lại như thế nào không tiếc bất cứ giá nào cũng là uổng công lúc này trận chiến của các đạo tôn khác trên cơ bản cũng sắp kết thúc đạo tôn trong cứ điểm lực minh tử thương thảm trọng vốn có mấy vị đạo tôn hiện tại chỉ còn lại có ít ỏi hai ba vị hơn nữa lúc nào cũng có thể ngã xuống một khi đạo tôn ngã xuống đó chính là chân chính ngã xuống căn bản không có khả năng kiếp sau đó là tử vong không bình thường không có kiếp sau Huống chi, thành viên lực minh đều là lấy lực chứng đạo, không có đạo văn, thì càng không có khả năng có kiếp sau. Thật sự là không thú vị, kết thúc đi, nhìn thanh sơn đạo tôn không ngừng dãy ruộng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của năm đạo văn. Thành chủ thành thiên sơn lắc đầu, hắn vươn tay, chuẩn bị vỗ một trường, hoàn toàn kết liễu thanh sơn đạo tôn. Với thực lực của thành chủ thành thiên sơn, thanh sơn đạo tôn có thể dễ dàng làm được. Trước kia không chấm dứt, đó là bởi vì kiêng kỵ lực minh. Nhưng bây giờ, phía trên đã hạ lệnh giết chết, vậy thì không có gì phải kiêng kỵ, trực tiếp chém giết là được. Bành, bỗng nhiên, cửa lớn địa cung bị phá vỡ, một bóng người phong trần mệt mỏi cảm nhận được trong đại điện. Phù, cuối cùng cũng đuổi kịp, vẫn còn kịp. Lôi đạo nhìn thoáng qua tình huống trong đại điện, còn tốt, Thanh Sơn đạo tôn còn sống, còn có mấy vị đạo tôn cũng còn sống, cuối cùng còn không phải kết quả biết bát nhất. Hà, ngươi là Lôi đạo, không phải ngươi bị phái tới căn cứ thương hội rồi sao? bổn tọa phái bốn vị đạo tôn đi đối phó ngươi, ngươi còn có thể trở về, thành chủ thiên sơn thành biến sắc, hắn cảm thấy, bốn đạo tôn kia thật sự là phế vật. Bốn vị đạo tôn đối phó với một mình lôi đạo, còn có thể khiến lôi đạo chạy thoát được. Phải biết, đây chính là có hai vị đạo tôn bốn đời, coi như là thanh sơn đạo tôn cũng có thể cuốn lấy, lại không đối phó được một cái lôi đạo mới gia nhập lực minh. Ô, ngươi quen lôi mỗ, vậy bốn vị đạo tôn là ngươi phái, vậy lôi mỗ còn phải cảm tạ ngươi, cảm tạ bàn tọa. Trong lòng thành chủ Thành Thiên Sơn có loại cảm giác không ổn thật to. Chỉ là, sau một khắc, thành chủ Thành Thiên Sơn không có chút dấu hiệu nào, lập tức bỏ qua Thanh Sơn Đạo Tôn, sau đó tất cả lực lượng toàn thân, thậm chí còn điều động năm đạo đạo văn, trực tiếp nghiền ép về phía Lôi Đạo. Đây là muốn trực tiếp nghiền Lôi Đạo thành bột mịn, Lôi Tôn giả cẩn thận, hắn là thành chủ Thiên Sơn thành, đạo Tôn năm đời. Lúc này, Thanh Sơn Đại Tôn lớn tiếng nhắc nhở Lôi Đạo. Đạo Tôn năm thế? Trong ánh mắt Lôi Đạo lóe lên một tia tinh mang hắn bây giờ có thể cắn nuốt lực lượng của tứ thế đạo tôn, không biết ngũ thế đạo tôn thì như thế nào. Thử một lần liền biết, vì vậy, lôi đạo không tránh không né, vẫn đánh ra một quyền, hung hăng va chạm với năm đạo thần văn của thành chủ thành thiên sơn. Âm âm, lực lượng khủng bố khiến hai bên đều hơi chấn động, nhưng chút chấn động ấy quét qua người lôi đạo, sau đó biến mất không còn bóng dáng. Đặc tính bất tử, lôi đạo có đặc tính thôn vệ, đâu còn để ý chút dư âm này. Vì vậy, lôi đạo gần như không có bất kỳ ngừng lại nào, lại đấm ra một quyền, cái gì thành chủ thiên sơn thành biến sắc một quyền vừa rồi của lôi đạo đã khiến trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc gần như không kém hơn lực lượng của hắn cho dù kém một chút đó cũng tuyệt đối là lực lượng của đạo tôn nam thế nói cách khác lôi đạo thế mà sánh ngang với đạo tôn nam thế đây là cường giả từ nơi nào xuất hiện phải biết thành chủ thành thiên sơn trên thực tế đã điều tra lôi đạo nhưng lôi đạo giống như đột nhiên xuất hiện không hiển sơn không lộ thủy hiện tại một khi bộc phát lại khủng bố như thế nếu chỉ như vậy thì cũng thôi nhưng sức khôi phục và sức chịu đựng của lôi đạo rõ ràng mạnh đến kinh người thành chủ thành thiên sơn còn chưa khôi phục lôi đạo đã lại đánh một quyền nữa ngăn trở thành chủ thành thiên sơn thi triển ra năm đạo thần văn đương nhiên rất dễ dàng ngăn cản được lôi đạo tiến công chỉ là mỗi một lần ngăn cản đều sẽ khiến cho đạo văn tiêu hao không ít tiếp theo sẽ làm suy yếu thực lực của thành chủ thành thiên sơn một lần hai lần cũng không sao chỉ sợ rất nhiều lần lại đến sau một khắc lôi đạo lại cuồn cuộn mà đến giống như không có chút hao tổn nào, điều đó không có khả năng. cho dù là đạo tôn lấy lực chứng đạo, cũng sẽ không có lực lượng cuồn cuộn không ngừng như thế, giống như không có cực hàn. bổn tọa không tin, người nhất định là nỏ mạnh hết đà, hoặc là thi triển cấm thuật. bổn tọa ngược lại muốn xem xem, cấm thuật của ngươi có thể chống đỡ một lần, hai lần, hoặc là ba lần, bốn lần, chẳng lẽ còn có thể một mực chống đỡ được hay sao? thành chủ thành thiên sơn cắn răng một cái, lựa chọn cứng đối cứng với lôi đạo. thật mạnh. Không hổ là thành chủ thành Thiên Sơn, nếu là trước kia, ta đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Trong lòng Lôi Đạo cũng có hiểu biết đại khái về thực lực của mình. Trên cơ bản, năm phần thủy tổ thần thể, dưới tình huống không sử dụng lực lượng vực giới, trên lực lượng đơn thuần, thật ra là sánh ngang với đạo tôn năm thế, mặc dù chỉ là đạo tôn năm thế rất bình thường, nhưng lại có thể sánh ngang với đạo tôn năm thế. Đương nhiên, đây chỉ là lực lượng đơn thuần, thực lực mạnh yếu, không chỉ đơn thuần là lực lượng, còn có các loại thủ đoạn tổng hợp nếu như lôi đạo lại thêm các loại đặc tính của thủy tổ. Vậy thì không giống, hắn có đặc tính bất tử mà đạo tôn không có, đặc tính thôn vệ vân vân. Hiện tại, đối mặt với đặc tính thôn vệ của thành chủ thành thiên sơn, lôi đạo, khiến hắn hầu như mỗi một kích đều có thể có được lực lượng đỉnh phong, không sợ hao tổn lực lượng chút nào. Bởi vì, hắn dùng lực lượng của thành chủ thành thiên sơn là dựa vào đặc tính thôn vệ chuyển hóa mà thành. Thậm chí, còn có đặc tính bất tử, có thể cam đoan lôi đạo không bị bất kỳ tổn thương gì. Cho nên, một lần, hai lần, ba lần, 99 lần, ngươi làm sao còn dư lực, thậm chí lực lượng cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Sắc mặt Thành Chủ Thiên Sơn thành tái nhợt, bây giờ hắn không còn chút sức lực nào, thậm chí hắn biết đủ loại cấm thuật, hắn không chút do dự thi triển rất nhiều lần. Nhưng Lôi đạo thì sao? Khí tức không chỉ không có một chút suy yếu, thậm chí ngay cả lực lượng cũng không có yếu bớt. Điều này gần như khiến Thành Chủ Thành Thiên Sơn tuyệt vọng. Trên thế giới này, làm sao có cấm thuật khủng bố như vậy? Lôi đạo đã thi triển 99 lần công kích, mỗi một lần đều không khác mấy, cấm vật gì có thể chống đỡ nhiều lần như vậy? Nếu có, Thành chủ Thiên Sơn Thành rất muốn nói, cho hắn một phần, nhưng điều này có thể sao? Thành chủ Thành Thiên Sơn dù không tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt. Lôi đạo vẫn sinh long hoạt hổ như trước, còn Thành chủ Thành Thiên Sơn đã hấp hối gần như sụp đổ. "Ơ, ờ, cái này không được à? Ngươi đường đường là Thành chủ Thiên Sơn Thành, đường đường là đạo tôn nam thế, chấp trưởng Thiên Sơn Thành" Nghe nói đạo tôn năm thế rất mạnh, vượt xa bất cứ đạo tôn bốn thế giới nào. Ta mới thi triển 99 lần công kích mà thôi, chắc chắn ngươi còn có thể kiên trì đúng không? Ta biết, ngươi nhất định là lấy yếu đối địch, muốn lừa gạt ta, nhưng ta sẽ không mắc mưu. Ngươi có thể chống đỡ 999 lần nữa, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vẻ mặt Lôi Đạo vô cùng nghiêm trọng, quá mạnh mẽ, thành chủ thành Thiên Sơn trước mắt thật sự quá mạnh, hắn đã dốc hết toàn lực. Mỗi lần thi triển toàn lực điên cuồng công kích 99 lần, nhưng thành chủ thành Thiên Sơn vẫn có thể chống đỡ được. Đây là lực lượng kinh khủng bực nào? Quả nhiên, mỗi một vị đạo tôn đều không phải đơn giản như vậy, cho dù thực lực của Lôi đạo tăng mạnh, hắn cũng không dám khinh thường bất kỳ một vị đạo tôn nào. Có lẽ, thành chủ thành Thiên Sơn trước mắt chính là kình địch mà Lôi đạo gặp phải. Lôi đạo phải dốc toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Nghĩ đến còn 999 lần, ngay cả Lôi đạo cũng không nhịn được kinh hãi. Lại đến 999 lần công kích, hắn đều sắp chịu không được có lẽ sẽ bị thương đi. Lôi Đạo không biết hắn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy hay không, nhưng bây giờ, hắn phải toàn lực ứng phó, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Phốp phốp, nghe được lời của Lôi Đạo, lại bị một quyền của Lôi Đạo đánh lên người, Thành chủ Thiên Sơn thành không thể chịu đựng được nữa, thân thể cường đại lập tức sụp đổ, một ngụm máu già phun ra, rơi xuống đại điện dưới lòng đất. Ta thật hận a, à, giọng nói thê lương của Thành chủ Thành Thiên Sơn quanh quẩn trong đại điện, sau đó hoàn toàn không còn khí tức. Chết, chết rồi lôi đạo hơi sững sờ không thể nào thành chủ thiên sơn thành vừa mới mở đã mạnh như hổ đều có thể chống đỡ 99 lần công kích dựa theo lôi đạo dự đoán tựa hồ chống đỡ 999 lần công kích cũng không có bất cứ vấn đề gì dù sao chỉ chính là đạo tôn năm thế a à. đạo tôn năm đời sao có thể chết được giả chết nhất định là giả chết thành chủ thành thiên sơn âm mưu của ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu lôi mỗ sẽ không mắc lừa lôi đạo nhất vẻ mặt cảnh giác giọng nói của hắn quanh quẩn ở trong đại điện một vòng lại một vòng kéo dài không thôi chỉ là thành chủ thành thiên sơn lại không có một tia đáp lại chết rồi lôi đạo nhất ngạc nhiên thời gian dài như vậy thành chủ thiên sơn thành cũng không có một chút phản ứng nhưng lôi đạo lại cảm thấy không có khả năng vậy là chết rồi điều này có chút vượt quá dự liệu của hắn khóe miệng thanh sơn đạo tôn hơi co lại có chút không biết nên nói cái gì thành chủ thành thiên sơn đã chia năm xẻ bảy còn giả chết thế nào được đó là đã chết đến không thể chết hơn rồi lôi đạo tôn còn có những đạo tôn của Thành Thiên Sơn này, cũng phải diệt trừ tất cả." Thanh Sơn đạo Tôn hướng Lôi đạo lớn tiếng nói, "Chết vẹn vẹn chỉ là một mình thành chủ Thành Thiên Sơn mà thôi." Trên thực tế, cho dù không có thành chủ Thành Thiên Sơn, đạo tôn Thành Thiên Sơn cũng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật muốn tiếp tục chiến đấu, đám người Thanh Sơn đạo Tôn một người cũng sống không được. Dù sao, thế lực của Thành Thiên Sơn vượt xa cứ điểm của Lực Minh ở Thành Thiên Sơn. Đều giết chết, Lôi đạo có chút giật mình, Thanh Sơn đạo Tôn ngược lại tàn nhẫn a. Bất quá, đứng tại trên lập trường Thanh Sơn Đạo Tôn, cũng có thể lý giải, song phương hiện tại đã là địch nhân không chết không thôi. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo cũng không do dự nữa. Âm, um, 5 phần 10 thủy tổ thần thể của hắn, trong nháy mắt bộc phát, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh tới những đạo Tôn của Thành Thiên Sơn kia, lấy sự cường hãn của 5 phần 10 thần thể thủy tổ Lôi Đạo lúc này, hơn nữa không chết cũng được, gần như một lần đụng một cái chết. Ai cũng không ngăn được, trong chớp mắt, đạo Tôn của Thành Thiên Sơn đã tử thương hầu như không còn chiến đấu nhanh chóng kết thúc phù chắc là cũng gần đủ rồi nhỉ lôi đạo trường thở phào một tiếng hắn nhìn thoáng qua tình huống xung quanh toàn bộ địa cung là một mảnh hỗn độn nhưng trên cơ bản đạo tôn của thành thiên sơn đều đã chết bị lôi đạo trực tiếp đâm xuyên đâm nát hiện tại bao gồm thanh sơn đạo tôn ánh mắt nhìn lôi đạo đều có chút quỷ dị thật sự là lôi đạo biểu hiện quá bắt mắt nhất là thủy tổ thần thể của lôi đạo quả thực để cho bọn họ cảm xúc bành trướng đây chính là dùng lực chứng đạo dùng lực chứng đạo chân chính nếu như một ngày kia bọn họ cũng có thể cường hãn như thế coi như chỉ sống một đời cũng đáng giá lôi đạo tôn may mà ngươi chạy đến nếu không hậu quả khó mà lường được thanh sơn đạo tôn thần sắc có chút phức tạp hắn không ngờ cứu vớt bọn họ lại là lôi đạo đạo tôn xa lạ vừa mới gia nhập lực mình không lâu này nhưng thực lực lôi đạo vừa mới thể hiện ra quả thật là vô cùng khủng bố thanh sơn đạo tôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lôi đạo có chút nghi hoặc đang yên đang lành tại sao thành thiên sơn lại đột nhiên ra tay với lực minh song phương không phải kiêng kỵ lẫn nhau sao nhưng bây giờ đều đã động thật cách đây là không diệt đối phương thể không bỏ qua a à. thanh sơn đạo tôn nhìn thoáng qua lôi đạo sau đó trầm giọng nói ta cũng vừa nhận được tin tức không lâu cao tầng lực minh đã nghiêm lệnh lão phu nhất định phải giữ vững cứ điểm hơn nữa còn nói đã phái rất nhiều đạo tôn lực minh đi tới thiên sơn thành mục đích chính là muốn triệt để công chiếm thiên sơn thành mà thiên sơn thành phỏng chừng cũng nhận được mệnh lệnh tương tự Muốn triệt để nhổ đi cứ điểm lực minh chúng ta. Cụ thể nguyên nhân cụ thể, lão phu cũng không biết, có lẽ chỉ có chờ sau khi cao tầng đạo tôn của lực minh đến mới có thể biết nguyên nhân chân chính. Bất quá, xem ra hẳn là lực minh cùng Thiên Sơn Thành, thậm chí cùng toàn bộ Hoàng Long phủ trở mặt, ra tay đánh nhau. Việc cấp bách hiện tại của chúng ta chính là triệt để khống chế Thiên Sơn Thành, chậm đợi cao tầng đạo tôn lực minh đến ổn định thế cục. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, trên thực tế mặc kệ lực minh và thiên sơn thành hoặc là hoàng long phủ có xung đột gì nhưng hai bên đánh nhau là khẳng định mà hôm nay lôi đạo đã đánh tan đạo tôn của thiên sơn thành bọn họ khống chế thiên sơn thành cũng là chuyện sớm hay muộn trong lúc nhất thời lôi đạo có chút động tâm hắn cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi thanh sơn đạo tôn đạo tôn của thiên sơn thành này trên cơ bản đã bị chúng ta đánh tan khống chế thiên sơn thành cũng chỉ là vấn đề thời gian các thương hội bảo vật đan dược kéo dài tuổi thọ mà các đạo tôn ở thiên sơn thành này khống chế ngươi xem trên thực tế không chỉ có lôi đạo ánh mắt mấy vị đạo tôn khác cũng lóe ra một tia tinh mang lực minh là một tổ chức lỏng lẻo cũng không phải là một thế lực mạnh mẽ lôi đạo có thể rời đi bất cứ lúc nào thậm chí nếu như đạo tôn của thành thiên sơn phản công lôi đạo cũng có thể không quan tâm trước mặt loại đại chiến sinh tử này tình huống gì cũng có thể phát sinh hiện tại việc cấp bách của thanh sơn đạo tôn là phải lôi kéo lôi đạo có lôi đạo mới có thể hoàn toàn khống chế được thế cục của thành thiên sơn. Mà muốn lôi kéo lôi đạo, vậy thì không thể đơn giản hơn. Lợi ích, bất kể là bảo vật hay đan dược kéo dài tuổi thọ, đó chính là lợi ích. Huống chi, so với khống chế toàn bộ thiên sơn thành, chỉ là bảo vật, đan dược kéo dài tuổi thọ lại tính là cái gì? Nghĩ tới đây, thanh sơn đạo tôn lập tức liền làm ra quyết định. Lôi đạo tôn, kế tiếp còn phải mời lôi đạo tôn tọa chấn thiên sơn thành, phòng ngừa thiên sơn thành phản công còn một số bảo vật và đan dược kéo dài tuổi thọ trong thiên sơn thành tất cả đều thuộc về lôi đạo tôn thế nào lôi đạo mừng rỡ trong lòng yêu cầu của hắn thật sự không nhiều lắm chỉ là một ít bảo vật cùng đan dược kéo dài tuổi thọ mà thôi mặc dù thanh sơn đạo tôn nói là do đạo tôn ở thiên sơn thành nắm giữ bảo vật cùng đan dược kéo dài tuổi thọ nhưng đối với lôi đạo mà nói như vậy là đủ rồi ha ha việc nhỏ mà thôi lôi mỗ sẽ chú ý tình huống thiên sơn thành về phần bảo vật cùng đan dược kéo dài tuổi thọ còn phải làm phiền Thanh Sơn Đạo Tôn. Lôi đạo đạo xem như đáp ứng, khóe miệng Thanh Sơn Đạo Tôn hơi co lại, lôi đạo nhất nhắc tới bảo vật và đan dược kéo dài tuổi thọ, chẳng lẽ hắn không biết ý của lôi đạo. Đây là bảo hắn nhanh chóng đưa bảo vật và đan dược đến trong tay lôi đạo. Nhưng mà, Thanh Sơn Đạo Tôn cũng gật đầu, không nói gì thêm, điều này đối với song phương mà nói đều là đại hoan hỷ. Dù sao, không có lôi đạo, bọn họ khả năng đều đã chết, nơi nào còn có thể ở chỗ này đàm luận trưởng khống thiên sơn thành. Lôi đạo tôn yên tâm, lão phu sẽ đi vào siêu tập bảo vật, nhất định lấy tốc độ nhanh nhất, đưa đến trong tay lôi đạo tôn. Không vội, không vội, thanh sơn đạo tôn có thể từ từ thu thập. Thu thập chậm một chút cũng không sao, nhưng mấu chốt không nên bỏ sót cái gì, miễn cho lãng phí. Ách, lão phu cố hết sức, thanh sơn đạo tôn cũng đáng giá bất đắc dĩ đáp ứng. Cái này gọi là không vội, lôi đạo đây là muốn, đả sạch, thành thiên sơn. Nhưng mà, hiện tại bọn họ cũng thật sự cần lôi đạo, chỉ có thể đáp ứng. Ha ha ha, lôi mỗ phải đi tuần tra thiên sơn thành nhất định không để cho bất kỳ cá lọt lưới nào có cơ hội phản công dứt lời lôi đạo trực tiếp rời khỏi địa cung bắt đầu bay về bốn phía thiên sơn thành nhìn lôi đạo tranh thủ được chỗ tốt mấy vị đạo tôn còn lại vẫn chưa chết trong lòng cũng nóng như lửa đốt trực tiếp nói với thanh sơn đạo tôn thanh sơn đạo tôn chúng ta cũng đi hỗ trợ tuần tra thiên sơn thành kỳ thực bọn họ cũng muốn đi xem xem có thể kiếm chút chỗ tốt hay không đi đi thanh sơn đạo tôn phất phất tay thế là những đạo tôn này cũng nhanh chóng rời khỏi địa cung cả tòa địa cung cũng chỉ còn lại có một mình thanh sơn đạo tôn nhìn địa cung trống rỗng cùng với máu tươi thi thể đầy đất thậm chí trong không khí còn có mùi máu tươi nồng nặc ánh mắt thanh sơn đạo tôn lại lóe lên một tia tinh mang cuối cùng cũng ra tay rồi thiên sơn thành thậm chí hoàng long phủ sau này đạo tôn dùng lực chứng đạo đều sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa hơn nữa chúng ta cũng không cần trốn tránh ẩn nấp nữa Thanh Sơn đạo Tôn đương nhiên biết một ít nguyên nhân đại chiến giữa Thành Thiên Sơn cùng Lực Minh lần này. Chỉ là, hiện tại không thể lộ ra mảy may. Dù sao, gột khi biết là Lực Minh cùng Hoàng Long phủ ở giữa không chết không thôi đại chiến, ai cũng không biết Lực Minh bình thường đạo Tôn còn có thể bán mạng hay không, còn dám hay không bán mạng. Dù sao, thế lực của Hoàng Long phủ khổng lồ, Lực Minh muốn triệt để hạ được Hoàng Long phủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới Thanh Sơn đạo Tôn, hắn muốn làm vẻn vẹn chỉ là khống chế Thiên Sơn Thành nếu như hắn có thể khống chế thiên sơn thành chính là công tích lớn nhất hoàng long phủ hoàng long đạo tôn đời này ngồi cao trong đại điện hoàng long phủ truyền thừa lâu đời mỗi một đời chủ nhân hoàng long phủ đều được xưng là hoàng long đạo tôn báo hoàng long đạo tôn đại nhân tin tức thành thiên sơn vừa mới nhận được thành thiên sơn thất thủ thành chủ chết trận phần lớn đạo tôn cũng bị giết chết bá hoàng long đạo tôn mở bừng mắt ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào tổ thần đang báo cáo tin tức Thành Thiên Sơn, động tác của lực minh thật nhanh. Bọn họ trợ giúp nhanh như vậy đã đến Thành Thiên Sơn sao? Không, đạo tôn đại nhân, tăng viên của lực minh vẫn đang trên đường. Lần này hình như là cứ điểm lực minh trong Thành Thiên Sơn đột nhiên xuất hiện một vị đạo tôn cường đại ngăn cơn sóng dữ, chém giết thành chủ cùng với phần lớn đạo tôn, hư hư thực thực có thực lực của đạo tôn sáu thế. Thực lực của lục thế đạo tôn, hay, hay cho một lực minh, đạo tôn kia tên là gì? Gọi lôi đạo, ánh mắt hoàng long đạo tôn lấp lóe lập tức yên lặng xuống, nhưng không mở miệng nữa. Nhưng các đạo tôn khác trong đại điện, từng người lại lập tức sôi trào lên. Thành Thiên Sơn tuyệt đối không thể thất thủ, đó là thành trì quan trọng của phủ Hoàng Long ta. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi, ngày đầu tiên đã mất đi Thiên Sơn thành, sẽ làm tổn thương nhuệ khí của chúng ta. Nhất định phải lập tức thu hồi Thiên Sơn thành, chém giết lôi đạo. Đúng, còn phải vượt lên trước người Lực Minh, trên đại điện những đạo tôn này đều rất rõ ràng, bọn họ chỉ có 10 ngày thời gian, Lực Minh cũng chỉ cho bọn họ thời gian 10 ngày. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì 10 ngày, Hoàng Long Phủ vẫn là của bọn họ. Chỉ là, ngày đầu tiên liền bị mất một tòa thành trì trọng yếu, thật sự là để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Phải biết rằng, lực minh còn không có đại quy mô động viên, cường giả còn không có tiến vào Hoàng Long Phủ, bọn họ liền bị mất một tòa thành trì trọng yếu, chẳng phải là lộ ra Hoàng Long Phủ vô năng sao? chưa vị ai nguyện ý đi thiên sơn thành một chuyến, Hoàng Long đạo tôn chậm rãi mở miệng, lần này, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại đạo tôn có thể ở trong đại điện đều là đạo tôn bảy đời trở lên tuyệt đối là trung tâm trong hoàng long phủ đạo tôn đại nhân đối phó với một đạo tôn nho nhỏ cho dù có hư hư thực thực sánh ngang với đạo tôn sáu thế cũng không cần những đạo tôn bảy thế như chúng ta chứ rốt cuộc có một vị thất thế đạo tôn mở miệng không phải có đạo tôn bảy đời dẫn đội sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực lần này tuyệt đối không thể thất thủ huống chi các ngươi không đơn thuần là đi đoạt lại thành thiên sơn càng phải đi giữ vững tiếp viện lực minh cũng sắp đến rồi các đạo tôn trong đại điện đều gật đầu chủ yếu nhất là phải giữ vững dù sao lực minh cũng sẽ phái cường giả đi thiên sơn thành lão phu đi một chuyến đi dù sao thành thiên sơn và lão phu cũng có một ít nguồn gốc trong đại điện một lão giả dâu tóc bạc trắng bỗng nhiên đứng dậy chậm rãi mở miệng được lục quang lão tổ đi thiên sơn thành một chuyến là thích hợp nhất nhất định mã đáo thành công bổn tọa cho ngươi thêm hai vị đạo tôn sáu thế chín vị đạo tôn năm thế dẹp yên đạo tôn lực minh thiên sơn thành lại bảo vệ thiên sơn thành thật tốt hoàng long đạo tôn vung tay lên hào phóng nói chiêu này quả thực rất hào phóng đây chính là hai vị đạo tôn sáu thế chín vị đạo tôn năm thế đội hình như vậy cường đại cỡ nào cho dù là thành chủ thành thiên sơn cũng chỉ là đạo tôn năm thế mà thôi huống hồ lục quang đạo tôn còn là thất thế đạo tôn trong cổ giới một khi đạt tới bảy đạo tôn trở lên vậy thì thuộc về đạo tôn đỉnh phong bất luận ở cổ giới nơi nào cũng là đại nhân vật thậm chí đều có thể tự thành một phái, khai tông làm tổ, hùng bá một phương. Ngoại trừ 9 vực 18 giới, 36 động thiên 72 phủ ra, trên thực tế trong cổ giới còn có rất nhiều thế lực khu vực khác. Chỉ là không bằng những thế lực này mà thôi, người khai sáng những thế lực kia, thật ra phần lớn đều là đạo tôn 6 thế hoặc là đạo tôn 7 thế. Có thể đạt tới đạo tôn giả 8 thế đều lác đác không có mấy. Dù sao, đạo tôn 8 thế đều có thể tọa chấn một phủ chi địa. Bởi vậy lần này đội hình hoàng long đạo tôn cho lục quang đạo tôn tương đối cường đại thậm chí mục đích chủ yếu cũng không phải là vì dẹp yên cứ điểm liên minh trong thành thiên sơn mục tiêu căn bản không phải là những lực minh đạo tôn của thành thiên sơn kia mà là vì giữ vững thành thiên sơn dù sao lực minh cũng sẽ phái cường giả đến vâng lão phu nhất định không để cho hoàng long đạo tôn đại nhân thất vọng trong mắt lục quang lão tổ lóe lên một tia tinh mang sau đó lập tức quay người rời đi xuất lĩnh phần đông đạo tôn bay về phía thiên sơn thành lôi đạo tôn những bảo vật và đan dược kéo dài tuổi thọ này đều là của thành chủ thành thiên sơn cùng với đạo tôn dưới trướng bây giờ đều đã bị lôi đạo tôn thu thập ngươi xem xem thế nào trong thời gian một ngày ngắn ngủi thanh sơn đạo tôn đã bắt hết tất cả đan dược bảo vật kéo dài tuổi thọ của thành chủ thiên sơn thành và đạo tôn dưới trướng đồng thời đưa đến trước mặt lôi đạo hiển nhiên thanh sơn đạo tôn đối với lôi đạo vô cùng coi trọng nhiều như vậy lôi đạo rất vui mừng thanh sơn đạo tôn không chỉ có hiệu suất thu thập rất cao chất lượng cũng rất cao nhiều bảo vật cùng với đan dược kéo dài tuổi thọ như vậy, vượt quá dự liệu của Lôi Đạo. Đúng rồi, những bảo vật này, làm phiền Thanh Sơn Đạo Tôn giúp ta ra tay một chút, toàn bộ đều đổi thành đan dược kéo dài tuổi thọ. Tất cả đều đổi thành đan dược kéo dài tuổi thọ. Đúng, toàn bộ đều đổi, Thanh Sơn Đạo Tôn nhìn Lôi Đạo thật sâu, mặc dù hắn không biết Lôi Đạo vì sao cần đan dược kéo dài tuổi thọ như vậy, nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ. Nhưng mà, hắn vẫn phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của Lôi Đạo. Lôi Đạo Tôn lão phu sẽ cố hết sức làm chỉ là hiện tại thiên sơn thành đang ở vào bấp bênh hơn nữa chúng ta cũng phong tỏa thiên sơn thành đồ vật bên ngoài cũng không vận chuyển vào được thậm chí thương lộ đoạn tuyệt vừa rồi đan dược kéo dài tuổi thọ lại bị lão phu vơ vét một lần bởi vậy hiện tại toàn bộ thiên sơn thành đều không có bao nhiêu đan dược kéo dài tuổi thọ nếu muốn đổi giao dịch trừ phi chờ đến khi thiên sơn thành hoàn toàn ổn định thậm chí toàn bộ hoàng long phủ đều ổn định lại mới có thể giao dịch bình thường không sao vậy thì đợi thêm một đoạn thời gian là được. Đúng rồi lôi đạo tôn, chúng ta kiên trì thêm một đoạn thời gian, lực minh đã phái một vị thất thế đạo tôn cùng với một số đạo tôn cường đại chạy tới thiên sơn thành chúng ta. Một khi cường viện đến, lôi đạo tôn cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đạo tôn bảy đời sắp tới rồi, thật sự là quá tốt, thời gian này ta cẩn trọng, không dám thả lỏng chút nào. Chỉ sợ có một chút sơ suất, cuối cùng cũng đợi được đạo tôn bảy đời tới, một khi đạo tôn bảy đời tới, thiên sơn thành vững như thành đồng, ta cũng có thể yên tâm. Lôi đạo rất hài lòng, hắn cũng không muốn mệt mỏi mãi như vậy. Nếu không phải vì đan dược kéo dài tuổi thọ, lôi đạo cũng sẽ không đáp ứng chấn thủ thành thiên sơn. Nhìn thấy lôi đạo tựa hồ không tham luyến quyền thế thiên sơn thành chút nào. Thanh sơn đạo tôn cũng âm thầm gật đầu, hắn chỉ sợ lôi đạo tham luyến quyền thế, đến lúc đó thất thế đạo tôn lực minh đến đây, nhất định sẽ vô cùng cường thế, nói không chừng sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. May mắn, bây giờ thấy lôi đạo không có tham luyến quyền thế thiên sơn thành, vẻn vẹn chỉ là cần đan dược kéo dài tuổi thọ mà thôi đây đối với thanh sơn đạo tôn mà nói là tin tức tốt nhất vậy trong khoảng thời gian này có lao lôi đạo tôn rồi lôi đạo gật đầu sau đó hắn không kịp chờ đợi mang theo rất nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ tiến vào trong mật thất dù sao hiện tại hắn đã thanh lý rất nhiều đạo tôn trong thành thiên sơn một chút việc nhỏ vụn vặt thanh sơn đạo tôn đều có thể giải quyết nếu là có đại sự thanh sơn đạo tôn tự nhiên sẽ đến mời hắn tiến vào mật thất lôi đạo lập tức lấy ra những đan dược kéo dài tuổi thọ này không biết lần này có thể gia tăng bao nhiêu năm thọ mệnh trong lòng lôi đạo vô cùng chờ mong lần này hắn gần như vơ vét cả tòa thiên sơn thành ít nhất cũng vơ vét năm thành đan dược duyên thọ trở lên so với bất kỳ lần nào lôi đạo cũng thu được nhiều đan dược duyên thọ hơn lần này lực minh cùng thiên sơn thành thậm chí cùng hoàng long phủ đều phát sinh xung đột còn có đạo tôn cường đại chạy tới dùng thực lực của ta bây giờ đều không có gì bảo đảm hơn nữa nếu muốn ở trong lần hỗn loạn này cướp lấy đủ lợi ích, đạt được đủ đan dược kéo dài tuổi thọ, chút thực lực này của ta không đủ, xa xa không đủ. Lôi đạo hiểu rất rõ, lần xung đột giữa lực minh và hoàng long phủ này là một cơ duyên lớn của hắn. đây chính là một phủ chi địa, cho dù lôi đạo có thể đạt được một thành đan dược kéo dài tuổi thọ, vậy cũng là kinh khủng cỡ nào, cho nên lôi đạo phải nắm lấy cơ hội, mà muốn nắm bắt cơ hội, thực lực của lôi đạo nhất định phải tiếp tục tăng lên mới được. chút thực lực ấy đối phó với đạo tôn nam thế còn được thậm chí đều có chút miễn cưỡng. Nếu là 6 đời thậm chí 7 đời, Lôi đạo lấy cái gì để chống lại? Luyện hóa, sau một khắc, Lôi đạo không do dự nữa, lập tức hiển hóa ra thủy tổ thần thể. Âm, thủy tổ thần thể của Lôi đạo bắt đầu điên cuồng luyện hóa đan dược kéo dài tuổi thọ, lập tức, dược lực của một lượng lớn đan dược kéo dài tuổi thọ tan ra trong cơ thể Lôi đạo thần, biến thành từng dòng nước ấm, lưu chuyển toàn thân. Ông, Lôi đạo cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể của thần đang tăng nhanh, hơn nữa còn gia tăng một cách bùng nổ. Quả thực không thể ngăn cản, mênh mông cuồn cuộn. 100 ức năm, 30 ức năm, 50 ức năm, 80 ức năm, 1000 ức năm. Trong nháy mắt, tuổi thọ của Lôi Đạo liền tăng lên 100 tỷ năm, mà cái này cũng không có kết thúc, thậm chí, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Toàn bộ Thiên Sơn Thành, một nửa đan dược diên thọ khổng lồ cỡ nào? Chỉ là 1000 ức năm mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, tuổi thọ của Lôi Đạo vẫn còn tiếp tục gia tăng. 1000 ức năm, 1500 ức năm. 2.000 ức năm, 2 ngàn tỷ năm, 3.000 ức năm. Rốt cuộc, theo tuổi thọ trong cơ thể lôi đạo tăng lên 2.000 ức năm, dược hiệu của đan dược kéo dài tuổi thọ cũng dần dần giảm bớt, hiệu quả giảm mạnh, nhưng vẫn đang chậm rãi tăng thêm tuổi thọ. Bá cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo đột nhiên mở mắt. 3.100 tỷ năm, lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn 30 tỷ năm thọ mệnh, đây là thu hoạch lôi đạo khó có thể tưởng tượng, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một nửa thu hoạch của thành thiên sơn mà thôi nếu là toàn bộ thành thiên sơn thậm chí toàn bộ phủ hoàng long thì sao vậy thì phải tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ đây lôi đạo đã không dám tưởng tượng nữa rồi đương nhiên lôi đạo muốn vơ vét thiên sơn thành thậm chí vơ vét hoàng long phủ vậy căn bản là không có khả năng cho dù là cửu thế đạo tôn cũng không làm được nếu thật sự như vậy sẽ khiến cho nhiều người tức giận lôi đạo không muốn bị hợp công bây giờ cẩn thận từng ly từng tí điều thấp cẩn thận vơ vét đan dược kéo dài tuổi thọ dường như cũng không tệ, hiện tại 3.100 tỷ năm tuổi thọ của hắn đã tới tay. Cộng thêm 20 tỷ năm thọ mệnh ban đầu, tuổi thọ của lôi đạo bây giờ đã đạt đến 3300 trăm tỷ năm. 30-30 tỷ năm, chỉ tiếc, ta không có huyết mạch thủy tổ. Thu hoạch nhiều tuổi thọ như vậy, lôi đạo trước tiên liền nghĩ đến tăng lên huyết mạch thủy tổ. Nhưng tiếc nuối chính là, hai giọt tinh huyết thủy tổ của lôi đạo đã sử dụng. Đây là hai loại huyết mạch thủy tổ duy nhất trên người lôi đạo. Trước đó đã sử dụng xong huyết mạch thủy tổ, hiện tại trên người lôi đạo không có huyết mạch thủy tổ. Nhưng không có huyết mạch thủy tổ cũng không có nghĩa là lôi đạo không thể tăng lên thủy tổ thân thể. Lôi đạo vẫn có thể lùi lại một bước, sử dụng huyết mạch đỉnh tiêm. Trên thực tế, lôi đạo cũng đã thử huyết mạch của đạo tôn. Nhưng sự thật chứng minh, hai bên không phải một hệ thống, huyết mạch đạo tôn cũng không có tác dụng gì. Ít nhất, lôi đạo không thể tu luyện, ngay cả nhập môn cũng không thể làm được, làm sao tu luyện. Cho nên, lôi đạo chỉ có thể dùng huyết mạch đỉnh tiêm trước đó lôi đảo ở minh giới và hoang cổ đại lục góp nhặt đại lượng huyết mạch đỉnh tiêm hiện tại tạm thời còn đủ chỉ là điểm khác biệt lớn nhất giữa huyết mạch đỉnh tiêm và huyết mạch thủy tổ chính là tuổi thọ tiêu hao khác biệt một loại huyết mạch đỉnh tiêm thủy tổ thân thể có thể tăng lên 1%, nhưng lại cần hao phí 30 tỷ năm thọ mệnh nếu là tăng lên 5% thủy tổ thân thể vậy thì cần 1.500 tỷ năm thọ mệnh mà nếu như là thủy tổ huyết mạch một loại thủy tổ huyết mạch có thể tăng lên 5% thủy tổ thân thể nhưng lại vẻn vẹn chỉ cần một ngàn ức năm tuổi thọ. Ước chừng nhiều hơn 50 tỷ năm thọ mệnh, mà hiệu quả lại giống nhau. Nhưng lôi đạo không có nhiều huyết mạch thủy tổ như vậy, chỉ có thể dùng huyết mạch đỉnh tiêm. Thế là, lôi đạo nhất cắn răng một cái, trong lòng hạ quyết tâm. Dung hợp huyết mạch đứng đầu, lôi đạo bắt đầu tu luyện huyết mạch đỉnh tiêm tới viên mãn, sau đó dung nhập vào trong thủy tổ thần thể. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Theo lôi đạo dung nhập huyết mạch đỉnh tiêm càng ngày càng nhiều, thủy tổ thần thể của hắn cũng đang kịch liệt lột xác, một loại huyết mạch đỉnh tiêm, liền có thể tăng lên 1% thủy tổ thần thể. Mười loại, rốt cục, lôi đạo dung hợp mười loại huyết mạch đỉnh tiêm. Lần này, tổng cộng tiêu hao 30 tỷ năm thọ mệnh. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ rệt, giờ phút này, thủy tổ thần thể của lôi đạo lại lần nữa lột xác kịch liệt. Bởi vì, thủy tổ thần thể của hắn đã đạt đến 60%. Đây là 6 phần thủy tổ thần thể. Âm âm, thủy tổ thần thể kịch liệt lột xác, từ năm thành đến 6 thành, đây cũng là một sự lột xác về chất ít nhất thủy tổ thần thể lại có thể thức tỉnh một loại đặc tính của thủy tổ lần trước đặc tính thôn phệ của thủy tổ có tác dụng vô cùng lớn đối với lôi đạo khiến cho thực lực tổng hợp của lôi đạo tăng lên mấy cấp bậc mà lần này không biết sẽ thức tỉnh ra đặc tính của thủy tổ như thế nào ân đây là sinh lực bỗng nhiên lôi đạo cảm giác được trong cơ thể thủy tổ thần của hắn đột nhiên toát ra một cỗ lực lượng sinh mệnh đây là sinh lực có thể kéo dài tuổi thọ tăng cường sinh mệnh tràn ngập sinh cơ khôi phục thương thế vân vân những thứ này được gọi chung là sinh lực hơn nữa sinh lực từ trong thủy tổ thần thể của lôi đạo liên tục không ngừng xuất hiện giống như từ không đến có vậy từ không đến có đây là xu thế hư không tạo vật trong đầu lôi đạo lóe lên một đạo linh quang sinh lực tất nhiên rất mạnh rất chân quý nhưng trên thực tế đối với lôi đạo bây giờ mà nói không có trợ giúp quá lớn dù sao khôi phục thương thế lôi đạo có đặc tính bất tử kéo dài tuổi thọ lại có thể gia tăng bao nhiêu tuổi thọ căn bản là không quan trọng nhưng bây giờ lôi đạo lại nắm bắt được điểm mấu chốt từ không đến có đây là mấu chốt trong mấu chốt bởi vì điều này có nghĩa là một loại năng lực vô cùng đặc thù và cường hãn của thủy tổ đó chính là hư không tạo vật sáng tạo sinh mệnh cho dù trong vực giới trong cơ thể lôi đạo xuất hiện sinh mệnh nhưng trên thực tế những sinh mệnh đó cũng là bởi vì hạt giống sinh mệnh lúc này mới có thể sinh ra sinh mệnh không có quan hệ với lôi đạo cũng không phải là sinh mệnh do lôi đạo sáng tạo không thành thủy tổ căn bản là không thể sáng tạo sinh mệnh 5 phần 10 thủy tổ thần thể trước đó của Lôi đạo đã thức tỉnh rất nhiều đặc tính của thủy tổ, nhưng chỉ có hư không tạo vật, năng lực sáng tạo sinh mệnh không có thức tỉnh. Mà bây giờ, thủy tổ thần thể của Lôi đạo đạt đến 60%, cũng chính là 6 thành thần thể. Lôi đạo rốt cục thức tỉnh đặc tính của sinh lực. Đương nhiên, cái này còn kém rất xa sáng tạo sinh mệnh, hư không tạo vật, bất quá, đây là một cái xu thế rất tốt, cái này cũng mang ý nghĩa, có lẽ Lôi đạo đạt đến 7 thành thủy tổ thần thể, 8 thành thủy tổ thần thể có lẽ liền có thể thức tỉnh ra đặc tính hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh. Đến lúc đó, lôi đạo không khác gì thủy tổ chân chính. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, điều động dị năng, kiểm tra số liệu thân thể trước mắt của hắn. Họ tên, lôi đạo, 36, hình thái sinh mệnh, thủy tổ thần thể, tuổi thọ, 200 ức 1 ngàn vạn năm, thể nội thế giới, 415 lần vượt giới, có thể khuếch trương. Huyết mạch thủy tổ, 66%, 58 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo rất hài lòng, Mặc dù tuổi thọ chỉ còn lại có 200 ức năm, nhưng huyết mạch thủy tổ của Lôi đạo lại đạt đến 60% khủng bố, thậm chí Lôi đạo đều có thể loáng thoáng thấy được con đường phía trước. Đó là con đường của thủy tổ, thậm chí Lôi đạo đã có thể cảm giác được, hắn sắp thành tựu thủy tổ. Con đường phía trước đã bằng phẳng, tựa hồ không có trở ngại gì. Hiện tại Lôi đạo có thể cảm giác được, thủy tổ thân thể của hắn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Thực lực tăng lên cũng không phải là đơn giản như vậy, thậm chí là gấp 10 lần trở lên lúc năm thành thủy tổ thần thể lôi đạo liền có thể áp chế ngũ thế đạo tôn như vậy sáu thành thủy tổ thần thể thì sao huống chi đây vẫn chỉ là lực lượng của lôi đạo thủy tổ thần thể lôi đạo còn chưa vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể mà lực lượng vực giới trong cơ thể là có thể ngăn cách liên hệ giữa đạo tôn cùng cổ giới đến lúc đó thực lực của đạo tôn sẽ giảm mạnh giảm xuống gần mấy phần dưới sự tăng lên này lôi đạo sẽ chiếm hết ưu thế đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ lôi đạo cũng sẽ không vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể. Dù thật sự muốn vận dụng, cũng nhất định sẽ một mẻ hốt gọn đối thủ, tuyệt không tiết lộ nửa điểm tin tức của vực giới chi lực. Hiện tại chỉ chờ cường viện lực minh đi tới Thiên Sơn Thành. Tiếp quản Thiên Sơn Thành, sau đó ta lại đi thành chỉ khác, hoặc là nhìn lại Thiên Sơn Thành, có cơ hội lại cướp đoạt đan dược kéo dài tuổi thọ hay không? Lôi đạo đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng thủy tổ thần thể lên tới 7 thành thậm chí là 8 thành, thậm chí 10 thành hà cường viện lực minh tới rồi trong lòng lôi đạo vui vẻ hắn cảm ứng được bên ngoài thành thiên sơn có một đạo khí tức của thất thế đạo tôn cùng với mấy đạo khí tức của đạo tôn sáu thế đạo tôn năm thế đội hình như vậy không phải là viện quân của lực minh sao vì vậy lôi đạo lập tức đứng dậy đánh tới cửa mật thất bay ra ngoài thành thiên sơn cuối cùng đã tới lục quang lão tổ đứng giữa hư không mắt hơi nheo lại nhìn tòa thành trì trước mắt trên đường đi bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất Rốt cuộc chạy tới Thiên Sơn Thành, dường như so với viện quân Lực Minh nhanh hơn một bước, đây đối với Lục Quang lão tổ mà nói, là chuyện tốt. Đến lúc đó, bọn họ chiếm cứ Thiên Sơn Thành, cũng có thời gian thong dong bố trí trận pháp để ngăn cản đạo tôn của Lực Minh. Về phần cứ điểm của nội Lực Minh trong thành Thiên Sơn, Lục Quang lão tổ thậm chí còn không thèm cân nhắc. Lão tổ, thành Thiên Sơn đã thăm dò rõ ràng, hiện nay bị Lực Minh khống chế, chỉ là Lực Minh tổng cộng chỉ có 6 vị đạo tôn trong đó thanh sơn đạo tôn chính là người phụ trách cứ điểm nguyên lực minh mà người mạnh nhất trong bọn họ chính là lôi đạo nghi là đạo tôn năm thế hoặc là sáu thế đạo chính là dựa vào lôi đạo thực lực minh nhỏ yếu như vậy mới có thể chiếm cứ thành thiên sơn ánh mắt lục quang lão tổ lóe lên tinh mang một lôi đạo nghi ngờ có chiến lực của đạo tôn năm thế hoặc là lục thế đạo tôn lực minh những đạo tôn dùng lực chứng đạo tuy chỉ có thể sống một thế nhưng không thể không nói kiếp này của bọn họ đúng là đặc sắc đến cực điểm trong thế giới này có thể từ một vị đạo tôn một thế không có tiếng tăm gì nhảy lên trở thành cường giả tuyệt thế có được chiến lực cửu thế đạo tôn thậm chí lực áp cửu thế đạo tôn cũng không phải không có khả năng một lôi đạo không biết xuất hiện từ đâu lại có chiến lực sánh ngang với đạo tôn năm thế thậm chí sáu thế đạo tôn dùng lực chứng đạo quả thực không thể khinh thường hai người các ngươi đi giải quyết lôi đạo đi dừng một chút lục quang lão tổ lại nói tiếp thôi sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực để lão phu đi gặp lôi đạo này một lần giải quyết lôi đạo đi đây mới là vạn vô nhất thất lục quang lão tổ vốn muốn cho hai tôn đạo tôn sáu đời đi giải quyết lôi đạo nhưng nghĩ lại vẫn quyết định tự mình động thủ để bảo đảm không có sơ hở nào hắn cũng không dám khinh thường bất luận đạo tôn lấy lực chứng đạo gì ai biết được những đạo tôn dùng lực chứng đạo này sẽ đột nhiên bộc phát ra thủ đoạn khủng bố cỡ nào vẫn là do vị thất thế đạo tôn chân chính là hắn ra tay mới ổn thỏa nhất có thể chấn áp tất cả vô lúc này lôi đạo đã tìm được đám người thanh sơn đạo tôn đây là viện quân của lực minh chúng ta sao đội hình thật sự là cường đại để ta xem xem một tôn đạo tôn bảy thế hai tôn đạo tôn sáu thế hơn nữa còn có chín tôn đạo tôn năm thế lực minh nội tình không thể khinh thường có đội hình bực này có thể dễ dàng giữ vững thiên sơn thành lôi đạo nhìn thấy đội hình của mười mấy vị đạo tôn bên ngoài thành thiên sơn nhẹ nhàng thở ra trong khoảng thời gian này thiên chờ vạn đẳng cuối cùng là chờ được viện quân lực minh hơn nữa thực lực của viện quân lực minh còn vượt xa tưởng tượng của lôi đạo khiến hắn vô cùng hài lòng có đội hình khủng bố như vậy lo gì không giữ được thiên sơn thành viện quân lúc này thanh sơn đạo tôn vẻ mặt chua sót chậm rãi mở miệng nói lôi đạo tôn đây không phải viện quân của chúng ta mà là viện quân của hoàng long phủ đạo tôn cầm đầu chính là thất thế đạo tôn của hoàng long phủ lục quang lão tổ đây là hoàng long phủ muốn đoạt lại thiên sơn thành nhưng lại phái đội hình cường đại như vậy thật đúng là để chúng ta nhìn thấy cái gì không phải viện quân của chúng ta là viện quân của hoàng long phủ ở sâu trong nội tâm lôi đạo không ngừng chìm xuống gần như chìm đến đáy cốc nói đùa gì vậy một tòa thiên sơn thành cần hưng sư động chúng như vậy sao một đạo tôn bảy đời hai đạo tôn sáu đời thậm chí còn có chín đạo tôn năm đời đội hình như vậy đủ để quét ngang mấy thành trì bọn họ có thể ngăn cản sao lôi đạo thậm chí thiếu chút nữa đã chạy mất dép nhưng nghĩ đến ước định với thanh sơn đạo tôn lôi đạo cứng rắn kiềm chế ý niệm điên cuồng muốn rời đi ở sâu trong nội tâm mà là có chút chấn định đứng ở tại chỗ Ai là Lôi Đạo Tôn? Bỗng nhiên, Lục Quang lão tổ mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, truyền khắp cả tòa Thiên Sơn Thành. "Là tìm ta." Lôi Đạo hít sâu một hơi, hiển nhiên, Hoàng Long phủ đã điều tra qua hắn, nhưng mà, xem ra cũng không biết chi tiết của hắn, ngược lại coi Lôi Đạo trở thành một đạo tôn của Lực Minh. Đây là chuyện tốt, chỉ cần chứng thực thân phận này, như vậy về sau nhắc tới Lôi Đạo, cũng chỉ sẽ nghĩ đến là Lực Minh đạo tôn, mà sẽ không truy căn tra rõ ngọn nguồn, tìm tòi nghiên cứu lai lịch Lôi Đạo lúc trước lôi đạo lựa chọn gia nhập lực minh thật ra là một quyết định vô cùng tốt chỉ là hiện tại lôi đạo phải trả giá thật lớn cho quyết định lúc trước hắn phải đối mặt với sự đả kích lôi đình của hoàng long phù đội hình như vậy chính là muốn quét ngang thiên sơn thành tuyệt đối sẽ không cho lôi đạo bất kỳ cơ hội nào vẫn có cơ hội chỉ cần bọn họ không đồng loạt ra tay nếu như chỉ là vị lục quang lão tổ này có lẽ còn có thể liều một phen trong đầu lôi đạo lóe lên rất nhiều ý nghĩ liều mạng một phen Thất Thế Đạo Tôn thì đã sao? Lôi Đạo hiện tại đã đạt đến trình độ 6 thành thủy tổ thần thể, thủy tổ huyết mạch đạt đến 60%, thức tỉnh rất nhiều loại đặc tính của thủy tổ. Chẳng lẽ còn sợ Lục Quang lão tổ? Cho dù là hao tổn cũng phải hao tổn một đoạn thời gian. Hơn nữa, viện quân của Lực Minh cũng đang trên đường chạy về phía Thành Thiên Sơn, chỉ cần có thể chống đỡ một khoảng thời gian, có lẽ có thể đợi được viện quân của Lực Minh. Về phần trốn, Lôi Đạo sẽ không chết đầu óc, biết rõ không địch lại còn nhất định phải đi chịu chết lôi đạo có thể trốn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dù sao, với đặc tính bất tử của lôi đạo, cho dù đại bại thua thiệt, muốn chết cũng khó, đến lúc đó lại trốn cũng không muộn. Về phần hiện tại, bất kể như thế nào cũng phải liều một phen. Lôi mộ ở đây, lôi đạo hít một hơi thật sâu, bước ra một bước, đi thẳng vào trong hư không. Lôi đạo tôn, người cần gì phải làm vậy? Lôi mộ lấy thành tín làm gốc, nếu đã đáp ứng thanh sơn đạo tôn phải bảo vệ thiên sơn thành. Vậy tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thanh Sơn Đạo Tôn nhìn thấy Lôi Đạo không chỉ không đi, ngược lại chủ động hiện thân. Điều này làm cho sâu trong nội tâm Thanh Sơn Đạo Tôn thổn thức cảm thán không gì sánh được. Khi đại nạn đến, rất nhiều thành viên Lực Minh đều chạy trốn, chỉ còn lại giải rác vài đạo Tôn. Còn Lôi Đạo thì sao? Một đạo Tôn vừa mới gia nhập Lực Minh, lại không màng sống chết. Liều mạng cũng phải bảo vệ Thành Thiên Sơn, bảo vệ cứ điểm Lực Minh. Đây là người nói lời giữ lời cỡ nào a? À? Lôi Đạo mới là chân chính lấy thành tín lập gốc thanh sơn đạo tôn đều tự than thở không bằng. Chỉ có điều, dưới đội hình này của Hoàng Long Phủ, trước mặt lục quang lão tổ đạo tôn bảy đời, cho dù lôi đạo có thành tín thế nào, kiên cường ra sao cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thành thiên sơn, xong rồi, tất cả thành viên lực minh của bọn họ cũng xong rồi. Người chính là lôi đạo, lục quang lão tổ tự nhiên thấy được lôi đạo, từ trên người lôi đạo cũng không có cảm ứng được khí tức cường đại cỡ nào, bất quá, lục quang lão tổ lại không có chút kinh ngạc nào. Nguyên nhân rất đơn giản, những đạo tôn lấy lực chứng đạo này, trên thực tế rất khó từ trên khí tức phán đoán thực lực mạnh yếu. Trừ phi là thật sự động thủ, nếu không, ai cũng không biết đối phương mạnh bao nhiêu. Dù sao, đạo tôn dùng lực chứng đạo, chỉ có thể sống một đời, không có khí tức cường đại như vậy, ai biết ẩn giấu thủ đoạn khủng bố gì. Nhưng Lục Quang lão tổ lại không có một chút kiêng kỵ, hắn chính là thất thế đạo tôn, không nói đứng ở cổ giới đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối là bá chủ một phương, há sẽ để ý một đạo tôn lấy lực chứng đạo. Đúng vậy, ta chính là lôi đạo rất tốt ngươi có can đảm xuất hiện trước mặt lão phu mà không lựa chọn chạy trốn xem ra ngươi đã quyết định là muốn đi tìm cái chết đã như vậy lão phu thành toàn cho ngươi chịu chết không không lục quang lão tổ ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi lôi mỗ chỉ muốn nghiêm túc đánh một trận với thất thế đạo tôn xem xem bảy đạo tôn cao cao tại thượng có thể đánh chết ta hay không khóe miệng lôi đạo lộ ra một nụ cười mà sau một khắc trong lòng lục quang lão tổ tức giận khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát âm um, lập tức Từng đạo đạo văn xuất hiện trên trán Lục Quang lão tổ. Cùng lúc đó, khu vực cổ giới, thậm chí cả Thiên Sơn Thành đều chấn động kịch liệt. Lôi đạo có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn phương tám hướng dường như có một sức mạnh vô cùng vô tận đang mãnh liệt đánh về phía hắn. Đây là lực lượng của cổ giới, Lục Quang lão tổ lợi dụng bảy đạo đạo văn, trực tiếp điều động lực lượng của cổ giới, vừa động thủ chính là toàn lực ứng phó, không cho Lôi đạo cơ hội chút nào. Đây là trực tiếp muốn đem Lôi đạo nghiền thành bột mịn. Mặc kệ Lôi đạo có thủ đoạn gì, cũng mặc kệ lôi đạo có lá bài tẩy gì lục quang lão tổ trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất lấy thế vô địch nghiền ép đây là quang minh chính đại đường đường chính chính chiến không phải đùa nghịch thủ đoạn nhỏ gì là có thể chiếm cứ ưu thế trong lòng lôi đạo run lên lục quang lão tổ trước mắt này còn khó đối phó hơn so với hắn tưởng tượng quả thực quá cẩn thận vừa ra tay chính là sát chiêu vốn lôi đạo còn muốn hoạt động một chút nhìn xem tranh lệch với thất thế đạo tôn nhưng hiện tại xem ra căn bản là không có khả năng cái này cần phải liều mạng a thủy tổ thân thể sau một khắc lôi đạo không chút do so dự liều mạng luận liều mạng hắn còn chưa sợ qua ai mặc dù thủy tổ minh giới không bất tử bất diệt giống như thánh nhân của đại lục hoang cổ nhưng trên thực tế thủy tổ cũng không sợ hãi ngược lại các thánh nhân vận dụng chân thân thánh nhân tuy rằng bất tử bất diệt nhưng vẫn có kiêng kỵ có kiêng kỵ mà thủy tổ tịch thật sự đến lúc liều mạng các thủy tổ hoàn toàn là không quan tâm không tiếc tất cả đi buông tay đánh cược một lần nguyên nhân cũng rất đơn giản Thủy tổ có được đặc tính bất tử, muốn triệt để ma diệt một vị thủy tổ, quá khó khăn. Cho dù thực lực có thể nghiền ép, cũng có thể cần trăm triệu năm tháng dài dằng dặc mới có thể triệt để tiêu diệt một vị thủy tổ. Cho nên, Lôi đạo không hề sợ liều mãng chút nào, cho dù bây giờ nhìn lại, Lục Quang lão tổ cao cao tại thượng, chính là thất thế đạo tôn, mạnh hơn hắn nhiều, Lôi đạo cũng không sợ. Âm ầm, thủy tổ thân thể của Lôi đạo giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa gầm lên giận dữ sức mạnh cuồng bạo điên cuồng bộc phát ra từ trong cơ thể lôi đạo bảy đạo đạo văn hung hăng va chạm với lực lượng của lục quang lão tổ đây chính là lực lượng của cổ giới toàn thân lôi đạo chấn động lực lượng trùng kích trùng kích trên người hắn cho dù là thủy tổ thần thể của hắn dường như cũng nhận lấy trùng kích kịch liệt hắn thật giống như đang đối kháng với toàn bộ thiên địa nhưng mà chỉ thế thôi phốp phốp trên người lôi đạo xuất hiện từng vết dạn những vết dạn này rất lớn dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng mà chút thương thế này đối với lôi đạo mà nói, lại không đáng nhắc tới. Đừng nói chỉ là vết dạn, cho dù là chia năm xẻ bảy thì đã sao. Thần thể lôi đạo đều có thể nhanh chóng khôi phục, mấu chốt là thần thể của hắn cũng không có bị chôn vùi, đây mới là trọng yếu nhất. Thủy tổ thần thể, chỉ cần không bị chôn vùi, khôi phục cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng lục quang lão tổ lại không nghĩ như vậy. Lão thấy bộ dáng, thê thảm của lôi đạo, trên mặt lộ vẻ tươi cười, lôi đạo, xem ra ngươi cũng chỉ sánh ngàn đạo tôn đỉnh phong lục thế mà thôi không phải đối thủ của lão phu nhưng cũng tương đối khá sánh ngang đạo tôn đỉnh phong lục thế nếu không có lão phu tới e rằng không chế ngự được ngươi bây giờ ngươi đã bị thương nặng làm lại lần nữa người sẽ chết lục quang lão tổ cảm thấy hoàng long đạo tôn thật sự là có dự kiến trước may mắn phái hắn đến đây nếu không cho dù có hai vị đạo tôn sáu đời thì đã sao căn bản không làm gì được lôi đạo lôi đạo nhìn lục quang lão tổ dường như lục quang lão tổ rất đắc ý trọng thương một lần nữa liền chết lôi đạo có chút ngơ ngác hắn ta bị thương nặng từ khi nào vậy vì vậy lôi đạo cúi đầu thấy được từng vết dạn nứt trên người thủy tổ thần thể a à, thì ra ngươi nói những lời này chỉ là những vết dạn này nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình nhưng có thể coi là trọng thương sao lôi đạo có chút không rõ ràng cho lắm nếu ở minh giới hoặc đại lục hoang cổ không nghiền thành bột mịn không đốt thành cho bụi ai cũng không dám nói bị thương nặng hơn nữa cho dù nghiền thành bột mịn đốt thành cho tàn cũng không tính là trọng thương chỉ cần không có phai mờ, cho dù là biến thành một hạt bụi, không bao lâu đều có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là đặc tính bất tử đáng sợ của thủy tổ. Về phần trong cổ giới, các đạo tôn đại chiến, thân thể bị thương theo lôi đạo, quả thực giống như trò đùa, cái này cũng có thể xem như trọng thương. Ông, sau một khắc, lôi đạo thậm chí cũng không có vận dụng lực lượng thủy tổ thân thể, chỉ riêng lực khôi phục của thủy tổ thân thể tự mang theo, liền nhanh chóng khôi phục thương thế trên thủy tổ thân thể cái gì điều đó không có khả năng lục quang lão tổ nhìn thương thế vốn rất đáng sợ của lôi đạo chớp mắt đã lành lại như ban đầu sắc mặt đại biến trong mắt lão không thể xảy ra chuyện này làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy đây chính là hắn toàn lực ứng phó động thủ trọng thương lôi đạo nhưng bây giờ xem ra dường như căn bản cũng vô dụng lôi đạo lắc đầu nói không hổ là đạo tôn bảy đời thực lực quả thực rất mạnh sức mạnh như thế thật sự quá mạnh mạnh hơn thủy tổ thần thể của ta nhiều nhưng mà nếu như lão tổ muốn giết ta chút thương thế này còn lâu mới đủ lão tổ người còn phải cố gắng đấy lôi đạo khen nhờ lục quang lão tổ vô cùng tiêm túc chút thương thế này còn chưa đủ để giết hắn điều này làm cho sắc mặt lục quang lão tổ trầm xuống ngươi muốn chết nếu chút thương thế này không giết được ngươi vậy ngươi thử lại cái này xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu lục quang lão tổ hừ lạnh một tiếng giờ khắc này sát ý của hắn ta đã tận trời đã thật sự động sát ý với lôi đạo bảy đạo đạo văn hiện lên toàn bộ hư không cổ giới chấn động. Giờ khắc này, hư không phảng phất biến thành lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt hướng phía lôi đạo cắt xuống. Đây cũng không phải là một phương hướng cắt, mà là bốn phương tám hướng cắt chém. Cho dù thủy tổ thần thể của lôi đạo rất mạnh, thậm chí là sáu thành thủy tổ thần thể, nhưng đối mặt với công kích kinh khủng bực này, chủ yếu là lực lượng cổ giới công kích, thủy tổ thần thể của lôi đạo vẫn không chịu nổi. Xoẹt, gần như không có bất kỳ lực ngăn cản nào, thủy tổ thần thể của lôi đạo đã bị cắt thành vô số mảnh vỡ thấy một màn như vậy, Lục Quang lão tổ nở nụ cười, Thanh Sơn đạo tôn thì mặt lộ vẻ bi thương. Chết rồi, Lôi đạo vẫn chết rồi. Kỳ thực, đây đã sớm nằm trong dự liệu của hắn, cho dù Lôi đạo có mạnh hơn nữa thì làm sao có thể so sánh với Lục Quang lão tổ. Đây chính là đạo tôn bảy đời chân chính có thể hùng bá một phương. Dù là Lôi đạo lúc trước thể hiện ra thực lực siêu cường, nhưng ngũ thế đạo tôn, thậm chí so sánh Lục thế đạo tôn cơ hồ chính là Lôi đạo cực hạn. Giờ phút này Lôi đạo biểu hiện đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Thanh Sơn Đạo Tôn, để cho Thanh Sơn Đạo Tôn cực kỳ khiếp sợ, cũng phi thường hài lòng. Nhưng so với Lục Quang Lão Tổ, vẫn kém rất nhiều. Hoặc là nói, Lục Quang Lão Tổ vừa ra tay, tự nhiên có thể trấn áp hết thầy. Là ta hại lôi Đạo Tôn, với tiềm lực của lôi Đại Tôn. Ngày sau có thể sánh ngang với bảy Đạo Tôn, thậm chí tám Đạo Tôn cũng không phải không có khả năng. Mà bây giờ, lại chết thảm ở nơi này, Thanh Sơn Đạo Tôn thậm chí cũng không đành lòng nhìn bộ dáng thê thảm của Lôi Đạo, hắn nhắm hai mắt lại. Lôi Đạo thật thảm, quả thực là bị ngũ mã phân thây, không, hẳn là bầm thây vạn đoạn. Thủy tổ thân thể khổng lồ, bây giờ bị Lục Quang lão tổ cắt xuống, biến thành từng khối thịt vụn, hầu như không có một khối nào là hoàn chỉnh, cái này còn khôi phục như thế nào? Cho dù sức khôi phục của Lôi Đạo có mạnh hơn nữa, có cấm thuật khủng bố hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Lôi Đạo chết rồi, chết đến không thể chết thêm được nữa. Hừ, có một chút thủ đoạn nhỏ, đã cảm thấy có thể chống lại thất thế đạo tôn. Ngu xuẩn, lục quang lão tổ hừ lạnh một tiếng. Bất quá, trong lòng hắn lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện vừa rồi của lôi đạo thật sự quá quỷ dị, hắn thật sự sợ không làm gì được lôi đạo. Bây giờ thì tốt rồi, lôi đạo đã, thái thi vạn đoạn, hắn cũng có thể yên tâm. Hà, bỗng nhiên, mí mắt lục quang lão tổ giật giật, phảng phất không thể tin được vào hai mắt của mình. Tất cả đạo tôn đều nhìn chằm chằm vào đống thịt nát của lôi đạo trong hư không bây giờ đống thịt nát này lại nhanh chóng nhúc nhích sau đó lại dung hợp lại với nhau một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người lôi đạo lại là lôi đạo lại ngưng tụ ra bóng dáng lôi đạo một lần nữa bá lôi đạo mở mắt trong ánh mắt lộ ra một chút ngạc nhiên nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngạc nhiên mà thôi rất tốt thực lực lục quang lão tổ thật mạnh thiếu chút nữa ta không chống đỡ nổi nhưng ta đã nói rồi phải triệt để tiêu diệt ta mới được coi là giết chết ta chỉ cắt ta thành vô số mảnh vỡ thì có ý nghĩa gì không được không được lục quang lão tổ phải đến nữa thất thế đạo tôn thực lực rất mạnh tựa hồ rất khó cắn nuốt phải thử xem mới được lôi đạo lắc đầu tựa hồ còn chưa hài lòng lắm ánh mắt nhìn lục quang lão tổ lộ ra một tia chờ mong đánh không chết lục quang lão tổ trợn tròn mắt hắn đã dốc hết toàn lực đã đem lôi đạo thái thi vạn đoạn rồi hắn còn có thể làm sao đều đã như vậy lôi đạo thế mà đều không phải hắn cũng rất tuyệt vọng a à, đám người thanh sơn đạo tôn thì là mừng như điên thậm chí bọn họ cũng không thể tin được một màn trước mắt lôi đạo thế mà không chết đều đã bầm thây vạn đoạn nhưng vẫn không có chết đây là thủ đoạn gì một lần không được vậy thì hai lần hai lần không được vậy thì ba lần lão phu không tin người có thể liên tục khôi phục lục quang lão tổ cắn răng một cái lui là không thể nào hắn đường đường là đạo tôn bảy đời há lại ở trước mặt một đạo tôn lực minh nho nhỏ lui bước huống chi lôi đạo không phải là đối thủ của hắn chỉ là hắn nhất thời không cách nào chém giết lôi đạo mà thôi lục quang lão tổ tin tưởng lôi đạo có thể tử nhi phục sinh nhất định là cấm thuật nào đó loại cấm thuật này cũng không phải dễ dàng thi triển như vậy một khi thi triển vậy tất nhiên sẽ trả giá cực lớn hắn không tin lôi đạo có thể chống đỡ thời gian bao lâu thế là lục quang lão tổ lần nữa động thủ toàn lực ứng phó phốp phốp lại giống như trước đó thủy tổ thân thể của lôi đạo kiên trì được một lát sau đó liền biến thành mảnh vỡ hơn nữa lục quang lão tổ càng thêm cẩn thận lại thúc giục lực lượng đem mảnh vỡ thi thể của lôi đạo xoắn giết một lần nữa cho đến khi mắt thường cũng không nhìn thấy hoàn toàn biến thành bột mịn lúc này mới thoáng yên tâm ông nhưng sau một khắc lôi đạo lại khôi phục không có bất kỳ khác biệt gì so với trước đó lục quang lão tổ không đủ xa xa không đủ lôi đạo lắc đầu chỉ là biến hắn thành bột mịn nhưng vẫn không thể tiêu diệt hắn đối với lôi đạo mà nói không có bất kỳ tác dụng gì đáng chết đây rốt cuộc là cấm thuật gì lại đến lục quang lão tổ kiến thức rộng rãi nhưng mà không biết đây rốt cuộc là cấm thuật gì lại có thể lặp đi lặp lại tử mà phục sinh quả thực chính là tiểu cường đánh không chết cho dù hắn đường đường là thất thế đạo tôn hiện tại cũng mơ hồ cảm thấy có chút khó giải quyết lục quang lão tổ mặc dù rất khiếp sợ nhưng không có nhụt trí hắn lần nữa động thủ nếm thử đủ loại biện pháp trực tiếp dùng hỏa diễm đem thủy tổ thần thể của lôi đạo đốt thành cho bụi hoặc là đem lôi đạo ơ toái thi vạn đoạn thậm chí khống chế lại một bộ phận huyết nhục của lôi đạo nhưng vô dụng mặc kệ lục quang lão tổ dùng biện pháp gì lôi đạo đều sẽ nhanh chóng phục sinh khôi phục như lúc ban đầu không thể nào làm sao có thể ngươi đến tột cùng là ai một đạo tôn lực minh bình thường khẳng định không có khả năng có cấm thuật như vậy lục quang lão tổ cũng tuyệt vọng giết không chết thật sự không giết được thậm chí không chỉ là hắn động thủ hắn cũng để cho sáu đời đạo tôn năm đời đạo tôn dưới trướng cùng nhau động thủ nhưng lực khôi phục của lôi đạo thật sự là để cho người ta tuyệt vọng bất kể bọn họ làm thế nào lôi đạo cũng có thể khôi phục trong giây lát thế này còn đánh thế nào lôi đạo đã đứng ở thế bất bại đây chính là cực hạn của thất thế đạo tôn lôi đạo nhìn vẻ mặt khiếp sợ khó có thể tin của lục quang lão tổ trong lòng cảm thấy có chút thất vọng đúng vậy thất vọng lôi đạo đối với lục quang lão tổ vô cùng thất vọng hoặc là nói vô cùng thất vọng đối với thất thế đạo tôn hắn đã chuẩn bị xong các loại át chủ bài các loại thủ đoạn nhưng kết quả thì sao chỉ là đặc tính bất tử bất diệt của thủy tổ hắn đã khiến lục quang lão tổ không làm gì được thậm chí lôi đạo còn không thi triển đặc tính thôn phệ đạo tôn bảy thế cũng không mạnh như trong tưởng tượng của lôi đạo hoặc là nói lục quang lão tổ không cường đại như trong tưởng tượng của lôi đạo đến phiên lôi mỗ rồi nhìn lục quang lão tổ tựa hồ thật sự không có biện pháp nào tốt hơn trong mắt lôi đạo cũng lóe lên một tia tinh mang hắn đã đợi thời gian dài như vậy lục quang lão tổ cũng không làm gì được hắn hắn đã đứng ở thế bất bại dù là thất thế đạo tôn mạnh hơn thì có thể làm gì Ông sau một khắc bóng dáng lôi đạo lóe lên tốc độ không gì sánh kịp vọt thẳng vào giữa đám người nhưng mà cũng không phải nhằm về phía lục quang lão tổ mà là trực tiếp nhằm về phía chín vị đạo tôn nam thế kia thân thể thủy tổ của lôi đạo ẩn chứa lực lượng khủng bố hơn nữa lại đạt đến trình độ sáu thành thủy tổ thân thể bây giờ xông vào trong đám người đạo tôn nam thế giống như hổ vào bầy dê bành 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 lôi đạo gần như là một quyền một cái vô luận là lực lượng hay là tốc độ hắn đều có thể nhìn ép ngũ thế đạo tôn. Hơn nữa, những đạo tôn này cũng không có bất tử đặc tính của Lôi đạo, bởi vậy, bị Lôi đạo chém giết một cái, vậy thì thật chết một cái. Lôi đạo, Lục Quang lão tổ gầm lên một tiếng, chỉ là vô dụng. Lôi đạo nhảy vào trong ngũ thế đạo tôn đại khai sát giới, trong nháy mắt liền đem chín vị ngũ thế đạo tôn đều chém giết. Đây chính là đạo tôn năm thế đấy, coi như là Thanh Sơn đạo tôn, cũng mới vẻn vẹn chỉ là sánh ngang với tứ thế đạo tôn mà thôi. Bất kỳ một vị đạo tôn năm thế nào đến đây đều có thể quét ngang cứ điểm lực minh của thành thiên sơn thanh sơn đạo tôn cũng không thể làm gì nhưng bây giờ lôi đạo chém giết chín vị đạo tôn năm thế lại dễ dàng giống như chém dưa thái rau hơn nữa còn là ở trước mặt thất thế đạo tôn như lục quang lão tổ đây là bá khí bực nào âm um, công kích của tổ lão lục quang rốt cục phủ xuống thủy tổ thần thể của lôi đạo lại biến thành bột mịn chỉ là có tác dụng sao lôi đạo cơ hồ là trong chớp mắt liền khôi phục lại mà chín vị ngũ thế đạo tôn đã bị lôi đạo chém giết hầu như không còn hiện tại ánh mắt lôi đạo nhìn thẳng hai tôn đạo tôn sáu thế còn lại lập tức hai tôn đạo tôn sáu thế này sắc mặt đều hơi đổi thực lực lôi đạo vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ tuyệt đối có thực lực đạo tôn đỉnh phong sáu thế hơn nữa dường như còn có bất tử tri thân ngay cả tổ lão lục quang cũng không làm gì được lôi đạo hai vị đạo tôn sáu đời bọn họ lại có thể như thế nào vì vậy trước tiên hai tôn đạo tôn sáu thế muốn rút lui đến bên cạnh lục quang lão tổ chỉ có đến bên cạnh lục quang lão tổ bọn họ mới có thể cảm thấy một chút an tâm nhưng lôi đạo lại không cho bọn họ cơ hội này ông sau một khắc lôi đạo bất động thanh sắc vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể giao động này rất mịt mờ thậm chí lục quang lão tổ cũng không phát hiện dù là hai lục thế đạo tôn cũng không phát hiện họ chỉ cảm giác được liên hệ giữa họ và cổ giới bị cắt đứt mặc dù chỉ là gián đoạn trong nháy mắt nhưng trong nháy mắt này lại bị lôi đạo nắm lấy cơ hội một quyền của lôi đạo một cái đạo tôn lục thế mất đi lực lượng của đạo văn cổ giới ở trước mặt lôi đạo lại tính là cái gì bá trong nháy mắt lôi đạo đã giải quyết chín vị đạo tôn nam thế và hai vị đạo tôn sáu thế vừa rồi còn khí thế hung hăng đội ngũ đội hình khổng lồ bây giờ chỉ còn lại một mình lục quang lão tổ lôi đạo tông đưa mắt nhìn về phía lục quang lão tổ trong lúc nhất thời cho dù là lục quang lão tổ dường như trong lòng cũng run lên mơ hồ cảm thấy một cỗ mắt lạnh chết rồi tất cả mọi người dưới trướng hắn đều chết hết bây giờ chỉ còn lại một mình hắn mà lôi đạo thậm chí còn có thân thể bất tử hắn có thể làm sao? Lục Quang lão tổ thật sự không muốn đi, nhưng giờ phút này chuyện đã không thể làm. Hắn nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết lôi đạo bất tử chi thân trước, nếu không, cứ tiếp tục như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng nguy hiểm. Bởi vậy, sau một khắc, Lục Quang lão tổ xoay người rời đi, đi vô cùng dứt khoát. Thái độ vô cùng kiên quyết, muốn chạy trốn, trong lòng lôi đạo khẽ động, dù sao Lục Quang lão tổ cũng đường đường là đạo tôn bảy đời, sao lại đi dứt khoát như vậy? Chỉ là, vào lúc này Lôi đạo sẽ không để Lục Quang lão tổ chạy thoát, vừa rồi lực lượng vực giới trong cơ thể Lôi đạo, tuy rằng vận dụng rất mịt mờ, nhưng ai biết Lục Quang lão tổ có phát hiện hay không? Huống chi, Lôi đạo đáp ứng bảo vệ thành Thiên Sơn. Lục Quang lão tổ kia cũng không thể buông tha, ông, sau một khắc, Lôi đạo không chút do dự, vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể. Hắn biết rõ, muốn triệt để lưu lại Lục Quang lão tổ, không sử dụng thể nội vực giới là căn bản không có khả năng. Dù hắn có bất tử chi thân, nhưng lực lượng lại kém lục quang lão tổ làm sao chém giết lục quang lão tổ chỉ có vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể có thể tạm thời ngăn cách liên hệ giữa lục quang lão tổ cùng cổ giới thực lực của lục quang lão tổ kia ít nhất giảm xuống ba thành trở lên cứ kéo dài như vậy lôi đạo chém giết lục quang lão tổ sẽ dễ dàng hơn nhiều hà đây là lục quang lão tổ hơi kinh hãi hắn lập tức cảm ứng được lực lượng vực giới trong cơ thể lôi đạo đây là một loại lực lượng hoàn toàn mới trước nay chưa từng có trước đó hắn căn bản cũng chưa từng gặp qua không đúng rốt cuộc lực lượng của ngươi là gì rốt cuộc ngươi là ai lục quang lão tổ biến sắc hắn đã có một tia hoài nghi lục quang lão tổ ngươi chỉ có thể ở lại lôi đạo cơ hồ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt lục quang lão tổ sau đó lập tức thôi động lực lượng vực giới trong cơ thể toàn lực chấn áp âm âm lục quang lão tổ cảm nhận được bốn phương tám hướng giống như đều có lực lượng vô cùng vô tận đánh tới mặc dù loại lực lượng này tựa hồ không mạnh như vậy hắn có thể dễ dàng phá vỡ nhưng mấu chốt là lôi đạo đã vọt tới căn bản không cho lục quang lão tổ cơ hội phá vỡ lực lượng vực giới đạo văn của ta sao không cảm ứng được cổ giới người không phải lục quang lão tổ tựa hồ lập tức nghĩ tới cái gì con mắt mở to thật lớn há to miệng muốn nói cái gì tựa hồ gặp chuyện gì chấn kinh chỉ là hắn đã không có cơ hội nói lôi đạo nhất đấm ra một quyền lại có lực lượng vực giới trong cơ thể phối hợp thoáng cái đánh vào trên người lục quang lão tổ phốp phốp lục quang lão tổ chấn động đạo văn quang mang mờ đi bản thân trọng thương, thậm chí xuất hiện vết máu nứt nẻ. Lục Quang lão tổ không phải lôi đạo, hắn không có thân bất tử, một kích đã bị trọng thương. Hắn cũng không thể khôi phục ngay lập tức, ngược lại mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Lôi đạo, "Ngươi, ngươi không phải người trong cổ giới?" Đã muộn, trong lòng Lôi đạo run lên, quả nhiên vẫn bị phát hiện, đạo tôn bình thường thì cũng thôi, cho dù cảm ứng được lực lượng vực giới trong cơ thể, trong thời gian ngắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lục Quang lão tổ thì khác, hắn chính là đạo tôn bảy đời tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn bao gồm cả bí ẩn của cổ giới thậm chí bí ẩn bên ngoài cổ giới lục quang lão tổ cũng ít nhiều biết một chút vào thời khắc cuối cùng lục quang lão tổ dường như đoán được thân phận của lôi đạo chỉ tiếc là vô dụng dưới sự bao phủ của vực giới trong cơ thể lôi đạo ngay cả tin tức cũng không thể truyền ra chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể thủy tô khổng lồ của lôi đạo một quyền đánh xuống hung hăng đánh vào thân thể vốn đã bị trọng thương của hắn răng rắc rốt cục toàn thân lục quang lão tổ đều dạn nứt sau một khắc càng là thoáng cái liền nổ tung biến thành bột mịn lục quang lão tổ cứ như vậy ngã xuống chết chết rồi thanh sơn đạo tôn nhìn một màn trước mắt này cùng các đạo tôn khác liếc mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau đây là thất thế đạo tôn trong ấn tượng của bọn họ hoặc là nói bọn họ thấy được một lục quang lão tổ giả một thất thế đạo tôn giả nhưng lục quang lão tổ vừa rồi uy danh hiển hách uy thế cũng vượt xa đạo tôn năm đời lục thế không có khả năng là giả như vậy chỉ có một đáp án chết rồi lục quang lão tổ thật sự đã chết lôi đạo chém giết một vị thất thế đạo tôn lôi đạo tôn ngươi ngươi sánh ngang với thất thế đạo tôn chẳng lẽ ngươi là cao tầng lực minh ta âm thầm đi tới thiên sơn thành bố cục cho nên không có lộ ra thân phận thanh sơn đạo tôn nhịn không được hỏi đây là một trong những ý nghĩ không nhiều lắm so sánh thanh kỳ trong đầu hắn tựa hồ cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích chuyện phát sinh ở trước mắt hắn thậm chí cũng chỉ có thể giải thích những chuyện đã xảy ra trước đó. Nếu không, con đường này của Lôi đạo quá huyền thoại, một đạo tôn bình thường mới vừa từ một danh bất truyền, sau khi gia nhập Lực Minh không lâu đã ngăn cơn sóng dữ, chém giết thành chủ Thiên Sơn Thành, hoàn toàn khống chế Thiên Sơn Thành. Hiện tại lại chém giết đội hình đạo tôn cường đại do Lục Quang lão tổ cầm đầu, bất luận là Lục Quang lão tôn hay hơn 10 vị đạo tôn dưới trướng, tất cả đều bị Lôi đạo chém giết. Thậm chí điều này cũng không thể dùng kỳ tích để hình dung. Có thực lực như vậy lôi đạo hội sẽ là một đạo tôn bình thường vô danh dù sao thanh sơn đạo tôn là người đầu tiên không tin cao tầng lực minh bố cục sớm lôi đạo có chút bất đắc dĩ hắn nơi nào là sớm bố cục làm sao mạch não thanh sơn đạo tôn thanh kỳ như vậy liền nhận định hắn là cao tầng lực minh thanh sơn đạo tôn lôi mỗ thật sự chỉ là một đạo tôn bình thường mà thôi vù đúng lúc này từ xa xa thành thiên sơn mười mấy vị đạo tôn đột nhiên bay tới thoạt nhìn ai nấy đều khí thế cường đại phong trần mệt mỏi dường như là toàn lực chạy tới. Phù, những đạo tôn này nhìn thoáng qua tình huống Thiên Sơn Thành, một vị đạo tôn cầm đầu có chút nghi hoặc, không phải nói lục quang lão tổ của Hoàng Long Phủ dẫn người tới Thiên Sơn Thành sao? Sao lại không có? Hay là lục quang lão tổ còn chưa tới? Các ngươi là trợ giúp của lực minh ta? Bỗng nhiên, Thanh Sơn đạo tôn tựa hồ nhớ tới cái gì, thần sắc lập tức liền trở nên kích động. Đúng, giữa đường chúng ta nhận được tin tức của Hy, Hoàng Long Phủ lục quang lão tổ dẫn người tới Thiên Sơn Thành, cho nên chúng ta tăng tốc, Toàn lực chạy đi, rốt cuộc chạy đến. Xem ra hẳn là không muộn, Lục Quang lão tổ còn chưa tới. Chúng ta có thể bố trí một phen, để Lục Quang lão tổ có đến mà không có về. Trong ánh mắt đạo tôn trợ giúp Lực Minh lóe ra một tia sáng, nóng lòng muốn thử. Dù sao, đó cũng là Lục Quang lão tổ, đường đường là thất thế đạo tôn, cho dù là hắn, tuy rằng cũng là thất thế đạo tôn, nhưng cũng không nắm chắc có thể lưu lại Lục Quang lão tổ. Tuy nhiên, nếu như có thể bố trí trước một chút, vậy thì không giống có lẽ thật sự có thể lưu lại lục quang lão tổ ách thanh sơn đạo tôn hít một hơi thật sâu sau đó vẻ mặt cổ quái nói chư vị đạo tôn vẫn tới chậm một bước lục quang đạo tôn đã đến trước đó hả lục quang lão tổ đến ở nơi nào những lực minh đạo tôn này lập tức khẩn trương nhìn xung quanh càng dò xét bốn phía lần dò xét này bọn họ thật sự dò xét được một chút đồ vật tựa hồ thiên sơn thành tao ngộ một trận đại chiến trong không khí còn có một chút mùi máu tanh chết rồi thanh sơn đạo tôn nhún vai ánh mắt nhìn lôi đạo tôn bị lôi đạo tôn giết chết bao gồm cả lục quang lão tổ còn có hai vị đạo tôn sáu đời chín vị đạo tôn năm thế tất cả đều bị lôi đạo tôn giết chết lôi đạo tôn trong lòng những đạo tôn này đều rất khiếp sợ trước khi bọn họ đến trợ giúp cũng biết lôi đạo dù sao thanh sơn đạo tôn sẽ báo cáo tin tức cho lực minh trước đó thiên sơn thành chính là lôi đạo đánh bại và chém giết thành chủ thiên sơn thành sau đó nắm trong tay thiên sơn thành nhưng không phải nói lôi đạo chỉ là một đạo tôn năm thế sao tối đa cũng chỉ là đạo tôn ngũ thế đỉnh phong sao bây giờ ngay cả lục quang lão tổ cũng có thể giết lôi đạo tắc không nghĩ nhiều như vậy hắn thấy đạo tôn của lực minh đến trợ giúp hơn nữa người dẫn đầu chắc cũng sánh ngang với thất thế đạo tôn lôi đạo không không khỏi thở phào nói thẳng chưa vị đạo tôn cuối cùng cũng tới rồi cũng không cần lôi mỗ phải suốt ngày nhắc nhở sợ xảy ra sơ suất gì thành thiên sơn cứ giao cho các ngươi nói xong lôi đạo trực tiếp chuẩn bị rời đi lôi đạo tôn thật sự giết lục quang lão tổ vị đạo tôn cầm đầu kia dường như vẫn có chút không quá tin tưởng, trực tiếp hỏi lôi đạo. Lôi đạo khẽ cao mày, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng, là ta giết, nhưng lục quang lão tổ dường như có chút yếu, không giống với thất thế đạo tôn trong tưởng tượng của ta. Phòng trưng cũng chính là thất thế đạo tôn hạng chót đi, không tính là gì. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp rời khỏi nơi này, hắn cũng không muốn một mực chấn thủ thiên sơn thành, như vậy thật sự là quá chỉ hoãn thời gian của hắn. Hắn hiện tại chính là phải tranh thủ từng giây từng phút tu hành lục quang lão tổ quá yếu đạo tôn của lực minh trợ giúp ánh mắt nhìn nhau một cái cả đám đều hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì bành trong đại điện hoàng long phủ toàn thân hoàng long đạo tôn sát khí lóe lên tất cả đạo tôn như đối diện với một ngọn núi cao nguy nga ẩn ẩn có cảm giác tim đập nhanh phẫn nộ đây là cơn giận của hoàng long đạo tôn có thể làm cho hoàng long đạo tôn tức giận như thế cũng chỉ có một nguyên nhân lục quang lão tổ chết rồi lại bị một lôi đạo không có danh tiếng gì đột nhiên quật khởi chém chết phải biết rằng lục quang lão tổ chính là đạo tôn bảy đời nếu muốn chém giết lục quang lão tổ ít nhất cũng phải là đạo tôn bảy thế đỉnh phong chứ cổ giới tuy rằng rất lớn nhưng nếu như có thể sánh ngang với thất thế đạo tôn vậy nhất định không phải là không có tiếng tăm gì mà cái lôi đạo này lại là từ nơi nào xuất hiện thậm chí hoàng long đạo tôn còn hoài nghi có phải lực minh đã sớm bố trí thành thiên sơn rồi hay không hoặc là nói lực minh đã sớm ngấp nghé phủ hoàng long cho nên có rất nhiều chuẩn bị đạo tôn trước mắt chúng ta nên làm gì Thiên Sơn Thành mất tích, chỉ là bước đầu tiên, bây giờ Thiên Sơn Thành đã có viện quân của Lực Minh, trong thời gian ngắn muốn đoạt lại Thiên Sơn Thành. Có chút khó khăn, rất nhiều lực lượng điều động rất nhiều. Mà Lực Minh đã làm khó dễ Hoàng Long phủ chúng ta, đại chiến toàn diện, rất nhiều thành trì đều gặp phải công kích của Lực Minh, chúng ta đã không còn sức phái cường giả đi Thiên Sơn Thành nữa. Rất nhiều đạo Tôn đều lo lắng, thế công của Lực Minh thật sự là quá mạnh, dù sao đây cũng là Lực Minh, mà bọn họ vẻn vẹn chỉ là một phủ chi địa mà thôi. Lực Minh vẫn luôn bị thế lực truyền thống chèn ép, vẫn luôn có thể sống tốt. Ta há lại là thế lực bình thường, chỉ dựa vào Hoàng Long phủ chi địa làm sao chống lại? Cầu viện, lập tức cầu viện. Lực Minh lựa chọn Hoàng Long phủ ta, vậy đạo tôn Hoàng Long phủ ta tự nhiên nên toàn lực ngăn cản. Nhưng những thế lực muốn hao hết giọt máu cuối cùng của Hoàng Long phủ ta cũng không thể cứ như vậy nhìn. Bọn họ nếu không trợ giúp, vậy Hoàng Long phủ ta liền trực tiếp rơi khỏi. Hừ, môi hở răng lạnh. Một khi Hoàng Long phủ ta bị chiếm cứ. Bồn tọa không tin những thế lực đó còn có thể ngồi yên được sao? Trong mắt Hoàng Long đạo tôn lóe lên một đạo tinh mang. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, hoặc là nói kế hoạch. Lực Minh đối kháng, tuyệt đối không thể để cho lực lượng một nhà Hoàng Long phủ đi đối phó. Dù sao song phương ước định, cửu thế đạo tôn không thể ra tay, như vậy dưới cửu thế đạo tôn liền đều có thể trợ giúp. Trên lý thuyết là như vậy, lúc này, Hoàng Long đạo tôn cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Long đạo tôn lui giữ 8 thành trì lớn của Hoàng Long phủ, tất cả đạo tôn đều lui giữ 8 thành trì lớn, thẳng đến khi thế lực khác trợ giúp đến. Lại phản công nơi khác của Hoàng Long phủ, Hoàng Long đạo tôn đưa ra quyết định, hắn muốn từ bỏ thành trì khác của Hoàng Long phủ, chỉ để lại 8 thành trì Hạch Tâm, cũng là Hạch Tâm trong Hạch Tâm của Hoàng Long phủ, vô cùng quan trọng. Về phần thành trì khác, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao, thủ đệ Hoàng Long không ngăn được thế công của Lực Minh. Nhưng nếu chỉ là lui giữ 8 thành trì lớn vậy bọn họ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian tám thành trì lớn nơi tay lực minh cũng không có khả năng công chiếm toàn bộ hoàng long phủ vậy bọn họ còn có cơ hội nếu tám thành trì lớn đều mất vậy cũng có nghĩa là hoàng long phủ đã hoàn toàn rơi vào trong tay lực minh trong lòng rất nhiều đạo tôn trầm xuống bọn họ rất rõ ràng làm như vậy đối với hoàng long phủ mà nói sẽ tổn thất thảm trọng nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất là biện pháp duy nhất tám tỷ năm thiên sơn thành trong một gian mật thất bí ẩn khi lôi đạo mở mắt nuốt viên đan dược cuối cùng vào tất cả đan dược duyên thọ đều tiêu hao sạch sẽ đây cũng là kết quả của việc lôi đạo cướp đoạt ở thiên sơn thành trong khoảng thời gian này lôi đạo giao thành thiên sơn cho lực minh hắn không có lưu luyến gì đối với quyền thế sau khi buông xuống quyền to hắn liền bắt đầu tiếp tục vơ vét thành thiên sơn đương nhiên chỉ là tiếp tục vơ vét một ít thương hội hoặc là người tu hành đạo tôn quan hệ mật thiết của hoàng long phù cũng không có khả năng vơ vét khắp nơi dù sao lôi đạo vẫn là một đạo tôn nguyện ý tuân thủ quy củ nguyện ý hợp pháp. Hắn không có khả năng ngay cả thế lực đầu phục lực mình cũng một tay, cướp, rồi. Lại thêm đoạn thời gian trước cũng đã bị thanh sơn đạo tôn cho, vừa vét, qua một lần. Bởi vậy, lần này thu hoạch lôi đạo cũng không nhiều lắm liền có thể hiểu được. Họ tên, lôi đạo, 36, hình thái sinh mệnh, thủy tổ thần thể, tuổi thọ, 1.000 ức, 1.000 vạn năm, thể nội thế giới, 415 lần vượt giới, có thể khuếch trương. Huyết mạch thủy tổ, 66%, 58 loại huyết mạch viên mãn lôi đạo điều động dị năng, kiểm tra số liệu thân thể. Thọ mệnh của hắn lại lần nữa kéo lên đến một ngàn ức năm trở lên, chỉ là đã không có tinh huyết thủy tổ, chút tuổi thọ ấy căn bản cũng không đủ đem thủy tổ thân thể tăng lên tới bảy thành. Thọ mệnh, lôi đạo vẫn cần một lượng lớn đan dược kéo dài tuổi thọ để gia tăng tuổi thọ, mà thiên sơn thành đã không thể thỏa mãn lôi đạo nữa, hắn phải đổi sang nơi khác. Dù sao, cũng không phải nhìn chằm chằm vào một chỗ liều mạng vừa vét, dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, lôi đạo dự định rời đi huống chi hiện tại tình huống lực minh và hoàng long phủ thậm chí toàn bộ thế lực đạo tôn truyền thống lôi đạo cũng nhìn có chút hiểu rõ hiện tại là thời đại hỗn loạn chính là thời điểm hắn đục nước béo cò không không đúng hẳn là lôi đạo dẹp loạn phản chính kiến công lập nghiệp cơ hội tốt thành tựu đại sư lôi đạo tôn ngài muốn rời đi ma phục đạo tôn rất giật mình hắn vừa mới dẫn đội đi tới thành thiên sơn tọa trấn ở thành thiên sơn không ngờ lôi đạo lại muốn rời khỏi thành thiên sơn phải biết rằng cao tầng lực minh vô cùng coi trọng lôi đạo. Dù sao, lôi đạo cũng có thể chém giết cường giả của thất thế đạo tôn. Cho dù là ma phục đạo tôn, mặc dù là thất thế đạo tôn, nhưng muốn nói chém giết đạo tôn cùng dai, trên thực tế vô cùng khó khăn, huống chi, lục quang lão tổ cũng không phải là thất thế đạo tôn bình thường gì. Đúng, lôi mộ ở Thiên Sơn Thành cũng không có tác dụng gì, có ma phục đạo tôn tọa chấn ở Thiên Sơn Thành, Hoàng Long phủ đạo tôn cũng không công vào được, cho nên, ta cũng nên rời đi chuyện này ma phục đạo tôn lộ vẻ khó xử lôi đạo hiện tại vẫn là thành viên lực minh nhưng chỉ là loại thành viên bình thường nhất lực minh cũng không phải thế lực có tính ràng buộc cực mạnh gì ngược lại tổ chức lực minh tương đối rời rạc những thành viên như lôi đạo đều có thể rời đi bất cứ lúc nào cũng chỉ có đạo tôn như ma phục đạo tôn mới là cao tầng hạch tâm chân chính của lực minh xin chờ một chút ta lập tức truyền tin tức cho cao tầng dứt lời ma phục đạo tôn lập tức đưa tin hắn phải lôi kéo lôi đạo người ngoài nhìn vào lôi đạo giống như là thành viên của lực minh thậm chí còn là thành viên trung tâm nếu không sao có thể tận tâm tận lực như vậy không chết không thôi với hoàng long phủ đạo tôn nhưng trong mắt những cao tầng trung tâm chân chính của lực minh như ma phục đạo tôn thân phận lôi đạo không hề an toàn chút nào lôi đạo căn bản không hưởng thụ được chỗ tốt của lực minh ít nhất theo bọn họ thấy là như vậy không có lợi ích vậy thì sẽ không có trung thành điểm này lực minh ngược lại rất rõ ràng cho nên lần này đại chiến với hoàng long phủ Lực Minh cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào những thành viên bình thường nhìn như người đông thế mạnh của Lực Minh, mà là lập tức phái ra thành viên hạch tâm đi Hoàng Long Phủ. Kết quả cũng giống như dự đoán của Lực Minh, Lực Minh thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng đạo tôn liều mạng nguyên nhân chân chính lại rất ít, đại đa số đối mặt với sự cường thế của Hoàng Long Phủ, đều lập tức giải tán, toàn bộ cứ điểm Lực Minh của Hoàng Long Phủ, cơ hồ đều bị nhổ tận gốc. Ngoại trừ Thành Thiên Sơn, đây là bởi vì Thành Thiên Sơn toát ra một lôi đạo, cũng chính bởi vì như thế, cao tầng lực minh đối với lôi đạo vô cùng chú ý lôi đạo cũng không sốt ruột hắn tự nhiên biết ý của ma phục đạo tôn đây là chuẩn bị lôi kéo hắn trên thực tế lôi đạo cũng muốn nhìn một chút cao tầng lực minh đến tốt cùng có thể cho ra thành ý gì qua hồi lâu ma phục đạo tôn mới quay đầu lại hắn đã nhận được cao tầng lực minh đưa tin vì thế trên mặt ma phục đạo tôn lộ ra ý cười vừa cười vừa nói ha 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 lôi đạo tôn tin tức tốt tin tức tốt bằng trời cao tầng lực minh ta đã quyết định cho người chức vị tuần sát sứ tuần tra toàn bộ hoàng long phủ hả tuần sát sứ chỉ có vậy thôi sao đúng vậy chỉ có cái này người xác định trừ tuần sát sứ không có cái khác không còn gì khác lôi đạo lắc đầu nói cáo từ chỉ là một cái gọi là tuần sát sứ mà muốn lôi kéo lôi đạo làm sao có thể huống chi lôi đạo cũng không biết tuần sát sứ làm gì nhưng cho dù là thế lực thống lĩnh lực minh ở toàn bộ hoàng long phủ lôi đạo cũng sẽ không động tâm thứ hắn muốn là lợi ích thực tế ví dụ như cho hắn mấy trăm hơn ngàn viên đan dược duyên thọ hắn sẽ rất cao hứng ma phục đạo tôn dường như cũng biết suy nghĩ của lôi đạo tôn hắn vội vàng giải thích lôi đạo tôn nghe ta nói trước đã e rằng lôi đạo tôn không biết cái gì là tuần sát xứ thực tế tuần sát xứ trong lực minh ta tuyệt đối là cao tầng nòng cốt chỉ đứng sau trưởng lão nhưng trưởng lão lực minh ta ít nhất cũng phải sánh ngang đạo tôn bát thế còn dưới trưởng lão trên thực tế địa vị của tuần sát xứ là cao nhất bình thường tuần sát xứ tuần tra một phương có thể điều động bất kỳ thế lực nào của liên minh động lực. Không có mệnh lệnh của trưởng lão, mệnh lệnh của tuần sát sứ chính là cao nhất. Hơn nữa, trưởng lão đoàn còn cho Lôi Đạo Tôn một đặc quyền, đó chính là chỉ cần Lôi Đạo Tôn ra mặt, đánh hạ thành trì, đan dược kéo dài tuổi thọ bên trong, Lôi Đạo Tôn đều có thể được chia 5 phần. Ưm, ừ, lời này là thật, hai mắt Lôi Đạo tỏa sáng, cho dù nghe được quyền lợi lớn lao của tuần sát sứ, Lôi Đạo cũng thở ơ. Có vẻ rất bình tĩnh nhưng hiện tại vừa nghe đến đan dược có thể chia 5%, lập tức liền hưng phấn lên. Dường như đan dược kéo dài tuổi thọ còn quan trọng hơn chức vị tuần sát sứ, điều này khiến ma phục đạo tôn rất khó hiểu. Tuần sát sứ có thân phận như thế nào, địa vị như thế nào, chỉ ở dưới đoàn trưởng lão, nhưng chính là quyền thế như vậy, lực hấp dẫn đối với lôi đạo thậm chí còn không bằng đan dược kéo dài tuổi thọ. Dù là đan dược kéo dài tuổi thọ cũng rất chân quý, nhưng đến loại cấp độ như ma phục đạo tôn này, nơi nào còn cần bao nhiêu đan dược kéo dài tuổi thọ đương nhiên đó là bởi vì ma phục đạo tôn cũng không biết nhu cầu của lôi đạo đối với đan dược kéo dài tuổi thọ thật sự là quá khổng lồ lôi đạo cần cũng không phải là đan dược kéo dài tuổi thọ mà là rất nhiều thậm chí căn bản cũng không có thời điểm thỏa mãn đan dược kéo dài tuổi thọ càng nhiều càng tốt mặc kệ có bao nhiêu lôi đạo đều sẽ vui vẻ tiếp nhận trên thực tế lôi đạo cũng rất rõ ràng lực minh đưa ra tuần tra sứ đây tuyệt đối là tràn đầy thành ý dù sao lực minh có đạo tôn cường đại sánh ngang đạo tôn đỉnh phong bảy thế hơn nữa cũng vô cùng đáng tin cậy nhưng lại cố tình để cho lôi đạo 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 tôn đột nhiên xuất hiện trở thành tuần sát xứ của hoàng long phù đây là quyết đoán cỡ nào chỉ có điều lôi đạo càng thích đan dược kéo dài tuổi thọ hơn mà thôi tất nhiên là thật đây là quyết định của đoàn trưởng lão thế nào lôi đạo tôn ngài có hài lòng không hài lòng rất hài lòng lôi đạo đương nhiên hài lòng mặc dù thoạt nhìn dường như lực minh đang tay không bắt sói dùng nơi còn chưa công chiếm và lợi ích để làm lợi ích cho lôi đạo nhưng trên thực tế thì sao nếu không có lực minh lôi đạo làm sao dám đối đầu với hoàng long phủ đến lúc đó số lượng lớn đạo tôn của hoàng long phủ sẽ một mực truy sát lôi đạo làm sao sẽ cho lôi đạo có cơ hội chia sẻ đan dược kéo dài tuổi thọ mà bây giờ chỉ cần là thành trì lôi đạo công chiếm lôi đạo có thể chia lợi nhuận đến 5 phần đan dược duyên thọ trên thực tế đã coi như không tệ đan dược duyên thọ cộng thêm thân phận tuần sát xứ khiến lôi đạo rất hài lòng điều này cũng biểu lộ thành ý của lực minh quả thực là lôi kéo lôi đạo vô cùng chân thành bái kiến tuần sát xứ ma phục đạo tôn lập tức hành lễ với lôi đạo từ hôm nay trở đi lôi đạo chính là tuần sát xứ lực minh ở phủ hoàng long dù cho ma phục đạo tôn cũng là thất thế đạo tôn nhưng hắn lại không có một khi không phục dù sao lôi đạo chính là chém giết lục quang lão tổ và các đạo tôn khác hơn nữa sau đó ma phục đạo tôn cũng hướng thanh sơn đạo tôn hỏi thăm quá trình lôi đạo chém giết lục quang lão tổ nội tâm hết sức rung động bất tử chi thân lôi đạo có tấm thân bất tử Tuy không biết lôi đạo có phải là bất tử chi thân thật sự hay không, ít nhất thất thế đạo tôn rất khó chém giết lôi đạo, nhưng chỉ riêng điểm này đã khiến lôi đạo đứng ở thế bất bại đối mặt với thất thế đạo tôn. Lôi đạo có thể chém giết lục quang lão tổ, vậy có thể chém giết ma phục đạo tôn. Cho nên ma phục đạo tôn thật sự rất phục vị tuần sát sứ mới của lôi đạo. Được rồi, ma phục đạo tôn, lấy bản đồ phủ hoàng long. Lôi đạo lôi lệ phong hành, nếu hắn đã là tuần sát sứ, hơn nữa còn có ước định với lực minh, vậy hắn tự nhiên phải mau chóng làm chính sự. Phải đánh hạ thành trì mới có thể chia một nửa đan dược duyên thọ. Cho nên, luân đạo cũng phải nắm chặt thời gian, rất nhanh, ma phục đạo tôn đã lấy ra bản đồ. Lôi đạo nhìn bản đồ phủ Hoàng Long, lập tức sợ ngây người. Thành trì rậm rạp, quả thực quá nhiều, nhiều thành trì như vậy, tùy tiện đánh hạ mấy chục tòa, không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu đan dược kéo dài tuổi thọ. Lôi đạo cảm thấy cảm xúc dâng trào, chỉ là một tòa thiên sơn thành liền có bao nhiêu đan dược kéo dài tuổi thọ đương nhiên không phải tất cả thành trì đều có thể đánh đồng với thiên sơn thành dù sao thiên sơn thành xem như một tòa thành mậu dịch thường mậu phi thường phồn vinh thành trì bình thường cho dù người tòa chỉ sợ cũng không sánh bằng thiên sơn thành nhưng mà trung quy là có nhiều thành trì như vậy để trong lòng lôi đạo vô cùng hưng phấn hắn vừa vặn có thể làm lớn một trận bắt đầu từ tòa thành trì này ta muốn công chiếm tòa thành trì này ma phục đạo tôn các ngươi phải tổ chức nhân thủ của lực minh cho tốt đi tiếp nhận thành trì lôi đạo lập tức tập trung vào một tòa thành trì tòa thành trì này cách thiên sơn thành rất gần là một trong những thành trì gần thiên sơn thành nhất nếu lôi đạo muốn công chiếm thành trì đương nhiên không có khả năng bỏ gần tìm xa đi lựa chọn thành trì phương xa mà phải công chiếm thành trì gần nhất trước nhưng ma phục đạo tôn thấy thành trì mà lôi đạo chỉ lắc đầu nói tuần sát xứ chúng ta không thể tấn công tòa thành trì này không thể tấn công vì sao bởi vì tòa thành trì này đã bị lực minh chúng ta nắm trong tay bị lực minh khống chế trong lòng lôi đạo cả kinh hành động của lực minh lại nhanh như vậy hắn có chút giật mình nhưng mà cũng chỉ là một tòa thành trì mà thôi cùng lắm thì đổi một tòa thành trì là được vậy thì đổi đi đổi thành trì này lôi đạo chỉ chỉ tay lại đổi sang một tòa thành trì khác tòa thành trì này cũng bị công chiếm vậy tòa này thì sao cũng thuộc về lực minh chúng ta cũng bị công chiếm tổng thành công việc này rồi chứ ách tuần sát xứ tòa thành trì này cũng bị lực minh chúng ta khống chế sắc mặt lôi đạo có chút âm trầm Thế này đã là bao nhiêu tòa rồi, hắn chỉ thành trì trên mặt đất này, một tòa lại một tòa, nhưng đều bị lực minh khống chế, điều này có thể sao? Lúc này mới bao lâu, lôi đạo cảm thấy, hắn đã đánh giá thấp lực minh. Vì vậy, lôi đạo nói thẳng, ma phục đạo tôn, người nói những thành trì này, có những thành nào không bị lực minh khống chế. Ta cũng lười đi hỏi từng cái một, thấy lôi đạo có vẻ bất mãn, ma phục đạo tôn cười khổ nói, tuần sát xứ, thực tế những thành trì này đều bị lực minh ta khống chế cái gì đều bị khống chế làm sao có thể lôi đạo rất khiếp sợ hắn căn bản không tin tưởng lúc này mới bao lâu trước đó vẫn là hoàng long phủ chiếm cứ ưu thế làm sao chỉ chớp mắt hình như cũng thay đổi tình thế thay đổi lớn tuần sát xứ trên thực tế những thành trì này đều là hoàng long phủ chủ động từ bỏ lực minh ta thế lớn hoàng long phủ liền chủ động từ bỏ những thành nhỏ này chỉ để lại tám thành trì lớn toàn bộ đạo tôn của hoàng long phủ đều lui về tám thành trì lớn ma phục đạo tôn chỉ tay trên bản đồ chỉ ra 8 tòa thành lớn. Chủ động lui giữ, nói như vậy, ta muốn chia lãi duyên thọ đan dược, liền phải công chiếm bất kỳ một tòa nào trong 8 đại thanh chi. Ách, đúng là như vậy, thật ra ma phục đạo tôn đã sớm biết tin tức này, cũng có chút xấu hổ. Hiển nhiên, đây là lực minh chôn một cái, hố, nho nhỏ cho lôi đạo. Bát đại thành trì A, à, lôi đạo trường thở dài một tiếng, quả nhiên, hắn biết không có chuyện tốt như vậy, lực minh đối với Hoàng Long phủ bỏ ra khí lực lớn như vậy, sao có thể thật sự chắp tay nhường lại lợi ích bỏ ra một tuần sát xứ đối với lực minh mà nói đã là thành ý lớn nhất về phần chia lãi duyên thọ đan dược vậy cũng cần mượn lực lượng lôi đạo nhưng tám đại thành lôi đạo rất rõ ràng đây là tám tòa thành trì khổng lồ nhất hoàng long phủ cũng là hạch tâm nhất những nơi khác của hoàng long phủ đều mất hết cũng không sao chỉ cần tám thành trì lớn này còn ở trong tay hoàng long phủ vậy hoàng long phủ sẽ không bị lực minh hoàn toàn khống chế tám thành trì lớn này có đạo tôn bát thế tọa trấn đúng không lôi đạo đột nhiên hỏi có chỉ ít có một vị đạo tôn tám đời, cùng với mấy vị đạo tôn bảy đời tọa chấn. Toàn bộ Hoàng Long Phủ, chúng ta đã điều tra qua, tổng cộng có 10 vị đạo tôn tám đời, trong đó ở Hoàng Long Thành có 3 vị đạo tôn tám đời, bao gồm Hoàng Long Đạo Tôn. Còn lại 7 tòa thành trì, đều có một vị đạo tôn tám đời tọa chấn. Lôi đạo đã hiểu, Hoàng Long Thành, đây chính là hạch tâm trong hạch tâm Hoàng Long Phủ, bởi vậy, có 3 vị đạo tôn tám thế tọa chấn. Về phần 7 tòa thành trì khác, ít nhất cũng có một vị đạo tôn tám thế tọa chấn cũng chỉ có đạo tôn bát thế tọa chấn mới có thể giữ vững tám thành trì lớn. chẳng lẽ trong lực minh không có đạo tôn bát thế? lôi đạo lại hỏi. lực minh chính là thế lực khổng lồ trải rộng toàn bộ cổ giới. sao có thể không có đạo tôn tám nơi? lôi đạo khả không tin. lần này lực minh còn có thể giữ lại thực lực. dù sao đây đều là đại chiến mặt đối mặt với hoàng long phủ, làm sao có thể sẽ giữ lại thực lực? ma phục đạo tôn do dự một chút, nhưng vẫn trầm giọng nói. lực minh ta đương nhiên có đạo tôn bát thế nhưng những đạo tôn bát thế này đến nay đều không có chạy tới. Chờ bọn họ chạy tới, viện quân của Hoàng Long phủ cũng đã đến. Hoàng Long phủ còn có viện quân, Lôi Đạo hơi sững sờ, tuy bây giờ hắn là tuần sát sứ, nhưng trên thực tế cũng không có được quá nhiều tin tức. Tuần sát sứ, người không biết cũng rất bình thường, trên thực tế, lần này là Minh chủ Lực Minh ta, lực áp nhiều vị cửu thế đạo tôn, hai bên đạt thành một hiệp nghị. Lực Minh ta sẽ toàn lực tiến quân Hoàng Long phủ, lấy 10 ngày làm hạn định, cửu thế đạo tôn không được ra tay chín đời trở xuống làm chủ đến lúc đó lực minh công chiếm bao nhiêu tòa thành trì liền đạt được bao nhiêu thành trì mà lực minh ta muốn là toàn bộ hoàng long phủ không có tám thành trì lớn coi như là hoàng long phủ gì đó cho nên thời gian lực minh chúng ta cũng không nhiều nếu thật sự viện quân hai bên đều chạy tới đến tốt cùng như thế nào ai cũng nói không rõ ràng lôi đạo thật sự không biết tin tức như vậy khó trách trước đó hoàng long phủ muốn diệt trừ tất cả cứ điểm lực minh trong hoàng long phủ nguyên lai là lực minh muốn cướp lấy cả hoàng long phủ thậm chí cái này còn liên lụy tới vị minh chủ vô địch trên đời của lực minh cùng với rất nhiều cửu thế đạo tôn thời gian hiện tại lực minh thiếu nhất chính là thời gian những nơi khác của hoàng long phủ trên cơ bản đều bị lực minh khống chế cũng chỉ có tám thành trị lớn một khi trong thời gian ngắn lực minh khó có thể công chiếm tám thành trị lớn vậy lực lượng của hai bên đều hội tụ đến cùng một chỗ ưu thế của lực minh cũng không còn sót lại chút gì đến lúc đó có thể công chiếm tám thành trị lớn hay không ai cũng không nói chắc được cho nên thời gian vô cùng quan trọng nhất là đối với lực minh hiện tại mà nói thời gian rất quan trọng chỉ có một vị đạo tôn bát thế sao có lẽ có thể thử xem lôi đạo hít một hơi thật sâu thấp giọng lẩm bẩm lôi đạo phân tích tình huống của mình hắn đã có thể chém giết thất thế đạo tôn cho dù là mượn một chút lực lượng vực giới trong cơ thể nhưng cho dù không sử dụng lực lượng vực giới trong cơ thể lôi đạo cũng có thể chống lại thất thế đạo tôn ít nhất thất thế đạo tôn không giết được hắn nhưng còn đạo tôn tám thế thì sao Bát thế đạo tôn mạnh hơn nhiều so với thất thế đạo tôn, nếu như đạo tôn bát thế ra tay, thủy tổ thần thể của Lôi đạo còn có thể gánh vác được sao? Nếu như gánh không được, chỉ có thể vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể. Thậm chí, cho dù vận dụng lực lượng vực giới trong cơ thể, Lôi đạo cũng không thể làm gì được bát thế đạo tôn. Trừ phi, Lôi đạo còn có thể tiếp tục tăng lên thủy tổ thần thể. Tăng thủy tổ thần thể lên tới 70%, nhưng cái này cần tuổi thọ, cần đại lượng tuổi thọ, chỉ ít cần 300 tỷ năm tuổi thọ, thậm chí càng nhiều hơn lôi đạo hiện tại chỉ có một ngàn ức năm thọ mệnh còn có hai ngàn ức năm thọ mệnh lôi đạo đi đâu để bổ túc hai ngàn ức năm thọ mệnh này đây dường như lại là một vòng tuần hoàn ác tính hoặc là nói luận điệu sai lôi đạo cần phải công chiếm tám thành trì lớn mới có thể thu được lượng lớn đan dược kéo dài tuổi thọ mà muốn công chiếm tám thành trì lớn lôi đạo đồng dạng cần số lượng lớn đan dược kéo dài tuổi thọ xem ra chỉ có thể dùng biện pháp cũ lôi đạo hít một hơi thật sâu hắn nghĩ tới đủ loại ý nghĩ đều vô dụng hết thảy đều vô dụng nếu muốn giải quyết vị đạo tôn bát thế kia lấy thực lực lôi đạo trước mắt còn không làm được hắn chỉ có thể mạo hiểm cách cũ ma phục đạo tôn không rõ nguyên do ta sẽ lẫn vào đan thiết thành lôi đạo trầm giọng nói đan thiết thành một trong tám đại thành trì cũng là thành trì gần thiên sơn thành nhất do đạo tôn bát thế đạo tôn nguyên nhất đạo tôn tọa trấn tuần sát sứ ta không hỏi ngài làm sao lẫn vào thành đan thiết cho dù ngài có biện pháp lẫn vào thành đan thiết ngài cũng không làm gì được nguyên nhất đạo tôn a chỉ cần không làm gì được nguyên nhất đạo tôn thành đan thiết kia vững như thành đồng vô cùng vững chắc tình cảnh của ngài sẽ rất nguy hiểm ma phục đạo tôn lo lắng nói hắn đang khuyên nhủ lôi đạo lẻn vào đan thiết thành thật sự quá nguy hiểm ai nói ta không làm gì được nguyên nhất đạo tôn chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ lôi mỗ sẽ không sử dụng mà thôi hả ngài có biện pháp đối phó nguyên nhất đạo tôn ma phục đạo tôn cũng kinh ngạc lôi đạo vừa mới chém giết lục quang lão tổ chứng minh có biện pháp đối phó với thất thế đạo tôn nhưng nguyên nhất đạo tôn cũng không phải là thất thế đạo tôn mà là bát thế đạo tôn cao cao tại thượng mỗi một vị đạo tôn tám thế hầu như đều đứng ở đỉnh phong cổ giới cũng vẻn vẹn chỉ là ở phía dưới đạo tôn chín thế mà thôi địa vị vô cùng tôn sùng đương nhiên thực lực cũng vô cùng cường đại bình thường đạo tôn thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ muốn đối phó với đạo tôn tám thế nhưng bây giờ lôi đạo lại muốn dùng sức một mình đi đối phó với đạo tôn bát thế đây quả thực là điên rồi ít nhất ở trong mắt ma phục đạo tôn lôi đạo đúng là điên rồi được rồi ta sẽ ẩn núp vào đan thiết thành nếu thật sự chiếm cứ đan thiết thành ta sẽ gửi tin tức cho các ngươi đến lúc đó các ngươi lập tức dẫn người tiến vào đan thiết thành chiếm cứ đan thiết thành có hiểu rõ không hiểu rõ cho dù ma phục đạo tôn đáp ứng nhưng vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi lôi đạo còn vọng tưởng chiếm cứ thành đan thiết đây chính là một trong tám thành trì lớn trước khi cường giả tám đời đạo tôn của lực minh phái tới so sánh lực minh sao có thể có thực lực công chiếm thành trì lớn không có, một chút khả năng cũng không có. Lôi đạo đi chuyến này, chẳng qua là chịu chết vô ích mà thôi. Nhưng không biết vì sao, sâu trong nội tâm ma phục đạo tôn, lại mơ hồ cảm thấy lôi đạo có thể sẽ thành công. Vù, vì vậy, lôi đạo vừa xài bước ra, đã bay ra khỏi thành thiên sơn. Sau khi bay ra khỏi thiên sơn thành, khí tức trên người lôi đạo biến đổi liên tục, cuối cùng lại biến thành một đạo tôn truyền thống. Còn ngưng tụ ra đạo văn, hơn nữa còn là sáu đạo đạo văn. Lục thế đạo tôn, hình như hơi nổi bật quá, vậy thì là ngũ thế đạo tôn đi. Khí tức lôi đạo trượt xuống, cuối cùng đạo văn biến thành năm đạo. Trong mắt rất nhiều đạo tôn, căn bản không nhìn ra lôi đạo sẽ là thành viên lực minh dùng lực chứng đạo, chỉ coi lôi đạo là đạo tôn truyền thống. Hiện tại lôi đạo chính là dựa vào dị bảo của mê giới. Ngụy trang thành đạo tôn truyền thống, hoặc là nói, ngụy trang thành đạo tôn của Hoàng Long Phù. Chỉ có như vậy, mới có thể lẫn vào đàn thiết thành. Về phần làm sao đối phó với đạo tôn tám đời, lôi đạo tự nhiên có biện pháp. Rất nhanh, Lôi đạo đã thấy Thành Đan Thiết, hiện tại Đan Thiết Thành phòng bị vô cùng nghiêm mật, bất quá, thỉnh thoảng cũng có đạo tôn tiến vào trong Đan Thiết Thành. Đều là một ít đạo tôn của thành trì khác trốn thoát, trên cơ bản đều chạy trốn tới 8 thành trì lớn. Dù sao, hiện tại toàn bộ Hoàng Long phủ cũng chỉ 8 thành trì lớn là nơi an toàn của nhóm đạo tôn truyền thống, còn lại đối phương đều bị Lực Minh chiếm cứ. Đan Thiết Thành cũng không sợ có gian tế, hoặc là có người giả mạo. Dù sao, thành viên Lực Minh đều là đạo tôn lấy lực chứng đạo khí tức khó có thể che lấp. Cho dù có một ít đạo tôn truyền thống đầu phục lực minh, nhưng lại có thể như thế nào? Hữu nguyên nhất đạo tôn tọa chấn, chỉ cần không phải bắt thế đạo tôn đích thân tới, ai cũng không nhấc lên được sóng gió. Mà đạo tôn tám thế ở trong lực minh đều là cường giả cấp trưởng lão, căn bản sẽ không có đạo tôn truyền thống đầu nhập vào. Mở cửa, ta muốn vào thành, lôi đạo đi thẳng tới dưới thành, thậm chí trực tiếp hiển hóa ra năm đạo thần văn. Có năm đạo thần văn này, lôi đạo căn bản không cần giải thích cái gì. Cửa thành liền từ từ mở ra, thuận lợi vào thành. Lôi đạo phát hiện, dị bảo mê giới thật sự dùng tốt. Cho dù là bảy đời, tám đời đạo tôn cũng không thể phát hiện. Thậm chí, Lôi đạo cảm thấy, cho dù là cử thế đạo tôn cũng không thể phát hiện. Chỉ cần Lôi đạo không chủ động bại lộ lực lượng, nhưng Lôi đạo biết rất rõ, hắn đi vào thành đan thiết, không chỉ là vì tìm hiểu một số tin tức, hắn đi vào là để làm chuyện lớn. Ta có tình báo quan trọng, muốn gặp mặt nguyên nhất đạo tôn đại nhân lôi đạo nói với đạo tôn thủ thành diện kiến nguyên nhất đạo tôn có tình báo gì trọng yếu là tình báo liên quan tới lôi đạo của thành thiên sơn chính là lôi đạo đã giết chết tổ lão lục quang không sai được đi theo ta ngay cả đan thiết thành đạo tôn cũng biết đại danh đỉnh đỉnh của lôi đạo giết lục quang lão tổ đã khiến cho danh tiếng của lôi đạo đại truyền dù sao lục quang lão tổ chính là thất thế đạo tôn bị chém giết chuyện này ảnh hưởng rất lớn nghe được tình báo quan trọng có liên quan đến lôi đạo đạo tôn thành đan thiết không dám sau đó chỉ hoãn chút nào trực tiếp mang theo lôi đạo đi tới trong thần điện thành đan thiết giờ phút này bên trong đại điện nguyên nhất đạo tôn cùng với rất nhiều đạo tôn khác đều ngồi ngay ngắn trên ghế tựa hồ đang thương nghị cái gì người có tình báo quan trọng liên quan tới lôi đạo là tình báo gì bá theo lời nguyên nhất đạo tôn vừa dứt lập tức ánh mắt mọi người trong đại điện đều tập trung ở trên người vị đạo tôn xa lạ trước mắt này lôi đạo lại có vẻ rất chấn định hắn nhìn thoáng qua đạo tôn trên đại điện tựa hồ đã hạ quyết tâm gì đó vì vậy hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng vào nguyên nhất đạo tôn chậm rãi mở miệng ta có tình báo thiên sơn thành lôi đạo muốn lấy sức một mình tấn công đan thiết thành cái gì lôi đạo của thiên sơn thành muốn dùng sức một mình tấn công thành đan thiết đây có thể là chuyện cười mà bổn tọa nghe được cho lôi đạo một trăm lá gan hắn cũng không dám đến thành đan thiết nguyên nhất đạo tôn cười phá lên thậm chí ngay cả đạo tôn khác trong đại điện cũng đều là vẻ mặt không tin Lôi đạo, bọn họ tự nhiên nghe nói qua lôi đạo, chém giết lục quang lão tổ, xem như một đạo tôn đột nhiên toát ra có uy hiếp. Nhưng cũng chỉ thế thôi, chém giết lục quang lão tổ, lại có thể nói rõ vấn đề gì. Hoàng Long Phủ đã hoàn toàn lui về tám thành chỉ lớn. Chỉ riêng thành đan thiết, hiện tại trong đại điện này, thất thế đạo tôn đã có hơn 10 vị, huống chi còn có đạo tôn nhất đạo tôn bát thế đạo nguyên. Một mình lôi đạo, dám tiến vào thành đan thiết, căn bản không có khả năng, các ngươi đều không tin. Lôi đạo bỗng ngẩng đầu lên, nói đi, người rốt cuộc là ai? Nguyên nhất đạo tôn nhìn chòng chọc vào vị đạo tôn nam thế trước mặt này, vị đạo tôn nam thế này. Nhất định có vấn đề, chỉ là chỗ nào có vấn đề, nguyên nhất đạo tôn lại nói không ra. Nhưng không sao, ở thành đan thiết, hắn luôn có biện pháp biết rõ thân phận thật sự của đạo tôn trước mắt này. Ta, lôi đạo ngẩng đầu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia mỉm cười, hắn đứng chắp tay, từ tốn nói, ta đã nói rồi, lôi đạo sẽ dùng sức một mình tấn công thành đan thiết, nhưng không biết làm sao các ngươi lại không tin thậm chí lôi mỗ cũng đã đứng ở trước mặt các ngươi, các ngươi vẫn không tin. có đôi khi nói thật cũng không có ai tin, thật sự là bi ai. vẻ mặt lôi đạo mang theo vẻ trách trời thương dân, nhưng theo hắn thu hồi dị bảo mê giới, lập tức khí tức trên người hắn nhanh chóng biến mất, không còn bất kỳ khí tức đạo văn nào nữa. ngược lại có loại cảm giác lấy lực chứng đạo, lôi đạo, ngươi là lôi đạo. để ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để ad có kinh phí mua bản dịch cảm ơn mọi người nhiều nha